Quang minh xông phá hắc ám, thiên tâm u châu như bầu trời mặt trời gay gắt, trong nháy mắt đánh tan Diệp Thần tới ám thâm uyên. Vậy ám bia rên rỉ một tiếng, thuộc tính bị khắc chế, chùi hồi Diệp Thần trong cơ thể. Nhưng lúc này, Diệp Thần đã thành công mở ra lục đạo luân hồi pháp, sau lưng vậy luân hồi chi bàn hư ảnh, hoàn toàn hóa thành thực chất, giống như giữa trời đất nhất vô thượng pháp bảo vậy, ùng ùng trôi lơ lửng ở trên trời, chậm rãi chuyển động, tựa như có thể cắn nát thế gian hết thảy, chung quanh nếp sống tầng mây, đều là hoàn toàn tan tành. Nguy rồi! Huyền Cơ Nguyệt thấy lục đạo luân hồi pháp mở, nhất thời sắc mặt trầm xuống, chỉ cảm thấy thật to không ổn. Đây là Diệp Thần mạnh nhất lá bài tẩy. Lục đạo luân hồi quyền. Diệp Thần ngửa mặt lên trời một tiếng gầm thét, lục đạo luân hồi bàng bạc hơi thở, toàn bộ hội tụ đến trên nắm tay, bỗng nhiên một quyền như muốn phá trời, vô cùng mãnh liệt đánh giết hướng Huyền Cơ Nguyệt. Đây là Diệp Thần một kích mạnh nhất, tự thân luân hồi huyết mạch, đang điên cuồng thiêu đốt, quanh thân khí huyết cuồn cuộn, vành mắt hết sức nứt ra, tóc kích dương, vậy trên nắm tay sáu đạo khí tượng huy hoàng, sáng chói ma mang kịch liệt lóng lánh, tựa như hàm chứa chư thiên địa ngục thần uy, đơn giản là không thể ngăn cản. Huyền Cơ Nguyệt hoàn toàn biến sắc, chỉ cảm thấy trước mắt không gian, ngàn vạn nặng nổ tung sụp đổ, hoàn toàn không chịu nổi Diệp Thần quyền phong. Nàng tự hỏi coi như có thể tiếp lấy Diệp Thần một quyền này, cũng thi triển giết ngược, tự thân võ đạo căn cơ, cũng phải bị đánh nát, ắt phải trọng thương, lại cũng không có sức đối kháng Kỳ Tư Thanh các người, cuối cùng vẫn là phải chết, không có lại cướp lấy Long Uyên Thiên Kiếm có thể. Luân hồi tinh diễm, cho ta hiến tế. Sống chết tới giữa, Huyền Cơ Nguyệt ánh mắt đoạn tuyệt, bỗng nhiên làm ra một cái kinh người quyết định. Chỉ gặp nàng sử dụng luân hồi tinh diễm bản thể, lại có thể tại chỗ hiến tế. Cái này luân hồi tinh diễm, không biết đi theo Huyền Cơ Nguyệt đã bao nhiêu năm, nàng là bổn mạng hạch tâm vật, giờ phút này vì đối kháng Diệp Thần lục đạo luân hồi pháp, nàng lại muốn hiến tế. Huyền Cơ Nguyệt vô cùng nhức nhối, nội tâm đều run rẩy, nhưng, Diệp Thần luân hồi thiên uy, chân thực quá mức đáng sợ, nàng không có nắm chắc ngăn cản, liều mạng cái này thảm trọng tổn thất, cũng phải hiến tế luân hồi tinh diễm, giết ngược Diệp Thần. Oanh! Luân hồi tinh diễm một hiến tế. Một đoàn màu u lam năng lượng, hội tụ đến Huyền Cơ Nguyệt trên bàn tay. Huyền Cơ Nguyệt bàn tay giấy lên hừng hực lam hỏa, sáng chói mà nóng rực, đáng sợ nhiệt độ tràn ngập ra, chung quanh hư không đều bị bốc hơi được suy suy vang dội. Phá cho ta! Hạ một sát, Huyền Cơ Nguyệt hung hăng một chưởng giết ra, luân hồi tinh diễm hiến tế năng lượng, giống như sông lớn biển khơi, thao thao bất tuyệt chút xuống ra. Phịch! Diệp Thần lục đạo luân hồi quyền. Hung hăng cùng Huyền Cơ Nguyệt bàn tay đụng nhau. Sáu đạo thiên uy, luân hồi tinh diễm hiến tế, nhất thời mãnh liệt đan vào một chỗ, rất miễn cưỡng nổ lên một cổ kinh khủng mây hình nấm. Phốc xích, Diệp Thần chỉ cảm thấy một cổ hùng hồn nóng rực năng lượng, xông lên vào bên trong cơ thể, tại chỗ bị chấn động được tạng phủ rạn nứt, há mồm phun máu tươi. Huyền Cơ Nguyệt khóe miệng cũng là chảy ra máu tươi, bước chân hoảng hốt lui về phía sau, gương mặt một phiến trắng bệch. Hiển nhiên bị thương không nhẹ. Nhưng là, nàng tình huống, muốn so với Diệp Thần tốt rất nhiều. Diệp Thần thân thể trực tiếp rớt đến trên đất, lại liền leo cũng không bò dậy nổi, chỉ cảm thấy tự thân sức sống vết nứt, sinh mạng hơi thở đang không ngừng trôi qua. Dù là Diệp Thần năng lực khôi phục cực kỳ khủng bố, cũng không đủ tư cách. Huyền Cơ Nguyệt một trưởng này, ẩn chứa nàng trọn đời tu vi, hơn nữa còn hiến tế luân hồi tinh diễm, chân thực quá mức bá đạo. Diệp Thần tuy mở ra lục đạo luân hồi, nhưng hắn cùng Huyền Cơ Nguyệt tới giữa, cảnh giới cuối cùng là kém được quá lớn, hắn chỉ có còn thật cảnh nhất tầng thiên mà thôi. Cái này cuối cùng va chạm, cuối cùng là hắn đánh bại. Ta phải chết sao? Diệp Thần cảm thấy tự thân không ngừng mất đi sức sống, nhưng giác thế giới trước mắt dần dần tối lại, tựa như sinh mạng đi tới cuối. Diệp Thần, Kỳ Tư Thanh, Diệt Vô Cực vợ chồng, Kỳ Lâm các người. Thấy Diệp Thần trọng thương ngã xuống đất, đều là La Thất Thanh, mặt đầy sợ hãi. Huyền Cơ Nguyệt sợi tóc bù xù, ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, luân hồi chi chủ, rốt cuộc còn là ta thắng. Nàng răng còn hiện ra tia máu, cười lên thật là dữ tợn tàn bạo, lần này vì đối kháng Diệp Thần, nàng thậm chí hy sinh luân hồi tinh diễm, giá phải trả thực sự quá lớn. Nhưng, thấy Diệp Thần sa sút, nàng chỉ cảm thấy cái gì giá phải trả cũng đáng giá. Người ta tranh nhau vạn năm, cuối cùng vẫn là người đánh bại, người yên tâm, ta sẽ chiếm đoạt người khí vận, độc trưởng luân hồi vận mệnh, uy sắp thiên hạ.
Huyền Cơ Nguyệt nghĩ tới tương lai hùng đồ phách nghiệp, tâm tình có vẻ kích động, liền thân thể cũng khẽ run lay động, xách thần La Thiên kiếm, từng bước một đi tới Diệp Thần bên người, quát lên. Chết đi! Một kiếm gai đánh tiếp, liền muốn chung kết hết Diệp Thần tánh mạng. Diệp Thần ở sống chết trước mắt, luân hồi huyết mạch kịch liệt đốt tới trình độ cao nhất, tuyệt cảnh bên trong, Diệp Thần tựa như nghe được mãi mãi luân hồi ngâm sướng. Vô số luân hồi thủy khí bốc hơi lên, xông lên lên trời, dần dần hội tụ thành một cái huy hoàng đất nước. Vậy huy hoàng đất nước bên trong, cung điện liền phiến, lâu vũ sầm uất, tồn tại vô số luân hồi tín đồ, bọn họ thờ phụng luân hồi đại lộ, tuân thủ cổ xưa quy tắc, khắp nơi đều là phồn vinh sáng chói cảnh tượng, có hung mãnh luân hồi thiên uy, cuồn cuộn chánh khí, bao trùm ở chân trời. Huyền Cơ Nguyệt một kiếm gai đánh tiếp, nhưng tựa như gặp phải lực lượng gì cách trở, lại không tổn thương được Diệp Thần. Cái này, đây là, luân hồi thiên quốc. Huyền Cơ Nguyệt nhìn phía bầu trời, nhìn vậy huy hoàng thiên đường, hoàn toàn kinh hãi. Vậy phiến thiên đường, lại là truyền thuyết bên trong luân hồi thiên quốc. Luân hồi thiên quốc, từ lục đạo luân hồi pháp bên trong lột xác đi ra, là 33 thiên hồng mông nguyên thuật đứng đầu, ở hồng mông nguyên thuật bên trong xếp hạng thứ nhất. Cho dù là kiếp trước luân hồi chi chủ, cũng không có lĩnh ngộ luân hồi thiên quốc. Bởi vì môn thuật pháp này, đối với võ đạo nội tình, khí vận nhân quả vân yêu cầu, chân thực quá cao, coi như kiếp trước luân hồi chi chủ tu vi cường hãn, nhưng võ đạo căn cơ tích lũy không đủ thâm hậu, từ đầu đến cuối không thể lĩnh ngộ luân hồi thiên quốc. Mà đây nhất thế, Diệp Thần căn cơ võ đạo, chỉ có thể dùng nghịch thiên hai chữ hình dạng, hắn võ đạo căn cơ, đơn giản là có 102 vạn cổ, đã có chấp trưởng luân hồi thiên quốc tư cách. Lần này sống chết trước mắt, tuyệt đối nguy cơ bên trong, Diệp Thần cơ duyên xảo hợp, rốt cục thì lĩnh ngộ luân hồi thiên quốc. Huyền Cơ Nguyệt liên tiếp lui về phía sau, thân thể một hồi run rẩy. Trong truyền thuyết luân hồi thiên quốc, xếp hạng thứ nhất hồng mông nguyên thuật, uy lực thậm chí đủ để sánh bằng cửu thiên thần thuật, là vô cùng lợi hại thuật pháp. Giờ khắc này, luân hồi thiên quốc trôi lơ lửng ở Diệp Thần đỉnh đầu, ban cho vô cùng phúc trạch, vô cùng thụy khí, bồi dưỡng Diệp Thần gân cốt. Rắc rắc sát. Diệp Thần thương thế, đang nhanh chóng phục hồi như cũ, gãy lìa sức sống lần nữa bù đắp lại. Bên ngoài, Kỷ Tư Thanh, Kỷ Lâm các người, thấy luân hồi thiên quốc ra đời, cũng là vô cùng khiếp sợ, trong lòng thậm chí có thần phục ý niệm, muốn quỳ bái tại Diệp Thần dưới chân, quỳ bái, cung phụng vạn năm. Kỷ Tư Thanh đầu óc bên trong, lại là mơ tưởng viễn vong, nghĩ đến muốn cùng Diệp Thần hai chân song phi, đi luân hồi thiên quốc bên trong điên loan đổ phượng, hưởng thụ vĩnh hằng vui vẻ. Kỷ Tư Thanh gò má một đỏ, trong đầu nghĩ ta đang miên man suy nghĩ chút gì, xem ra cái này luân hồi thiên quốc, còn có ảnh hưởng tinh thần hiệu quả. Nàng đoán nhớ không sai, cái này luân hồi thiên quốc vô cùng mạnh mẽ, chấp trưởng luân hồi thiên quốc sau đó, bất kỳ người phụ nữ thấy Diệp Thần, cũng sẽ muốn thần phục quỳ bái, cũng muốn vĩnh viễn cùng Diệp Thần chung một chỗ, hiến thân cung phụng. Đây chính là luân hồi thiên quốc chỗ lợi hại. Thậm chí liền Huyền Cơ Nguyệt, tinh thần vậy được đánh vào, cầm kiếm tay thỏng xuống, đầu óc bên trong sinh ra một cổ vô cùng xung động mãnh liệt, muốn quỳ bái tại Diệp Thần dưới chân, thậm chí muốn hôn Diệp Thần mũi chân. Không tốt, cái này luân hồi thiên quốc, lại xâm nhập phạt ta tinh thần. Huyền Cơ Nguyệt có vẻ khiếp sợ, nàng đường đường thượng giới nữ hoàng, há có thể khuất phục tại dưới người. Vội vàng vận chuyển tử vi công pháp, ổn định tâm thần, lần nữa nhắc tới thần La Thiên kiếm. Mà lúc này, Diệp Thần vậy lảo đảo lắc lư đứng lên, trong mắt một phiến đỏ tươi, nhìn chằm chằm Huyền Cơ Nguyệt, tràn đầy sát khí. Huyền Cơ Nguyệt thấy Diệp Thần ra, không ngừng văng tung tóe, chảy ra máu tươi, nhất thời phát hiện luân hồi thiên quốc uy thế to lớn, lại có thể liền Diệp Thần mình cũng không chịu nổi. A, à, luân hồi chi chủ, ta còn thật lấy vì ngươi có thể chấp trưởng luân hồi thiên quốc, lúc đầu chỉ là một động tác võ thuật đẹp. Huyền Cơ Nguyệt thấy một màn này, nhất thời bừng tỉnh hiểu ra, trong lòng thanh tĩnh lại, cười lạnh một tiếng. Trong truyền thuyết luân hồi thiên quốc, thần uy chân thực quá mức bá đạo, đủ để sánh bằng cửu thiên thần thuật, muốn hoàn toàn nắm trong tay môn thuật pháp này, đơn giản là khó hơn lên trời. Giờ phút này, Diệp Thần mặc dù lĩnh ngộ thành công, nhưng còn không có chân chính nắm giữ luân hồi thiên quốc uy lực. Dẫu sao, coi như là kiếp trước luân hồi chi chủ, đều không có thể chấp trưởng luân hồi thiên quốc. Mà Diệp Thần tu vi, chỉ có còn thật cảnh nhất tầng thiên mà thôi, cùng kiếp trước so sánh, kém được xa, đây là có thể khai thác ra luân hồi thiên quốc,
đã là cực hạn, muốn chấp chưởng giết địch, đó là muôn vàn khó khăn. Huyền Cơ Nguyệt, ta vừa mở ra luân hồi thiên quốc, ngươi ngày hôm nay đừng muốn sống đi ra ngoài. Diệp Thần giữ tợn cười một tiếng, răng dày đặc, mặt đầy đáng sợ sát khí. Rắc rắc, nắm đấm của hắn, nắm thật chặt, khớp xương rắc 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 nổ vang, toàn thân tất cả máu thịt tinh hoa, đan điền linh khí, toàn bộ bốc cháy, tựa như hừng hực lửa lớn vậy, vờn quanh ở quanh thân. Mà toàn thân máu thịt cháy, trôi lơ lửng ở trên trời luân hồi thiên quốc, lại là chậm rãi chấn động đứng lên, cùng Diệp Thần đồng tình, thiên đường trên phát ra sơn hô hải khiếu vậy luân hồi gầm thét, vang vọng cửu tiêu. Cái này luân hồi gầm thét, làm được Kỷ Tư Thanh các người, rơi vào tuyệt đối kinh ngạc bên trong đi, hoàn toàn bị chấn động lừa. Mà di tích chi địa bên trong, rất nhiều muốn đoạt kiếm người, cũng là tại chỗ bị chấn động được đầu óc choáng váng, trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc không chạng nhìn về phương xa luân hồi thiên quốc, thậm chí có không ít người tại chỗ quỳ bái xuống. Huyền Cơ Nguyệt cảm thấy được Diệp Thần cùng luân hồi thiên quốc đồng tình, nhất thời thần sắc đại biến, lại gặp Diệp Thần cả người máu thịt cháy, sợ hãi nói. Ngươi điên rồi, liều mạng tánh mạng mình không muốn, cũng phải thúc giục luân hồi thiên quốc. Giờ khắc này, Diệp Thần nói rõ là đang liều mạng, cả người máu thịt toàn bộ cháy, một khi máu thịt cháy hết, hắn đem hóa thành một bộ xương khô, hoàn toàn chết đi. Diệp Thần vành mắt hết sức nứt ra, nói, không sai. Ta chính là liều mạng, ngày hôm nay vậy muốn giết ngươi. Nói xong, Diệp Thần đột nhiên một trưởng bạo giết ra. Một trưởng này, cùng luân hồi thiên quốc đồng tình, hàm chứa chí cao vô thượng luân hồi đại thiên uy, hung mãnh bá đạo, huy hoàng vạn trượng, so với lục đạo luân hồi pháp, còn muốn hung mãnh đáng sợ được hơn. Diệp Thần đang đánh cuộc, hắn đánh cuộc mình có thể sống sót, hắn đánh cuộc luân hồi huyết mạch nội tình đủ thâm hậu, coi như mình cháy hết tất cả máu thịt, chỉ cần còn lại một giọt luân hồi máu tươi, hắn liền đủ để nhỏ máu sống lại. Mặc dù trọng sinh sau đó, thực lực sẽ lùi bước rất nhiều, nhưng Diệp Thần không để ý chút nào, bởi vì Long Uyên Thiên Kiếm đang ở trước mắt, chỉ cần giết Huyền Cơ Nguyệt, Long Uyên Thiên Kiếm chính là hắn. Bắt được Long Uyên Thiên Kiếm, cái gì tổn thất đều có thể đền bù. Cho nên, bỏ mặc trả giá cao gì, hắn cũng phải thu được Long Uyên Thiên Kiếm. Huyết Long Mệnh Giã và Long Uyên Thiên Kiếm có liên quan. Huyền Cơ Nguyệt thấy Diệp Thần động trời một trường, hoàn toàn rung động. Nàng còn có cuối cùng một đạo lá bài tẩy, dùng là có thể trực tiếp chặt đứt không xiềng, đến hiện trường đột phá, chân áp hết thảy. Nhưng, cái này lá bài tẩy, Huyền Cơ Nguyệt nhưng không nghĩ vận dụng. Bởi vì, lấy nàng trước mắt nội tình, tối đa chỉ có thể chặt đứt 81 đạo gông xiềng, còn không coi là thiên quân tư. Chỉ có chém ra số lượng, vượt qua 81 nói, mới tính chân chính thiên quân tư, có thể thả ra cường hãn nhất tiềm lực, sau này thì coi là kỳ ngộ gì cũng không có, nằm cũng có thể phi thăng thái thượng, trở thành thiên quân, bởi vì gông xiềng đã bị chém đứt, phi thăng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng nếu như, chém ra số lượng không vượt qua 81 nói, muốn phi thăng, thì phải bỏ ra cực lớn vất vả khắc khổ, cần tích lũy cực lớn công đức khí vận, còn phải có vô cùng kỳ ngộ cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được. Giống như ban đầu Hằng Cổ Thánh Đế như vậy, chém ra số lượng không có vượt qua 81, nghe nói chỉ chặt đứt 36 nói, hắn có thể phi thăng là trả giá giá cực lớn, không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết, quá mức khó khăn, coi như để cho hắn lần nữa đi một lần đường cũ, đều có thể phải thất bại. Huyền Cơ Nguyệt kế hoạch nguyên thủy, là muốn cướp lấy Long Uyên Thiên Kiếm sau đó, lại đột phá tấn thăng. Như vậy thứ nhất, mượn Long Uyên Thiên Kiếm mũi nhọn cùng nội tình, nàng chém ra số lượng, tuyệt đối có thể vượt qua 81 nói, chân chính có thiên quân tư, sau này nằm cũng có thể phi thăng, làm một mẻ, khỏe suốt đời, căn bản không sẽ lại tại sao tài nguyên cơ duyên bôn ba. Nhưng hiện tại, đối mặt Diệp Thần động trời một trường, luân hồi thiên quốc thần uy trấn áp tới đây, Huyền Cơ Nguyệt nhưng là nghẹt thở. Cuối cùng này lá bài tẩy, nàng đã không cách nào ẩn núp. Luân hồi chi chủ, lại có thể ép ta đến bước này. Huyền Cơ Nguyệt lạc giọng gầm thét, trong thanh âm mang to lớn không cam lòng, tức giận, thậm chí còn có một chút nức nở, tựa như trăm ngàn năm mưu đồ, trong nháy mắt bị Diệp Thần vỡ vụn vậy. Gông xiềng chém hết, nghiệp chướng phá, trăm gia cảnh, phá. Huyền Cơ Nguyệt hai tay kết ấn, trong cơ thể mọi chỗ kinh mạch, phát ra rắc 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 thanh âm, phảng phất có cái gì gông xiềng, bị chém nứt liền vậy. Từng đạo gông xiềng bị chém nứt, Huyền Cơ Nguyệt cả người linh khí, điên cuồng nổ,
ổn định leo lên, trong huyết mạch tiềm lực, thiên phú, tất cả nội tình, toàn bộ bị thả ra ngoài. Trong chớp mắt, Huyền Cơ Nguyệt trên mình toát ra ngàn vạn trượng thủy hà, kim quang cuồn cuộn, hơi thở điên cuồng tăng vọt, mà lại ở một cái chớp mắt tới giữa, bước chân vào trăm gia cảnh. Ùm ùm, trăm gia cảnh cường giả ra đời, lại có thể ở trên bầu trời, dẫn phát đáng sợ lôi kiếp. Vậy lôi kiếp, điên cuồng đáp xuống, trên đất các loại cường giả, gặp phải lôi kiếp đánh, tại chỗ thân thể nổ tung, từng cái chết đi. Huyền Cơ Nguyệt đắm chìm trong lôi kiếp bên trong, con người hóa thành màu tím, một bước bước ra, lại có thể tại chỗ độ kiếp, hoàn toàn thuận lợi, tấn thăng là trăm gia cảnh nhất tầng thiên cường giả. Trăm gia cảnh. Diệp Thần thấy Huyền Cơ Nguyệt đột phá, nhất thời trong lòng giật mình. Thậm chí, hắn cảm giác được, Huyền Cơ Nguyệt chém ra số lượng, ước chừng đạt tới 81 đạo. Phổ thông có thể chặt đứt 18 đạo gông xiềng, đã coi là hợp cách, mới có thể có 36 đạo mà nói, coi như là nhất lưu. Mà Huyền Cơ Nguyệt chém ra số lượng, ước chừng đạt tới 81, đây là siêu nhất lưu tồn tại, nơi phóng thích ra tiềm lực, đơn giản là không cách nào lường được. Diệp Thần chỉ cảm thấy Huyền Cơ Nguyệt thực lực, ở trong nháy mắt tăng vọt 10 lần vượt quá, đơn giản là long trời lở đất vậy khủng bố. Huyền Cơ Nguyệt màu tím con ngươi lóng lánh, nhẹ bỗng vung ra một trường, tiếp nhận Diệp Thần luân hồi thiên trường, kinh lực nhẹ nhàng vừa phun, rắc rắc sát, Diệp Thần cả người xương cốt vỡ vụn, bị nàng một trường đánh bay, hung hăng rơi xuống đất. Diệp Thần cháy toàn bộ luân hồi huyết mạch, phát động luân hồi thiên quốc thế công, lại có thể không tổn thương được Huyền Cơ Nguyệt, thậm chí bị nàng một trường giết ngược. Có thể tưởng tượng được, trăm gia cảnh có kinh khủng dường nào. Huyền Cơ Nguyệt một bước bước vào trăm gia cảnh, cùng Diệp Thần kéo ra tuyệt đối khoảng cách. Ở to lớn cảnh giới chênh lệch hạ, thần thông gì pháp bảo cũng là vô dụng, coi như là cửu thiên thần thuật, lục đạo luân hồi vân. Vân, vượt cấp giết địch từ đầu đến cuối cũng có một người vô cùng giới hạn. Mà Diệp Thần cực hạn, nhưng không cách nào giết chết trăm gia cảnh cường giả. Chênh lệch thực sự quá lớn. Kỷ Tư Thanh các người thấy Diệp Thần bị đánh ngã, nhất thời kinh hoàng gọi. Lúc này Diệp Thần đã là máu rầm rề hình dáng, thân thể thậm chí có héo rút dấu hiệu, máu thịt muốn hoàn toàn trôi qua, hóa thành xương khô. Huyền Cơ Nguyệt thấy Diệp Thần chật vật, nhưng không có chút nào vui sướng. Bởi vì, nàng bị buộc không biết làm sao, trước thời hạn đột phá, chém ra số lượng, cố định ở 81 nói. Chém ra 81, đây cũng không phải là thiên quân tư. Nói cách khác, làm một mẻ, khỏe suốt đời, nằm phi thăng mộng đẹp, hoàn toàn bể nát. Sau này Huyền Cơ Nguyệt muốn phi thăng, cần phải bỏ ra cực lớn tâm huyết, giá cực lớn, có thể thành hay không là trời quân, vẫn là không biết số. Mà hết thảy các thứ này, đều là bởi vì Diệp Thần. Luân hồi chi chủ, ta phải đem bằng thây ngươi vạn đoạn. Huyền Cơ Nguyệt giận dữ dị thường, một trường hướng Diệp Thần lướt đi, nhưng đột nhiên bước chân dừng lại, ánh mắt nhìn về Long Uyên Thiên Kiếm, trong mắt vừa chuyển, lập tức phi thăng hướng Long Uyên Thiên Kiếm đi. Ta mới vừa đột phá, căn cơ còn không vững chắc, chỉ cần lấy được Long Uyên Thiên Kiếm, nói không chừng có thể nặng chém gông xiềng, tiến thêm một bước, tranh thủ thiên quân tư. Huyền Cơ Nguyệt nội tâm nóng rực, đương thời giây phút, cũng không kể Diệp Thần sống chết tánh mạng, chỉ muốn đoạt kiếm. Vậy Long Uyên Thiên Kiếm chừng vạn trượng cao, lớn vô cùng. Huyền Cơ Nguyệt bay trên người, trôi lơ lửng ở kiếm đỉnh bên trên. Nàng cả người ánh sáng sáng chói, huy hoàng vạn trượng, trăm gia cảnh khí thế chấn động chư thiên, thế nhưng Long Uyên Thiên Kiếm hơi thở, nhưng chút nào không thể so với nàng nhỏ yếu, có thể gặp binh khí này lợi hại. Kiếm linh à, ta là vận mệnh đứng đầu, nghe theo ta cảm cho đòi, quy thuận ta đi. Huyền Cơ Nguyệt hai tay cử thiên, trong miệng ngâm sướng khấn cầu. Ùm ùm, to lớn Long Uyên Thiên Kiếm, trong phút chốc nhô lên, một bức bức hình rồng điêu khắc, cổ xưa đồ đằng, lại có thể toàn bộ sống lại, ngàn vạn điều cự long đầy trời gầm thét, bay vút lên múa, hướng về phía Huyền Cơ Nguyệt lớn tiếng gầm thét, mang địch ý cực lớn cùng sát khí. Huyền Cơ Nguyệt thần sắc biến đổi, hiển nhiên, Long Uyên Thiên Kiếm không có đồng ý nàng, ở phản kháng nàng. Thậm chí, thanh kiếm này, bị rút ra sau đó, lại mơ hồ cùng Diệp Thần đồng tình. Diệp Thần bị thương rất nặng, nhưng đạt được Long Uyên Thiên Kiếm đồng tình, linh khí chút xuống, hắn lại đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Ai yêu, Diệp Thần ca ca đạt được Thiên Kiếm công nhận. Kỷ Lâm thấy một màn này, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ đồng thời xuất hiện.
Hiển nhiên, ở luân hồi cùng vận mệnh tới giữa, Long Uyên Thiên Kiếm lựa chọn cái trước. Cho dù Huyền Cơ Nguyệt thực lực mạnh mẽ, nhưng Long Uyên Thiên Kiếm càng coi trọng Diệp Thần. Dẫu sao, luân hồi huyết mạch tiềm lực quá lớn, đi theo Diệp Thần, tự nhiên muốn so với đi theo Huyền Cơ Nguyệt tốt rất nhiều. Cái gì, vậy luân hồi chi chủ chết đến ập lên đầu, người lại vẫn muốn quy thuận hắn. Huyền Cơ Nguyệt có vẻ tức giận, không nghĩ tới Long Uyên Thiên Kiếm lại có thể đồng ý Diệp Thần, cũng không chịu đồng ý nàng. Phịch! Dưới sự tức giận, Huyền Cơ Nguyệt lăng không một trưởng bạo giết ra, muốn đánh chết Diệp Thần. Hống! Mà vào lúc này, Long Uyên Thiên Kiếm nhưng là thần quang nổ, từng cái cự long hạ xuống, đem Diệp Thần bảo vệ được, ngăn cản Huyền Cơ Nguyệt sát phạt. Đáng chết, ngươi cái này sát phụn đồng hư, ta để mắt ngươi, là ngươi tám đời có phúc, ngươi lại muốn bảo vệ thằng nhóc kia. Huyền Cơ Nguyệt giận dữ dị thường, đột nhiên nhô lên ra một hơi máu tươi, rác vào Long Uyên Thiên Kiếm trên. Đúng cầm Long Uyên Thiên Kiếm, không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một cái bốn chỉ chiều rộng trọng kiếm, trên thân kiếm long dọn ra chiếm cứ, điêu khắc có 7 sao đồ đằng, vô cùng là huy hoàng. Thu! Huyền Cơ Nguyệt cưỡng ép cầm chuôi kiếm. Trăm gia cảnh hơi thở bùng nổ đến mức tận cùng, còn muốn cưỡng ép chân áp Long Uyên Thiên Kiếm, trực tiếp cướp lấy. Hống! Long Uyên Thiên Kiếm phát ra kịch liệt long ngâm, đang điên cuồng phản kháng Huyền Cơ Nguyệt áp chế, từng luồng thụy khí quay cuồng, khí vụ gian rất nhiều cự long gầm thét, hướng Huyền Cơ Nguyệt đạp chết đánh vào, muốn giết chết nàng, thoát khỏi nàng trói buộc. Còn muốn phản kháng, cho ta chân áp. Huyền Cơ Nguyệt cắn răng nghiến lợi, bàn tay ánh sáng tím tách thả ra. Cường hãn linh khí tràn ngập ra, đem những cái kia vùng vẫy đánh cự long, toàn bộ nghiền diệt áp chế xuống. Đúng cầm Long Uyên Thiên Kiếm, hu hu rên rỉ, hơi thở đang không ngừng xa vào đi xuống, rõ ràng sắp bị Huyền Cơ Nguyệt khống chế, giống như ban đầu Thần La Thiên Kiếm vậy. Ta có thể trấn áp Thần La Thiên Kiếm, chẳng lẽ còn trấn áp không được ngươi? Huyền Cơ Nguyệt hừ một tiếng, thấy Long Uyên Thiên Kiếm phản kháng yếu dần, nội tâm đại hỉ. Ban đầu nàng chấp trưởng Thần La Thiên Kiếm, Thần La Thiên Kiếm cũng là không chịu quy thuận, cuối cùng là nàng lấy đại khí phách thủ đoạn, rất miễn cưỡng áp chế, mới rốt cục thành công nắm trong tay. Hiện tại, Huyền Cơ Nguyệt muốn chiêu cũ lặp lại, dùng cường ngạnh thủ đoạn, trấn áp Long Uyên Thiên Kiếm, cưỡng ép cướp lấy chiếm đoạt. Chỉ cần có thể bắt lại Long Uyên Thiên Kiếm, sau này có chính là cơ hội dung hợp, giống như nàng cùng Thần La Thiên Kiếm, lúc này đã hoàn toàn hòa hợp. Người kiếm hợp nhất, ngày xưa ân oán đã sớm giải tán. Người nữ nhân hư này, rõ ràng là Diệp Thần ca ca kiếm, người lại muốn cưỡng ép chiếm đoạt. Kỷ Lâm thấy Huyền Cơ Nguyệt đoạt kiếm, nhất thời cắn răng nghiến lợi, tức giận dị thường. Mới vừa Long Uyên Thiên Kiếm, rõ ràng công nhận Diệp Thần làm chủ nhân, nhưng lúc này Huyền Cơ Nguyệt nhưng muốn cứng rắn đoạt. Phi Vũ Tốn Phong Toa, đi! Kỷ Lâm thả ra pháp bảo Phi Vũ Tốn Phong Toa. Sắc bén đĩa bay cuốn lên một hồi cương phong, bắn chết hướng Huyền Cơ Nguyệt. Huyền Cơ Nguyệt hừ lạnh một tiếng, đoạt kiếm trăm bận bịu giây phút, cong ngón tay bắn ra, đem vậy Phi Vũ Tốn Phong Toa đánh rơi. Nàng tu vi đã bước vào trăm gia cảnh, thực lực cường hãn, coi như phải làm trước đoạt kiếm, cũng có thể ung dung đối phó Kỷ Lâm. Kỷ Lâm sắc mặt một trắng, hơi có chút chật vật lui về phía sau. Kỷ Tư Thanh nhìn Huyền Cơ Nguyệt huy hoàng trên không hình dáng. Vậy cảm thấy vô cùng là khó giải quyết, không thể chiến thắng. Huyền Cơ Nguyệt đã tấn thăng trăm gia cảnh nhất tầng thiên, trừ phi nàng thức tỉnh võ thần Thiên Châu, nếu không tuyệt đối không thể nào tương đương. Huyền Cơ Nguyệt, người dám cướp ta kiếm. Vừa lúc đó, một đạo tiếng gầm gừ vang lên. Nhưng gặp Diệp Thần sách tai nan thiên kiếm, lảo đảo đứng lên. Thời khắc này Diệp Thần, cả người dính đầy vết máu, con người đỏ tươi, cừu hận cùng ngọn lửa tức giận đang cháy. Cả người khí lưu hô hô vang dội, sợi tóc kích dương, vô số long ảnh chiếm cứ bay vút lên, cực kỳ nguy nga. Thậm chí, còn có một cổ vô cùng minh mông luân hồi thiên uy, dần dần bắt đầu hồi phục. Cùng Long Uyên Thiên Kiếm đồng tình dưới, Diệp Thần thương thế nhanh chóng khôi phục. Thậm chí, vậy Long Uyên Thiên Kiếm lực lượng, vậy kích phát hắn luân hồi huyết mạch, để cho luân hồi huyết mạch chỗ sâu nhất tiềm lực, đều bị thả ra một chút. Vốn là... Cái này chỗ sâu nhất tiềm lực, cần chờ đến Diệp Thần xông phá thái chân cảnh, chặt đứt gông xiềng sau đó, mới có thể phóng thích, nhưng lúc này, ở Long Uyên Thiên Kiếm dưới sự kích thích, lại có thể trước thời hạn thả một chút. Huyền Cơ Nguyệt bộ dạng sợ hãi chấn động phố, chỉ cảm thấy thật to không ổn, nếu như Diệp Thần thương thế khôi phục,
luân hồi huyết mạch lại lột xác, nàng không chắc chắn trấn áp. Bởi vì, hiện tại nàng vì trấn áp Long Uyên Thiên Kiếm, đã trả giá cực lớn khí lực, nếu như ở nơi này giờ phút quan trọng, bị Diệp Thần phản kích, vậy thì phiền toái. Thần La giúp ta, trấn áp Long Uyên. Huyền Cơ Nguyệt một tiếng quát mắng, lại sử dụng Thần La Thiên Kiếm, không ngừng thả ra Thần La Thiên Kiếm linh khí, dùng để áp chế Long Uyên Thiên Kiếm. Thần La Thiên Kiếm ông ông tác hưởng, phát ra một đạo rên rỉ, tựa hồ vô cùng không tình nguyện, nhưng cũng không cách nào vi phạm Huyền Cơ Nguyệt ý chí. Vậy Thần La Thiên Kiếm linh khí, cuồn cuộn thả ra ngoài, đánh vào ở Long Uyên Thiên Kiếm trên, làm được đúng cầm Long Uyên Thiên Kiếm, tiếng rồng ngâm hoàn toàn đoạn tuyệt, lập tức không có chống lại ý niệm. Lấy kiếm đổi kiếm. Thời khắc này Huyền Cơ Nguyệt, gần như điên cuồng, vì nhanh chóng chấp trưởng Long Uyên Thiên Kiếm, lại có thể hy sinh Thần La Thiên Kiếm linh khí. Cái loại này biện pháp, mặc dù có thể nhanh chóng trấn áp Long Uyên Thiên Kiếm, nhưng đối với Thần La Thiên Kiếm tổn thương quá lớn, sẽ trực tiếp đưa đến Thần La Thiên Kiếm ngủ say, muốn lại hồi phục, cần phải hao phí cự lượng tài nguyên. Huyền Cơ Nguyệt hít sâu một hơi, màu tím con ngươi kiên định tàn nhẫn, không chút do dự nào vẻ, hiện ra cực lớn khí phách. Thần La Thiên Kiếm ngủ say, có thể lần nữa thức tỉnh, nhưng nếu như Long Uyên Thiên Kiếm mất đi, nàng lại không tranh đoạt cơ hội, thậm chí ngay cả tính mệnh đều có thể ở lại chỗ này. Ở Thần La Thiên Kiếm mũi nhọn dưới áp chế, Long Uyên Thiên Kiếm hoàn toàn chỉ thức, chuẩn bị quy thuận Huyền Cơ Nguyệt. Mà Huyền Cơ Nguyệt trên thân thể, vậy ngay tức thì nổ lên vạn dặm thủy hà, long khí bốc hơi lên, mơ hồ có ngàn vạn điều cự long đang gầm thét, phải thuộc về thuận cung phụng nàng vậy. Không tốt, tiện nhân kia muốn chấp trưởng Long Uyên Thiên Kiếm. Diệt Vô Cực thấy một màn này, tiến lên trước một bước, bàn tay nắm chặt, khớp xương rắc rắc sát vang dội. Huyễn Trần Yên cùng hắn nhìn nhau, hai vợ chồng trong mắt cũng nổi lên quyết định thần sắc, tựa hồ đã sớm có cuối cùng giác ngộ. Vô Cực, năm đó gặp phải ngươi, là ta vui vẻ nhất chuyện. Huyễn Trần Yên đột nhiên nói. Nàng biết đây là sau cùng ly biệt. Diệt Vô Cực lộ ra vẻ thư thái mỉm cười, nói, phu nhân, cả đời đối với người bình thường rất ngắn, nhưng đối với võ giả chúng ta mà nói, như cũ rất ngắn. Có thể ở ngắn như vậy trong cuộc đời, cùng ngươi chấp tay, là ta nhất ghi lòng tạc dạ trí nhớ. Trước khi tới, người ta đã thấy mình kết cục. Ta sợ hãi qua, ta sợ mất đi ngươi. Ta không sợ chết, nhưng sợ hãi là mất đi ngươi. Huyễn Trần Yên con ngươi ửng đỏ, cùng nhau sinh, cùng chết, cùng nhau lập bia, vĩnh sinh tương thủ, chúng ta vẫn ở chỗ cũ cùng nhau, không phải sao? Lần này, sẽ để cho chúng ta cuối cùng phóng thích một lần ánh sáng. Bàn cờ này, cuối cùng có người muốn trả hơn ra một ít. Diệp Thần, Kỷ Tư Thanh, Kỷ Lâm ba người, thấy Huyền Cơ Nguyệt sắp chấp trưởng Long Uyên, đều là sợ hãi thất sắc. Ngay tại lúc này, bọn họ nhưng thấy hai đạo thân ảnh phóng lên cao, chính là Diệt Vô Cực vợ chồng. Cùng Huyền Cơ Nguyệt huy hoàng vạn dặm khí tượng so sánh, Diệt Vô Cực vợ chồng giống như là hai con kiến hôi vậy. Diệp Thần, thay chúng ta chăm sóc kỹ Kỷ Lâm. Huyễn Trần Yên nhu tình nhìn Kỷ Lâm một mắt, tựa như ở nhìn mình con gái, sau đó nhìn về Diệp Thần, khóe miệng lộ ra vẻ cười khổ. Tiền bối. Diệp Thần tiến lên trước một bước, chợt cảm thấy không ổn. Nhưng gặp Huyễn Trần Yên cùng Diệt Vô Cực, tay cặp tay, hôn lẫn nhau, rồi sau đó, hai người thân thể cấp tốc bành trướng, có hủy diệt đạo ấn gió bão cuộn sạch ra, sau đó ầm một tiếng, lại trên không tự bảo. Sư phụ sư nương. Kỷ Lâm kinh hãi thất sắc, nghiêm túc tiếng kêu thảm thiết, trên bầu trời có mưa máu văng tung tóe xuống, Diệt Vô Cực vợ chồng tự bảo mưa máu, bắn rơi vào Kỷ Lâm trong con ngươi. Nàng trong con ngươi thấy thế giới, ngay tức thì hóa thành một phiến thảm đạm màu máu. Diệp Thần và Kỷ Tư Thanh thấy Diệt Vô Cực vợ chồng tự bảo, cũng là một hồi kinh hãi. Nhưng gặp kinh khủng hủy diệt nổ gió bão, điên cuồng hướng Huyền Cơ Nguyệt đánh giết đi. Cái này hai cái tiện nhân. Huyền Cơ Nguyệt con ngươi co rúc lại, ở to lớn nổ chèn ép xuống, chỉ cảm thấy hô hấp nghẹt thở. Nếu như nàng có Thần La Thiên Kiếm nơi tay, vậy dĩ nhiên không sợ bất kỳ nổ, nhưng hết lần này tới lần khác lúc này, nàng Thần La Thiên Kiếm linh khí đã hao hết, tạm thời lâm vào ngủ say. Hơn nữa, nàng vì trấn áp Long Uyên Thiên Kiếm, đã hao phí cực lớn khí lực, lúc này đối mặt Diệt Vô Cực vợ chồng tự bảo, lại không cách nào ngăn cản. Phịch, to lớn khí lãng nổ tấn công tới, Huyền Cơ Nguyệt tại chỗ bị nổ bay, như đạn đại bác vậy hung hăng rơi xuống đất,
rất miễn cưỡng trên đất đập ra một cái hố to. Vậy Long Uyên Thiên Kiếm, từ tay nàng bên trong cởi bay ra ngoài. Thần La Thiên Kiếm, cũng bị nổ rơi xuống đất. Thấy một màn này, Diệp Thần, Kỷ Tư Thanh, Kỷ Lâm nhìn nhau, ba người vô cùng ăn ý, Diệp Thần nâng kiếm đi giết Huyền Cơ Nguyệt, Kỷ Lâm đi cướp lấy Thần La Thiên Kiếm, Kỷ Tư Thanh cướp đoạt Long Uyên Thiên Kiếm. Huyền Cơ Nguyệt bị nổ thành trọng thương, tầm mắt dần dần mơ hồ, đã biết hôm nay sắp thành lại hỏng, vạn sự đều yên, là vô luận như thế nào cũng không lấy được Long Uyên Thiên Kiếm. Sớm muộn có một ngày, ta phải đem các ngươi toàn bộ giết sạch. Huyền Cơ Nguyệt đứng lên, ánh mắt giận dữ, tóc bù xù, mặt đầy tia máu, ở giây phút sau cùng, dùng hết trăm gia cảnh linh khí, triệu hồi Thần La Thiên Kiếm, nhanh chóng phi độn đi. Diệp Thần muốn đuổi giết, nhưng vậy không còn kịp rồi, Huyền Cơ Nguyệt là trăm gia cảnh cường giả, nàng coi như trọng thương, nàng muốn chạy trốn, cũng không phải Diệp Thần có thể đuổi kịp. Cảnh giới chênh lệch, cuối cùng là quá lớn. Chúng ta vậy đi mau. Diệp Thần nhìn chung quanh, nhưng thấy không hề thiếu đoạt kiếm người, hướng nơi này vọt tới. Hắn lập tức đoạt dậy Long Uyên Thiên Kiếm, nắm chặt trong tay, sau đó mang Kỷ Tư Thanh, Kỷ Lâm hai cô gái, nhanh chóng rời đi. Đây là Diệp Thần thương thế, đã khôi phục như cũ, hắn có linh bia hộ thể, thể chất hồi phục năng lực, vốn là cường hãn dị thường, lại đạt được Long Uyên Thiên Kiếm ban phúc, dĩ nhiên là bình yên vô sự. Thậm chí, luân hồi huyết mạch chỗ sâu nhất năng lượng bị kích thích, Diệp Thần tu vi rất nhiều tiến bộ, lúc này đã đến còn thật cảnh nhất tầng thiên cực hạn, sắp đột phá đến tầng hai thiên. Diệp Thần phỏng đoán cùng hắn chấp trưởng Long Uyên Thiên Kiếm, liền có thể thuận lợi đột phá. Nhưng lúc này muốn chấp trưởng Long Uyên Thiên Kiếm, nhưng là muôn vàn khó khăn. Bởi vì, ở Long Uyên Thiên Kiếm bên trong, có một tầng cực kỳ đáng sợ vết máu, đó là Huyền Cơ Nguyệt máu tươi đóng dấu. Huyền Cơ Nguyệt thiếu chút nữa thì hàng phục Long Uyên Thiên Kiếm. Nàng máu tươi đóng dấu, thật sâu khắc ở Long Uyên Thiên Kiếm bên trong, muốn luyện hóa Long Uyên Thiên Kiếm, tu được trước đem nàng vết máu phá hỏng. Tạm thời tới giữa, Diệp Thần cũng không biết như thế nào phá hết vết máu, tình thế khẩn cấp, chỉ có thể cấp tốc mang Kỷ Tư Thanh, Kỷ Lâm hai cô gái, rời đi nơi đây, nhanh chóng trở lại huyết tử ngục. Lại nói Huyền Cơ Nguyệt, trọng thương thoát đi, trở lại Nữ Hoàng Thiên Cung. Nữ Hoàng Thiên Cung bên trong, rất nhiều các cường giả cũng đang chờ Huyền Cơ Nguyệt khải hoàn. Lần này cướp lấy Long Uyên Thiên Kiếm, Huyền Cơ Nguyệt vì tránh người tai mắt, chỉ là một thân một mình đi trước. Rất nhiều đệ tử các trưởng lão, thấy Huyền Cơ Nguyệt cả người là máu trốn về, thậm chí ngay cả trong tay Thần La Thiên Kiếm, cũng mất đi ánh sáng, nhất thời biết việc lớn không ổn, rối rít kinh hô lên. Nữ hoàng đại nhân, Thiên Tâm Kiếm Điệp vội vàng đi nghênh đón Huyền Cơ Nguyệt, mang nàng trở lại thâm cung bên trong. Huyền Cơ Nguyệt thương thế rất nặng, nhưng nếu thuận lợi trở lại đạo tràng, có địa mạch khí vận bảo vệ, dĩ nhiên là tánh mạng không lo. Nàng ở thâm cung bên trong một nơi hồ thuốc bên trong, cởi xuống quần áo, thoáng ngâm, hơi thở liền khôi phục một ít, chỉ cảm thấy đầu biến dạng vậy đau đớn, rất nhiều trí nhớ dâng lên. Những ký ức này, quan hệ đến địa tâm vực, một mực bị phong ấn, nàng bước vào trăm gia cảnh sau đó, phủ đầy bụi trí nhớ liền hồi phục. Huyền gia Tài Quyết Thánh Đường, Thanh Long Cây Trà, Tử Vi Ngân Hà. Lúc đầu ta chính là Huyền Gia Thánh Nữ sao? Huyền Cơ Nguyệt lẩm bẩm nói nhỏ, hồi tưởng lại địa tâm vực các loại câu chuyện. Lúc đầu ngày xưa, Huyền Gia bị Tài Quyết Thánh Đường tiêu diệt, nàng chạy khỏi đi ra, vì không để cho đi qua máu nghiệt nhân quả, ảnh hưởng đến mình tu luyện về sau, nàng tự đi phong ấn hết địa tâm vực trí nhớ, đến khi bước vào trăm gia cảnh sau đó, hết thảy lại giải tỏa đi ra. Đế Thích Thiên quả nhiên không lừa gạt nàng, hắn hai người chúng ta khi còn bé quả nhiên là biết, còn thường xuyên đi trong sông tắm tới, nào nghĩ tới lúc quá cảnh di chuyển, ngày xưa khi còn nhỏ bạn chơi, lại thành cựu địch. Trong sâu thẳm, Huyền Cơ Nguyệt chỉ cảm thấy đời người như mộng, không khỏi thổn thức. Nữ hoàng đại nhân, ngươi thế nào? Tổn thương còn đau không? Thiên Tâm Kiếm Điệp thấy Huyền Cơ Nguyệt thần sắc khác thường, thấp giọng hỏi thăm. Huyền Cơ Nguyệt phục hồi tinh thần lại. Nhàn nhạt nói, ta không có sao, đáng tiếc lần này cướp đoạt Long Uyên Thiên Kiếm, cuối cùng là thất bại, ta tổn thất quá thảm trọng. Thiên Tâm Kiếm Điệp nội tâm đại chấn, nói, mất. Thất bại sao? À, đáng tiếc, nhưng nữ hoàng đại nhân, chỉ cần ngươi người sống trở về liền có thể, sau này còn có cơ hội. Huyền Cơ Nguyệt thở dài nói, luân hồi chi chủ khí hậu đã thành, muốn đè thêm chế hắn, không như vậy dễ dàng,
ta lần này có một cái tư tưởng không thể tháo ra, ngươi lại nghe một chút. Thiên Tâm Kiếm Điệp nói, cái gì tư tưởng? Huyền Cơ Nguyệt nói, ta cùng Luân Hồi Chi Chủ đánh nhau. Lập tức nàng đem cùng Diệp Thần chiến đấu, toàn bộ hành trình chi tiết nói ra, nói xong lời cuối cùng thiếu chút nữa một trưởng giết chết Diệp Thần, mình lại đột nhiên chuyển đi đoạt kiếm, kết quả gây thành sai lầm lớn lúc đó, thanh âm không khỏi uyển chuyển than thở. Cái này chính là nàng tư tưởng, nếu như có thể tại chỗ giết chết Diệp Thần mà nói, vậy nàng kết cục sẽ không như vậy chật vật. Thiên Tâm Kiếm Điệp sau khi nghe nói, yên lặng một hồi, trấn an nói, nữ hoàng đại nhân, lúc ấy tình thế khẩn cấp, ngươi cũng là vì nặng chém gông xiềng, cho nên mới cướp đi đoạt kiếm, ngược lại cũng không có thể trách ngươi, dẫu sao một khi thời gian trì hoãn, ngươi căn cơ vững chắc, lại cũng không có nặng chém gông xiềng cơ hội. Huyền Cơ Nguyệt gật đầu một cái, nói, đúng là như vậy. Thiên Tâm Kiếm Điệp nói, huống chi vậy Luân Hồi Chi Chủ, có đại khí vận trong người, không như vậy dễ dàng giết chết, hắn cuối cùng còn có hai lá bài tẩy, Hoang Ma Thiên Kiếm và Nguyện Vọng Thiên Tinh chưa vận dụng, người muốn giết hắn, vậy cũng không quá dễ dàng, chỉ sợ là lưỡng bại câu thương, bị người ngoài lượm tiện nghi. Huyền Cơ Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, tư tưởng thoáng tháo ra, nói, không sai, ta lần này giết không chết hắn, cuối cùng là hắn khí số chưa hết, nhưng hắn vậy mau chết đến nơi rồi. Thiên Tâm Kiếm Điệp kinh nghi bất định, nói, nữ hoàng đại nhân, người còn có đối phó Luân Hồi Chi Chủ biện pháp. Trận chiến này, Huyền Cơ Nguyệt tổn thất thảm trọng, Luân Hồi Tinh Diễm bị hiến tế, liền Thần La Thiên Kiếm cũng tổn thất mũi nhọn, còn như thế nào đối kháng Diệp Thần. Huyền Cơ Nguyệt nhàn nhạt nói, ta dưới mắt muốn hết sức khôi phục Thần La Thiên Kiếm, tạm thời không cách nào thoát thân lại đối phó hắn, nhưng hắn sẽ tự mình chịu chết, ta đã thiếu chút nữa luyện hóa Long Uyên Thiên Kiếm, thanh kiếm kia bên trong có ta máu tươi đóng dấu, Luân Hồi Chi Chủ muốn cướp lấy, trước hết xông phá máu ta ấn, lấy hắn thực lực, dám cứng rắn xông lên mà nói, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huyền Cơ Nguyệt máu tươi đóng dấu, đại biểu vận mệnh cùng trăm gia cảnh thiên uy, thậm chí, vậy Long Uyên Thiên Kiếm bên trong, còn có hàng loạt Thần La Thiên Kiếm sát phạt hơi thở, một khi Diệp Thần dám cưỡng ép nắm trong tay, nhất định gặp phải vô tận giết ngược. Thiên Tâm Kiếm Điệp nói, nếu như Luân Hồi Chi Chủ tự tìm đường chết, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Huyền Cơ Nguyệt nói, hắn không như vậy dễ dàng chết, nhưng dám cưỡng chiếm Long Uyên Thiên Kiếm mà nói, tất bị cắn trả, võ đạo căn cơ đều phải bị phá hủy, chúng ta chờ xem kịch vui là được, một khi hắn võ đạo căn cơ diệt hủy, chính là hắn ngày rỗ. Lại nói Diệp Thần đoàn người, trở lại huyết tử ngục bên trong. Diệp Thần ca ca, sư phụ ta sư nương chết, người nhất định phải thay bọn họ trả thù. Kỷ Lâm vành mắt đỏ bừng, từ đầu đến cuối kéo Diệp Thần tay. Lần này diệt Vô Cực vợ chồng, ngay trước mặt nàng tự bạo, cho nàng đánh vào thực sự quá lớn, nàng tinh thần cơ hồ tan vỡ. Được, ta nhất định sẽ, người yên tâm. Hiện tại chúng ta trước là bọn họ lập bia. Kỷ Lâm gật đầu một cái, tay nhỏ bé nắm thật chặt quả đấm, không biết là bi thương vẫn là cái gì. Kỷ Tư Thanh bắt được Kỷ Lâm tay, cũng không nói gì, nàng biết lúc này, cần Kỷ Lâm một người tiêu hóa và chịu đựng. Rất nhanh, ba người đi tới huyết tử ngục một nơi yên tĩnh chi địa. Diệp Thần từ trong hoàng tuyền đồ lấy ra một khối kinh thiên đá lớn, sát kiếm vũ động, đạo đạo vết kiếm ở trong không khí vạch qua. Đá lớn chia làm hai. Diệp Thần phóng lên cao, rất miễn cưỡng đem hai tấm bia đá cắm trên mặt đất. Rồi sau đó, sát kiếm lần nữa múa, ngay tức thì ở hai khối trên tấm bia đá để lại hai hàng chữ. Diệt Vô Cực mộ. Huyễn Trần Yên mộ. Kỷ Lâm thấy một màn này, hốc mắt nước mắt không ngừng rơi xuống, lại là quỳ xuống ở trước mộ bia. Diệp Thần nhìn mộ bia, không biết đang suy nghĩ gì. Hồi lâu sau, hắn vung tay lên, mộ bia chung quanh cỏ cây lại hồi phục, lại là nở đầy một phiến bảy màu hoa. Những hoa này có lẽ liền đại biểu hai người tình yêu. Đến chết không thay đổi. Hai vị tiền bối, chờ ta luân hồi huyết mạch hoàn toàn hồi phục, ta định đem hai vị sống lại. Diệp Thần rất rõ ràng, mình là Luân Hồi Chi Chủ, mà Luân Hồi Chi Chủ trình độ cao nhất, chính là nắm giữ sống chết. Chỉ bất quá, ngày này còn quá xa xôi. Đi thôi. Diệp Thần sờ một cái Kỷ Lâm tóc, nhìn Kỷ Tư Thanh một mắt, liền đem Kỷ Lâm giao cho nàng chiếu cố. Huyết tử ngục bên trong các đệ tử, gặp Diệp Thần tay cầm Long Uyên Thiên Kiếm trở về, đều là đại hỉ, vốn là thầm nói hạ, nhưng thấy bầu không khí tựa hồ có điểm không đúng, cũng không dám qua loa mở miệng.
đi bẩm báo huyết thần tiền bối, ta mang Long Uyên Thiên Kiếm trở về, nhưng muốn cứu chữa huyết long, còn cần lại nhân sâm mài nhân sâm mài. Diệp thần hướng một cái trưởng lão phân phó nói. Diệp đại nhân. Trưởng lão kia lập tức lên đường, hướng huyết thần các người bẩm báo Diệp thần đoạt kiếm trở về tin tức. Huyết thần, Kỷ Tư Thanh, Hạ Nhược Tuyết ba người, đang thay huyết long treo mệnh, nghe được cái này tin tức, tự nhiên đại hỉ, nhưng gặp Diệp thần cũng không đến, tựa hồ trong đó khác có biến cố, ba người lại một trận lo âu. Diệp thần một mình đi tới một nơi tĩnh lặng trong núi rừng, sử dụng nguyện vọng thiên tinh, bước lên tinh thần, ở vách núi đỉnh, Phong Vũ Linh Thụ Hạ ngồi xếp bằng xuống, lấy ra Long Uyên Thiên Kiếm, cẩn thận nghiên cứu. Cái này cầm Long Uyên Thiên Kiếm, giống như là thép đúc, phơi bày màu đen, thân kiếm có bốn chỉ cũng chiều rộng, điêu khắc có rất nhiều hoàng kim long văn, còn có một cái thần bí bảy sao đồ đằng, bề ngoài những thứ khác thiên kiếm thật to không cùng, là thép trọng kiếm hình dáng, phân lượng vậy quá mức nặng nề. Diệp thần thần hồn lực lượng thả ra, cẩn thận thăm dò Long Uyên Thiên Kiếm bí ẩn, nhưng phát hiện Long Uyên Thiên Kiếm bên trong, tựa như tràn đầy một mảnh huyết hải, biển máu trên tinh mang lững lờ, răng khắp nơi, vô cùng là sáng chói nguy nga. Biển máu này, trên thực tế là huyền cơ nguyệt máu tươi đóng dấu, huyễn hóa ra tới dị tượng. Máu kia trên biển tinh mang, tự nhiên chính là thần La Thiên Kiếm kiếm khí. Vì trấn áp Long Uyên Thiên Kiếm, huyền cơ nguyệt hy sinh thần La Thiên Kiếm linh khí, đưa đến Long Uyên Thiên Kiếm bên trong, tràn đầy ngập trời sát phạt kiếm khí, ngoại nhân không cách nào nắm trong tay, chỉ có huyền cơ nguyệt có thể chấp trường. Có chút khó giải quyết. Diệp thần chau mày, hắn tuy lấy được rồi Long Uyên Thiên Kiếm, thanh kiếm này vậy nguyện ý đồng ý hắn, nhưng vấn đề là, huyền cơ nguyệt muốn cưỡng ép chiếm đoạt, thanh kiếm này bị nàng khắc lên máu tươi đóng dấu, thậm chí còn lưu tồn vô cùng sát phạt kiếm khí. Nếu như Diệp thần muốn chấp trưởng Long Uyên Thiên Kiếm mà nói, cần trước phá hỏng huyền cơ nguyệt vết máu, lại trấn áp thần La Thiên Kiếm kiếm khí. Nhìn trước mắt vô tận biển máu, Diệp thần nhưng là suy nghĩ xuất thần, trong chốc lát không biết như thế nào cho phải. Nếu như không thể chấp trưởng Long Uyên Thiên Kiếm mà nói, vậy thì không cách nào chữa trị huyết long. Rào, rào, rào. Biển máu quay cuồng, trong phảng phất có thể gặp xa xa có một tòa cô đảo, còn không bị biển máu nuốt mất. Tòa kia cô đảo, tựa hồ cất giấu bí mật gì. Diệp thần trong lòng động một cái, lập tức vượt qua biển máu, hướng vậy cô đảo xuất phát. Xuy xuy xuy. Biển máu bên trên, các loại tinh mang kiếm khí nổ lên, hung hăng hướng Diệp thần đánh tới. Diệp thần sớm có phòng bị, đang chuẩn bị rút ra tai nan thiên kiếm đối kháng, lại nghe vù vù đích một tiếng, hoàng tuyền đồ bên trong kiếm minh tiếng vang, bắn ra một đạo ác liệt ma quang, suy suy chém chết, đem vậy các loại tinh mang kiếm khí, toàn bộ chém chết, thậm chí liền cái này mảnh huyết hải, đều bị nhấc lên sóng gió kinh hoàng, hiện ra hào hùng khí tượng. Vậy ma quang ngưng luyện xuống, nguyên lai là một chuôi đen nhánh lộ ra máu đỏ trường kiếm. Mũi nhọn sắc bén ngút trời, chính là Hoang Ma Thiên Kiếm. Hoang Ma Thiên Kiếm hồi phục. Diệp thần một hồi ngạc nhiên mừng rỡ, ban đầu hắn dùng đan dược tiên, nuôi Hoang Ma Thiên Kiếm, ngày này kiếm liền rơi vào ngủ say, đây là lại có thể trước thời hạn hồi phục. Ưng ực, ưng ực, ưng ực. Một màn kinh người xuất hiện, chỉ gặp Hoang Ma Thiên Kiếm, không ngừng cắn nuốt biển máu năng lượng. Thoáng qua tới giữa, gần một nửa biển máu năng lượng đều bị Hoang Ma Thiên Kiếm hấp thu hết. Lúc đầu thanh kiếm này, cảm thấy được Diệp thần gặp nguy hiểm, càng cảm thấy được vận mệnh biển máu linh khí, cho nên trước thời hạn phá cửa ra, lại hấp thu huyền cơ nguyệt lưu lại máu tươi. Hoang Ma Thiên Kiếm hấp thu gần một nửa biển máu, thân kiếm huyết quang kịch liệt tách thả ra, mũi nhọn so với trước kia, không biết hừng hực nhiều ít. Ở đan dược tiên và vận mệnh biển máu đồng thời bồi bổ hạ, cái này Hoang Ma Thiên Kiếm, đã mau đào tạo viên mãn. Đáng tiếc, mạng này vận biển máu bên trong, ẩn chứa có quá nhiều thần La Thiên Kiếm sát phạt, Hoang Ma Thiên Kiếm chỉ có thể hấp thu một phần nhỏ, liền đến tiếp nhận cực hạn. Nếu như có thể toàn bộ hấp thu, Hoang Ma Thiên Kiếm có lẽ có thể tại chỗ lột xác viên mãn, huyền cơ nguyệt máu, chính là tốt nhất chất dinh dưỡng. Tuy chỉ hấp thu một phần nhỏ, nhưng đối với Hoang Ma Thiên Kiếm mà nói, cũng là cơ duyên cực lớn, kiếm khí mũi nhọn là so với trước kia lợi hại hơn. Diệp thần nắm Hoang Ma Thiên Kiếm, tùy ý cua múa một hồi, chỉ cảm thấy kiếm quang ma hy, sát phạt dọn ra, uy lực hơn xa trước kia, trong lòng nhất thời rất là hài lòng. Hắn cầm Hoang Ma Thiên Kiếm, bước lên vậy cô đảo. Hu hu, hu hu, hu hu.
Trên cô đảo, âm gió mạnh thổi phất, kéo ra mảng lớn long cốt, hiện đầy cả tòa hòn đảo. Không hề thiếu long hồn oán niệm, mắt lom lom, nhưng thấy Diệp Thần trong tay hoang ma thiên kiếm, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nguyên bản hòn đảo này, chính là thái thượng rất nhiều long tộc nơi chôn cất. Diệp Thần bừng tỉnh hiểu ra, ban đầu đúc long uyên thiên kiếm, sử dụng hàng loạt máu long tộc thịt xương hài vật liệu, kiếm thần lão tổ không biết tàn sát nhiều ít long tộc, mới cuối cùng đúc ra thanh kiếm này. Thanh kiếm này, cũng gọi thất tinh long uyên kiếm, đối với long tộc có đặc thù sát thương. Ở trên cái đảo này, Diệp Thần thấy được rất nhiều, không cùng chủng tộc cự long hài cốt, thậm chí còn có diệt long thần tộc cường giả hài cốt. Diệt long thần tộc, chính là long chiến giã chủng tộc. Huyết long hấp thu long chiến giã hài cốt, thừa kế vạn tương thiên thư, cùng diệt long thần tộc có thiên ti vạn lũ liên lạc. Nếu như đem những thứ này diệt long thần tộc hài cốt, giao cho huyết long luyện hóa nói, phỏng đoán có thể khôi phục hắn thương thế. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, đã tìm được cứu chữa huyết long biện pháp. Bát quái lò luyện đan, lên. Diệp Thần vẫy tay sử dụng bát quái lò luyện đan. Trực tiếp đem những cái kia diệt long thần tộc cường giả hài cốt, toàn bộ vứt xuống trong lò luyện đan luyện chế. Hắn tu vi đã đến còn thật cảnh nhất tầng thiên, luyện đan luyện khí thủ đoạn, cũng là hơn xa trước kia. Nếu như lúc này, Diệp Thần gặp lại long chiến giã như vậy hài cốt, có thể trực tiếp luyện chế thành đan dược, căn bản không sẽ xem ban đầu như vậy chật vật. Rất nhiều diệt long thần tộc hài cốt, ở bên trong lò luyện đan hòa tan, dần dần hóa thành một đoàn đoàn năng lượng. Bắt đầu dung hợp ngưng luyện. Cô đảo bên ngoài biển máu đợt sóng, rào rào vỗ hòn đảo, tựa hồ muốn đem hòn đảo này chiếm đoạt, nhưng trên đảo long hồn khí tức đậm đà, nhưng sẽ không dễ dàng chết. Chỗ tòa này long cốt đảo, cũng là long uyên thiên kiếm chỗ cốt lõi, chính là bởi vì cái này hạch tâm, còn không bị huyền cơ nguyệt máu tươi ô nhiễm, cho nên đến cuối cùng, huyền cơ nguyệt đều không có thể nắm trong tay thanh kiếm này. Như vậy qua một đêm, vậy bát quái lò luyện đan bên trong. Tất cả long cốt hoàn toàn bị luyện hóa, ngưng kết thành một viên trong suốt trắng như tuyết đan dược. Rất tốt, viên này long cốt đan, cũng có thể chữa khỏi huyết long. Diệp Thần vui mừng quá đổi, đem vậy long cốt đan lấy ra, nặn ở trong ngón tay, chỉ cảm thấy từng cơn linh khí năng lượng, không ngừng tràn ngập ra. Viên này long cốt đan, chính là dùng diệt long thần tộc cường giả hài cốt luyện chế, cùng huyết long linh khí tương thông, huyết long uống vào sau đó. Không chỉ có thể khôi phục thương thế, thậm chí có thể vững chắc căn cơ, hoàn toàn nắm trong tay vạn tương thiên thư. Diệp Thần tâm tình thật là kích động, tuy không có thể nắm trong tay long uyên thiên kiếm, nhưng có thể luyện chế ra một viên long cốt đan, chữa trị huyết long, hắn đã là vô cùng hài lòng. Lập tức Diệp Thần mang đan dược đi ra ngoài, nhưng thấy một đạo thân ảnh, quần áo tung bay, đứng ở phong vũ linh thụ hạ đẳng trước hắn, chính là Kỳ Tư Thanh. Tư Thanh, Kỳ Lâm thế nào? Diệp Thần gặp Kỳ Tư Thanh mặt có tiểu tụy vẻ, trong lòng một hồi yêu thương, hỏi. Kỳ Tư Thanh nói, Kỳ Lâm vậy nha đầu thương tâm quá độ, đã trở lại Huyễn Trần Phong, nói muốn bế quan tu luyện, cùng nàng xuất quan đi ngay tìm Huyền Cơ Nguyệt trả thù. Ta sợ nàng, làm xảy ra cái gì chuyện ngu xuẩn. Nàng hiển nhiên là lo lắng Kỳ Lâm, gương mặt tiểu tụy mà lạnh lẽo thanh. Diệp Thần vuốt ve Kỳ Tư Thanh gò má, nói, ngươi nhìn nàng, đừng nhường vậy nha đầu làm ẩu. Kỳ Tư Thanh nhẹ khẽ gật đầu, nắm Diệp Thần tay, trong mắt như nước vậy ngưng mắt nhìn hắn, nói, Huyền Cơ Nguyệt đã tấn thăng trăm gia cảnh, quả thực khó đối phó, ta cần phải mau sớm hồi phục võ thần Thiên Châu. Diệp Thần thấy nàng trong tròng mắt như nước tình ý, tâm thần nhất thời rung động, trước đây ở Long Uyên di tích bên trong, hai người không có thể chân tránh kết hợp, lúc này Kỳ Tư Thanh rõ ràng cho thấy muốn nối lại tiền duyên. Nàng cần phải mau sớm hồi phục võ thần Thiên Châu. Là đối kháng Huyền Cơ Nguyệt làm chuẩn bị. Ngươi quyết định xong sao? Diệp Thần nuốt nước miếng một cái, cục xương ở cổ họng động một tí. Kỳ Tư Thanh cắn răng một cái, đỏ mặt đến lỗ tai cây, cúi đầu hơi có vẻ trước một chút ngượng ngùng, nói ta cũng cùng ngươi nói được như thế biết, ngươi còn hỏi, có phải là thật hay không muốn thẹn thùng chết ta? Diệp Thần cười khanh khách, nói thật xin lỗi. Ngừng lại một chút, Diệp Thần liền đem Kỳ Tư Thanh ôm vào trong ngực. Dài gió thổi qua, phòng vũ linh thụ lông vũ vậy lá cây, một phiến phiến bay xuống, trải ở đỉnh núi trên mặt đất, tựa như bện thành một giấc mộng huyễn vậy cảnh tượng. Diệp Thần ôm Kỳ Tư Thanh ấm ôn nhuyễn mềm thân thể, vậy giống như thân trong mộng, cúi đầu hôn Kỳ Tư Thanh môi.
Kỷ Tư Thanh nhắm mắt lại, nhưng là không có kháng cự, chỉ là ngừng thở, lộ vẻ được vô cùng là khẩn trương. Hai người ôm hôn một hồi, Diệp Thần bỗng nhiên tới giữa, nhưng cảm thấy có một cổ khí tức cường đại, sắp phá không hạ xuống. Là Thân Đồ Thiên Âm. Thân Đồ Thiên Âm, nàng tới làm gì? Diệp Thần thất kinh, buông Kỷ Tư Thanh, hơi có điểm cảnh giác nhìn bầu trời. Trước kia Thân Đồ Thiên Âm hạ xuống, chuyện hắn trước là không có chút nào phát hiện, nhưng hôm nay tu vi lớn đại đột phá, trong sâu thẳm đã có cảm ứng. Diệp Thần, thế nào? Kỷ Tư Thanh thấy Diệp Thần thần sắc khác thường, hỏi. Diệp Thần nói, có người tới, ngươi trước tránh một chút. Kỷ Tư Thanh kinh nghi bất định, hơi có điểm không bỏ được rời đi Diệp Thần trong ngực, che giấu hơi thở, trốn phong vũ linh thụ phía sau. Chỉ chốc lát sau, lại nghe bầu trời ùng ùng vang dội, kim quang vạn đạo bắn tới, Thân Đồ Thiên Âm khoáng đạt bóng người, từ trên trời hạ xuống, rơi vào Nguyện Vọng Thiên Tinh trên, xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt. Diệp Thần ngưng thần vừa thấy, Thân Đồ Thiên Âm bóng người mơ hồ, nguyên lai là một đạo hư ảnh phân thân. Thân Đồ tiền bối pháp giá hạ xuống, vãn bối không có từ xa tiếp đón, mong thứ tội. Diệp Thần chắp tay, hướng Thân Đồ Thiên Âm thi lễ một cái, trong lòng suy đoán đối phương chuyến này ý đồ. Thân Đồ Thiên Âm ánh mắt liếc một cái, thấy Diệp Thần bên người trên đất trống, để một cái thép trọng kiếm, Đại Bàng Long Tuyên Tinh, chính là trong truyền thuyết Long Uyên Thiên Kiếm. Người quả nhiên lấy được rồi Long Uyên Thiên Kiếm. Thân Đồ Thiên Âm khen ngợi một tiếng, trong giọng nói không che giấu được hâm mộ. Cộng thêm Long Uyên Thiên Kiếm, Diệp Thần chừng ba cây thiên kiếm, đây là hạng hào hùng đại khí vật, khó trách liền Vũ Hoàng cổ đế đều phải như vậy kiêng kỵ. Nếu như có thể, nàng thật nguyện ý đem Thân Đồ Uyển Nhi gả cho Diệp Thần, chỉ cần Diệp Thần một lòng một dạ. Đáng tiếc, Diệp Thần số đào hoa quá thịnh, Thân Đồ Thiên Âm tuyệt sẽ không cho phép mình con gái bảo bối, và bên ngoài người phụ nữ, tổng cộng chia một cái trượng phu, đây là vô cùng nhục nhã, tuyệt không có thể khoan dung. Diệp Thần trong lòng rét một cái, lui về phía sau một bước, chỉ lấy là Thân Đồ Thiên Âm cũng muốn cướp lấy Long Uyên Thiên Kiếm. Thân Đồ Thiên Âm khẽ mỉm cười, nói ta sẽ không cướp đoạt ngươi cơ duyên, huống chi quy tắc có hạn, ta coi như muốn cướp, vậy cũng không giành được. Diệp Thần thoáng giải sầu, nói, vậy không biết tiền bối lần này tới, có chuyện gì quan trọng? Thân Đồ Thiên Âm nghiêm mặt một cái, nói ta cần ngươi đáp ứng ta một chuyện, chờ ngươi sau này đi đến Thái Thượng Thế Giới, không cho phép tạm biệt Uyển Nhi. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói tiền bối, ta đã đáp ứng ngươi, ta sẽ không lại dây dưa Uyển Nhi. Thân Đồ Thiên Âm lắc đầu một cái, nói, không phải, ta là muốn ngươi đáp ứng, sau này không muốn tạm biệt Uyển Nhi, coi như nàng tìm ngươi, ngươi cũng không thể gặp nàng. Diệp Thần ngẩn người, chợt bừng tỉnh, hắn đáp ứng không dây dưa Thân Đồ Uyển Nhi, nhưng Thân Đồ Uyển Nhi bên kia, cũng không nói không dây dưa nữa Diệp Thần. Nói cách khác, Thân Đồ Uyển Nhi không bỏ được Diệp Thần, tùy thời cũng sẽ tìm đến hắn, vậy thì không phải là hắn làm trái lời hứa, Thân Đồ Uyển Nhi cứng rắn phải lấy lại mà nói, hắn vậy rất là khó giải quyết. Tiền bối, xin thứ cho ta không thể đáp ứng. Diệp Thần lắc đầu một cái, nhưng là Uyển ngôn cự tuyệt, hắn nội tâm bên trong, thật ra thì cũng không phải là tuyệt tình, nếu như có tạm biệt cơ hội, hắn vậy nguyện ý gặp vừa gặp Thân Đồ Uyển Nhi. Dĩ nhiên, Diệp Thần vậy sẽ giữ lời hứa. Không dây dưa nữa Thân Đồ Uyển Nhi. Nếu như đối phương cứng rắn phải lấy lại, hắn sẽ hết sức coi giữ ranh giới cuối cùng, tóm lại không để cho đối phương mất đi trong sạch là được. Thân Đồ Thiên Âm ánh mắt run lên, nói, người muốn làm trái lời hứa. Diệp Thần nói, hứa lời hứa, ta dĩ nhiên sẽ không vi phạm, nhưng bằng hữu giữ gặp mặt, đơn giản gặp nhau, người lý thường tình, ta tổng không thể thật như vậy tuyệt tình, cùng Uyển Nhi tiểu thư ân đoạn nghĩa tuyệt. Thân Đồ Thiên Âm giận dữ, nói, ngươi cuối cùng là muốn nối lại tiền duyên, nhớ không quên nhà ta con gái ngoan, ngươi thèm nàng thân thể. Diệp Thần cười khổ một tí, ai thèm ai thân thể, vậy còn chưa nói được đây. Thân Đồ Thiên Âm gặp Diệp Thần bộ dáng kia, biết hắn tính cách, dùng cường ngạnh thủ đoạn, chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại, liền thoáng đè xuống tức giận, chậm rãi nói, luân hồi chi chủ, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, sau này lại không gặp Uyển Nhi, ta sẽ cho ngươi thiên đại chỗ tốt. Vừa nói, Thân Đồ Thiên Âm điểm ngón tay một cái, một món kim quang bắn vào phong vũ linh thụ bên trên. Ẩn thân ở phía sau cây Kỷ Tư Thanh, lập tức bị soi sáng ra liền thân hình. Kỷ Tư Thanh hơi kinh hãi, đứng dậy. Thân Đồ Thiên Âm liếc Kỷ Tư Thanh một mắt,
nói, vị cô nương này, chính là thượng cổ nữ võ thần, dáng vẻ tướng mạo cùng nhà ta Uyển Nhi so sánh, vậy cũng không kém chút nào, luân hồi chi chủ, người có nàng bầu bạn, chẳng lẽ còn chưa đầy đủ. Hôm nay ta vì ngươi hồi phục nàng võ thần Thiên Châu, ngươi sau này lại không gặp con gái ta chính là. Nói xong, thần đồ thiên âm bóp một cái pháp quyết, cuồn cuộn kim quang đánh vào Kỷ Tư Thanh trên mình. Kỷ Tư Thanh chỉ cảm thấy cả người thư thái, huyết mạch lực lượng nhanh chóng hồi phục, một viên chói mắt Thiên Châu, từ nàng trong cơ thể dần dần nổi lên. Bữa trước châu bên trong, khắc một cái chữ vũ, chính là trong truyền thuyết võ thần Thiên Châu. Vô cùng khoáng đạt cuồn cuộn võ đạo thần uy, từ vậy võ thần Thiên Châu trên tràn ngập ra, Kỷ Tư Thanh tu vi, vậy đang nhanh chóng leo lên. Thần đồ thiên âm cái này một tí, lại vận dụng tự thân lực lượng, thay Kỷ Tư Thanh hồi phục võ thần Thiên Châu. Ai yêu? Diệp Thần cùng Kỷ Tư Thanh đồng thời kêu lên, hắn hai người chúng ta còn dự định cùng tháp cộng ngủ, lẫn nhau hòa vào nhau, lấy này tới hồi phục võ thần Thiên Châu, nào nghĩ tới thần đồ thiên âm ra tay một cái, lại giải quyết cái vấn đề này. Thần đồ thiên âm nhướng mày một cái, nói, làm sao, ta vì các người hồi phục võ thần Thiên Châu, các người còn không cao hứng sao? Nàng cũng không biết, mình hảo tâm làm chuyện xấu, phá vỡ Diệp Thần cùng Kỷ Tư Thanh lưu luyến mộng đẹp. Diệp Thần dở khóc dở cười, nói, đa tạ tiền bối tương trợ, ta rất là cảm kích. Thần đồ thiên âm tuy giác cổ quái, nhưng cũng không có ngẫm nghĩ, gật gật đầu nói, ừ, rất tốt, đã như vậy, vậy sau này ngươi không muốn tạm biệt Uyển Nhi, nàng coi như đích thân tìm ngươi, ngươi cũng phải tránh không gặp. Diệp Thần lắc đầu một cái, nói tiền bối, ta nói, cái này ta không thể đáp ứng. Thần đồ thiên âm cả giận nói, ngươi nói gì sao, thu ta chỗ tốt, ngươi còn muốn chống chế. Diệp Thần cười khổ nói, không phải, tiền bối, chúng ta còn không thương lượng xong, ngươi đột nhiên ra tay, đó cũng quá qua vội vàng, ngươi giúp ta bận rộn, ta dùng những vật khác bồi thường ngươi chính là, lại không gặp Uyển Nhi, cái yêu cầu này ta cũng không thể đáp ứng. Kỷ Tư Thanh nghe được Diệp Thần mà nói, đã biết hắn ở bên ngoài chọc hoa đào nợ, đối phương trưởng bối tìm tới cửa tính sổ. Nàng trong lòng hơi có chút ghen tức, nhưng loại chuyện này, vậy thấy có lạ hay không? Thần đồ thiên âm có vẻ tức giận, nói, ngươi muốn cầm nhiều một chút chỗ tốt mà thôi, vậy ta liền cho ngươi, ngươi cần gì, cứ việc nói cho ta thậm chí có thể vì ngươi ra tay, giải quyết một ít khó giải quyết uy hiếp. Nghe vậy, Diệp Thần và Kỷ Tư Thanh trong lòng đều là động một cái, nếu như thần đồ thiên âm xuất thủ, vậy có lẽ có thể giải quyết Huyền Cơ Nguyệt. Kỷ Tư Thanh đi tới Diệp Thần bên người, kéo hắn một cái vạt áo, hiển nhiên cũng có muốn đáp đồng ý ý. Diệp Thần nhưng là nghiêm mặt nói, tiền bối, Uyển Nhi là bạn của ta không thể cầm nàng làm giao dịch, mời ngươi trở về đi. Lời nói này nói được cương nghị có lực, hiển nhiên Diệp Thần tâm ý kiên định, sẽ không cầm thân đồ Uyển Nhi làm tiền đặt cuộc. Thân đồ thiên âm và Kỷ Tư Thanh, đều là ngẩn ngơ, không nghĩ tới Diệp Thần như vậy trọng tình trọng nghĩa. Thân đồ thiên âm nói, ngươi thật cái gì cũng không muốn. Ngươi Long Uyên Thiên Kiếm bên trong, có Huyền Cơ Nguyệt máu tươi đóng dấu. Ngươi muốn phá vỡ vết máu, đó là muôn vàn khó khăn, hiện tại ngươi chỉ phải đáp ứng ta, lại không gặp Uyển Nhi, ta liền nói cho ngươi phá ấn phương pháp, như thế nào? Diệp Thần không chút nghĩ ngợi, nói tiền bối, ta nói qua, ta sẽ không cầm Uyển Nhi làm giao dịch, ngươi nếu quả thật chẳng muốn lại để cho chúng ta gặp nhau, ngươi thật tốt quản thúc Uyển Nhi chính là. Thần đồ thiên âm gật đầu một cái, hơi có chút thưởng thức nhìn Diệp Thần, nói, rất tốt. Xem ra con gái ta quả nhiên không nhìn lầm người, thôi, vậy các ngươi liền giữ bạn bình thường quan hệ, không cho phép lại càng nửa bước lôi trì. Diệp Thần nói, cái này tự nhiên. Thần đồ thiên âm nói, rất tốt, sau này chúng ta thần đồ ra, có lẽ có cùng ngươi hợp tác cơ hội, muốn phá vỡ Long Uyên Thiên Kiếm, ngươi phải làm hai chuyện. Diệp Thần ngẩn ra, kia hai chuyện. Thần đồ thiên âm nói, thứ nhất, ngươi có thể biết thập kiếp thần ma tháp. Tháp này nguyên bản đến từ Thái Thượng Thế Giới, cực kỳ thần bí, sau chẳng biết tại sao tựa hồ xuất hiện ở vực ngoại, người phải tìm được hắn, hơn nữa trải qua chỉ ít năm kiếp. Diệp Thần diễn cảm cực độ cổ quái, hắn lại một lần nữa nghe được thập kiếp thần ma tháp, hơn nữa còn là từ thân đồ thiên âm trong miệng nghe được. Chu Huyên và Bạch Liên còn giam ở trong đó, bất kể như thế nào, hắn cũng phải đi một chuyến, hôm nay bước chân vào còn thật cảnh, hắn thực lực vậy xưa không bằng nay. Có lẽ thật có tiến vào trong đó tư cách. Thần đồ thiên âm phát hiện Diệp Thần kỳ quái biểu tình,
hiếu kỳ nói, ngươi lại và nó trước thời hạn dính liền nhân quả. Diệp thần con ngươi đông lại một cái, vì sao là chỉ ít trải qua năm kiếp? Thần đồ thiên âm cười lạnh một tiếng, bởi vì ta cho rằng ngươi cho dù dị bẩm thiên phú, khí vận vô địch, cực hạn cũng ở đây năm kiếp, chờ ngươi phá năm kiếp, tự nhiên sẽ rõ ràng ta ý. Còn như năm kiếp sau đó, có thể hay không ra tháp, liền xem chính ngươi tạo hóa. Diệp thần suy nghĩ sâu xa chốc lát mở miệng nói, chuyện thứ hai là cái gì? Thần đồ thiên âm tiếp tục nói, làm ngươi hoàn thành chuyện thứ nhất, ngươi như còn sống, ngươi có thể đi một chuyến đấu thần bí giới, tìm đấu thần Thiên Châu, vậy đấu thần Thiên Châu, có thể giúp ngươi phá vỡ huyền cơ nguyệt vết máu một bước cuối cùng, để cho ngươi chân chính chấp trưởng Long Uyên Thiên Kiếm. Vừa nói, thần đồ thiên âm bắn ra một tấm bản đồ. Đấu thần Thiên Châu, đấu thần bí giới. Diệp thần cả kinh, mở bản đồ ra vừa thấy, nhưng gặp trên bản đồ ghi chú đấu thần bí giới phương vị, đang thiên nhân vực một nơi bí ẩn bên trong. Thần đồ thiên âm nhẹ khẽ gật đầu, nói, đấu thần Thiên Châu, chính là 33 thiên thái thượng thần khí, thập đại Thiên Châu một trong, lấy dũng mãnh đấu giết nổi danh, viên này Thiên Châu, đủ để phá hỏng huyền cơ nguyệt vết máu, người nhất mau sớm hoàn thành năm kiếp, đi đấu thần bí giới, bên kia tựa hồ mau thời tiết thay đổi, nếu như đấu thần Thiên Châu bị người khác đoạt đi, vậy cũng không trách ta. Diệp thần nghe được có phá vỡ vết máu biện pháp, nhất thời đại hỉ, nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Thần đồ thiên âm mừ một tiếng, nói, như vậy, người tự thu xếp ổn thỏa, có thể đừng chết hiểu bỏ mình, ta hy vọng có thể ở thái thượng thế giới thấy ngươi. Nói xong, thần đồ thiên âm bóng người, hóa thành một hồi bọt nước tiêu tán. Đứng trên đỉnh núi, chỉ còn lại Diệp thần cùng Kỳ Tư Thanh hai người. Diệp thần tâm tình khá là kích động, thấy Kỳ Tư Thanh đứng ở bên cạnh, nghĩ đến mới vừa ôm hôn nóng rực, tâm thần rung động, nhẹ nhàng khoác ở Kỳ Tư Thanh tay, nói, Tư Thanh, vậy chúng ta muốn nối lại tiền duyên. Kỳ Tư Thanh hừ một tiếng, hất ra Diệp thần tay, nói, đừng đụng ta, người đi tìm người Uyển Nhi. Diệp thần cười khổ không thôi, đuổi theo ôm Kỳ Tư Thanh eo, nói, Tư Thanh, đừng tức giận. Kỳ Tư Thanh cắn môi đỏ mọng một cái, đẩy ra Diệp thần, nói, ngày hôm nay không được, lần sau rồi hãy nói. Lời nói này ý, chính là nàng nguyện ý tiếp nhận Diệp thần, nhưng ngày hôm nay chân thực không tâm tình, sau này làm tiếp dự định. Diệp thần trong lòng vui mừng, nói, tốt lắm, chờ ta giải quyết trước mắt chuyện này trở về, chúng ta nối lại tiền duyên. Cái này thập kiếp thần ma tháp cũng tốt, đấu thần Thiên Châu cũng được, cũng không phải là phàm vật, tuyệt không đơn giản. Chuyến này tuyệt đối không dễ dàng. Nhưng Diệp thần mơ hồ cảm giác được cái này sau lưng cơ duyên, ngút trời, thậm chí và mình đột phá cùng với luân hồi huyết mạch cũng có liên quan. Tư Thanh, viên này long cốt đan, ngươi cầm đi cho huyết long, có thể giúp hắn chữa trị. Diệp thần lại đem long cốt đan, lấy ra giao cho Kỳ Tư Thanh. Kỳ Tư Thanh nhận lấy long cốt đan, nói, được, vậy ta chờ ngươi trở về. Hiện tại võ thần Thiên Châu hồi phục, đoạn thời gian này, nàng cũng cần tu luyện vững chắc, lấy nắm trong tay võ thần Thiên Châu bí ẩn. Diệp thần nói, đa tạ ngươi, ta sẽ cố mau trở lại. Hắn ở Kỳ Tư Thanh trên trán hôn một tí, sau đó xoay người biến dạng hư không, đi táng thiên hải. Diệp thần nội tâm bên trong, tràn đầy mong đợi, nếu như thuận lợi, hắn liền có thể phá hỏng huyền cơ nguyệt vết máu, thành công chấp trưởng Long Uyên Thiên Kiếm. Hơn nữa, chờ hắn trở về, hắn nhìn thấy là khôi phục đỉnh cấp huyết long, còn có trọng trưởng võ thần Thiên Châu Kỳ Tư Thanh. Đến lúc đó, Diệp thần kiêu căng, nhất định thật to hừng hực, đủ để trấn áp huyền cơ nguyệt. Táng thiên hải. Hôm nay Diệp thần thực lực, đi táng thiên hải dễ dàng hơn. Rất nhanh là đến thần uyên. Thần uyên thái hư đã cảm giác được Diệp thần đến, trước thời hạn xuất hiện ở cửa. Mặc dù trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng thần uyên thái hư thấy Diệp thần đột phá còn thật cảnh sau đó, vẫn là diễn cảm chấn động. Thủy nguyên cảnh Diệp thần giống như này khủng bố, vậy thật là cảnh sợ rằng không cách nào tưởng tượng. Mình tự xưng là vực ngoại thiên kiêu, có thể từ gặp phải Diệp thần sau đó, ngày này kiêu hai chữ càng giống như là cười nhạo. Thần uyên thái hư chắp tay một cái, Diệp thần, thật lâu không gặp, vậy chúc mừng ngươi chấp trưởng Long Uyên Thiên Kiếm. Rất hiển nhiên. Thần Uyên tin tức đường dây quá mạnh mẽ. Huống chi, Long Uyên Thiên Kiếm ra đời căn bản không phải bí mật gì. Diệp thần gật đầu một cái, ngược lại là không có tiếp tục hàn huyên dự định, nói ngay vào điểm chính,
mang ta đi thập kiếp thần ma tháp, lần này, ta muốn thử nghiệm. Thần Uyên Thái Hư muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra miệng. Hắn biết mình cảnh cáo cũng không có ích lợi gì. Huống chi Diệp Thần tồn tại, không thể dùng lẽ thường tới độ. Rất nhanh, Diệp Thần một lần nữa đi tới thập kiếp thần ma tháp trước, nhìn cái này tháp lớn bên trong rỉ ra từng cơn ma khí, Diệp Thần trong lòng có chút phức tạp. Nhiều ngày như vậy đi qua, không biết chủ Uyên như thế nào. Một bên Thần Uyên Thái Hư do dự mấy giây, vẫn là nói, Diệp Thần, lần này ngươi xác định. Ngươi mặc dù đột phá còn thật cảnh, nhưng cái này tháp rất là tà môn. Lần trước ngươi lựa chọn có lẽ là chính xác. Nhưng lần này, ngươi nguy hiểm tương đối lớn. Thậm chí Thần Uyên đứng đầu vì ngươi xem bói qua, giữ nhiều lành ít. Thần Uyên Thái Hư vốn cho là Diệp Thần nghe được câu này, sẽ do dự mấy phần. Nhưng hắn hoàn toàn nghĩ lầm rồi, Diệp Thần bất quá là lộ ra một đạo nụ cười, nhàn nhạt nói, ta đều chết qua thật nhiều lần, cũng không người nào nguyện ý thu ta, phỏng đoán lần này bọn họ cũng không dám thu ta. Yên tâm, ta sẽ đi ra. Một giây kế tiếp, không cùng Thần Uyên Thái Hư phản ứng, Diệp Thần liền trực tiếp hướng thập kiếp thần ma tháp đi. Lần này, cực kỳ dễ dàng. Cái này thập kiếp thần ma tháp phảng phất là ở đợi chờ mình vậy, trực tiếp mở ra cửa, vậy sâu thẳm hắc ám và nến đèn lần nữa như ẩn như hiện. Diệp Thần hít thở sâu, rồi sau đó, không chút do dự bước vào trong đó. Một ly ly nến đèn thắp sáng, Diệp Thần thấy được một vị thiếu nữ đồ trắng hai tay chắp sau lưng, chờ đợi mình. Chính là Diệp Thần lần đầu tiên bước vào thập kiếp thần ma tháp chỉ dẫn mình ngạo mạn thiếu nữ Bạch Liên. Bạch Liên đưa lưng về phía Diệp Thần, không có một chút nhiệt độ thanh âm vang lên. Lại có thể đột phá. Cố nhiên như vậy, ngươi còn là không nên tới, ngươi thực lực còn không có đạt tới yêu cầu, tới cũng là nộp mạng. Diệp Thần nghe được câu này, nhưng là lộ ra một đạo nụ cười, nghĩ đến ban đầu Nhâm Phi Phàm để cho mình thấy được kiếp trước và Bạch Liên đủ loại, đột nhiên hô, Bạch Liên. Một tiếng này, cực kỳ ôn nhu, ban đầu Diệp Thần thấy được mình đời trước và Bạch Liên ân oán, biết rõ mình cha Bạch Liên, nếu cái này nhất thế có cơ hội, liền tận lực đền bù đi. Bạch Liên bản muốn tiếp tục lạnh giọng khuyên Diệp Thần rời đi, nhưng nghe đến hai chữ kia, thân thể mềm mại run lên, biết rõ hốc mắt ửng đỏ, hai đạo nước mắt xuất hiện ở gò má. Nhiều năm qua như vậy, nàng suy nghĩ nhiều lần nữa nghe được cái này một tiếng kêu gọi. Hiện tại lại có thể khó hiểu thực hiện. Mấu chốt giọng điệu này thậm chí mang một chút kiếp trước tình cảm. Bạch Liên đột nhiên xoay người, vậy như nước trong mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thần, khó tin nói, ngươi. Ngươi khôi phục đời trước nhớ. Diệp Thần lắc đầu một cái, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một đóa Bạch Liên, linh lực vận chuyển, Bạch Liên vững vàng bay đến tay đối phương bên trong. Cơ duyên xảo hợp, ta thấy được vậy một phần trí nhớ, liên quan tới ngươi trí nhớ. Ta biết ngươi hận ta. Nhưng đời trước ta không có lựa chọn nào khác. Vốn cho là và ngươi chặt đứt nhân quả, liền có thể tránh khỏi ngươi gặp nạn, nhưng bây giờ nhìn lại, ngươi vẫn bị vậy nhân quả làm thương tổn. Hiện tại ta có thể hỏi một tí, ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này sao? Bạch Liên có chút thất thần nhìn trong tay hoa sen, chuyện cũng như nước thủy triều vậy vọt tới, nàng hiện tại mới rõ ràng, ngày xưa luân hồi chi chủ sở dĩ rời đi mình, đều là bởi vì muốn bảo vệ mình. Vậy đã từng là hận ý, tựa như vào giờ khắc này hoàn toàn tiêu tán. Bạch Liên đi tới Diệp Thần bên người, mở miệng nói, thật ra thì, ban đầu ta muốn mời ngươi đi gặp một người, người này, là ta phụ thân, ta tên thật Gừng Cửu Lê, mà ta phụ thân, thân phận cực kỳ đặc thù, hiện tại còn chưa nói cho ngươi thì tốt hơn, ban đầu, nếu như đạt được đồng ý của hắn, năm đó ngươi cũng không khả năng bỏ mạng ở Huyền Cơ Nguyệt trong tay. Còn như ta tại sao bị kẹt nơi này? Là bởi vì là nghe thập kiếp thần ma tháp đỉnh tháp có một vị cường giả có thể nghịch chuyển thời gian, thay đổi hết thảy, cố nhiên chỉ là truyền thuyết, ta cũng muốn thử một chút. Chỉ tiếc thất bại, ta như Chu Uyên như nhau, bị vĩnh viễn trấn áp tại này. Không quá ta so thằng nhóc kia khá hơn một chút, thằng nhóc kia một mực ở phản kháng quy tắc, mà ta thuận theo quy tắc, những năm gần đây, thập kiếp thần ma tháp lại là tiếp thu ta, ta cũng thuận lợi trở thành thập kiếp thần ma tháp đối với người ngoài người dẫn đường. Ta vốn cho là vĩnh viễn cũng không thấy được ngươi, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới ngươi bước chân vào tháp này. Lúc ấy ta tim hoàn toàn là rối loạn, nhưng chẳng biết tại sao, ta vẫn là muốn khuyên can ngươi, cái này mới xuất hiện sau một màn. Cố nhiên hiện tại ngươi ta ân oán đã tháo ra,
nhưng ta vẫn là muốn khuyên ngươi buông tha. Ngươi nếu như thất bại, có thể như ta như nhau. Diệp Thần ngẩn ra, nhìn thập kiếp thần ma tháp chung quanh, do dự mấy giây, vẫn là nói, nhiều năm như vậy, cũng chưa có người rời đi nơi này sao. Ngươi và Chu Uyên, thật xác định sẽ bị vĩnh viễn trấn áp nơi này. Bạch Liên nghĩ tới điều gì, lắc đầu một cái, thật ra thì. Có người rời đi, nhưng tên kia, không thể dùng lẽ thường tới độ. Mấu chốt hắn thực lực đã vượt xa trăm gia cảnh, và chúng ta không phải là một cấp bậc. Coi như vậy, hắn cũng bị thương rời đi. Nghe được câu này, Diệp Thần gương mặt như mây đen đầy vải, trăm gia cảnh. Cái loại này cấp bậc hẳn là thái thượng thế giới những cái kia tồn tại đi, làm sao sẽ tiến vào cái này thập kiếp thần ma tháp? Chẳng lẽ cái này thập kiếp thần ma tháp sau lưng còn cất giấu cái gì? Diệp Thần đối với cái này thập kiếp thần ma tháp càng ngày càng hiếu kỳ, để cho hắn rời đi, tự nhiên không thể nào, coi như giá phải trả nặng nề, hắn cũng phải thử một phen. Ngay tại lúc này, một mực im lặng hoang lão nhưng là mở miệng nói, phải rời khỏi cái này thập kiếp thần ma tháp vậy không phải là không có biện pháp. Diệp Thần diễn cảm hơi chậm lại, vui vẻ nói, hoang lão, ngươi có biện pháp. Hoang lão nhưng là lắc đầu một cái, chưa thử qua, nhưng có thể thử nghiệm. Bất quá tiểu tử, ta cũng khuyên ngươi buông tha, cái này thập kiếp thần ma tháp có chút tà môn, để cho ta rất không thoải mái. Coi như đến lúc đó thật có thể đi ra ngoài, ngươi cũng có thể nửa chết nửa sống. Ta cũng không biết ngươi kết quả có thể phá mấy cướp. Ngươi hiện tại xác định còn muốn đi. Diệp Thần không chút do dự nào, gật đầu nói, đi. Hoang lão không nói gì nữa. Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía Bạch Liên, nói, chuẩn bị một tí, ta hiện tại liền thử nghiệm một tí. Bạch Liên đờ đẫn nhìn Diệp Thần mấy giây, cuối cùng chỉ có thể gật đầu nói, được. Đồng thời, nàng trong lòng âm thầm thề, bất luận như thế nào, nàng cũng phải bảo vệ Diệp Thần. Bạch Liên đưa tay ra, bước ra một giọt máu tươi trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong, toát ra một đạo hoa sen máu. Hoa sen máu sáng chói, cuối cùng lại là ném ra một cánh cửa. Cửa trên viết hai chữ một kiếp. Bạch Liên ngưng trọng mở miệng nói, đây chính là kiếp thứ nhất, cũng là tầng thứ nhất. Diệp Thần gật đầu một cái, cũng không nói nhảm, thẳng hướng cánh cửa kia đi. Hắn một mực lấy vì mình hiện tại dưới chân đứng địa phương chính là tầng thứ nhất, bây giờ nhìn lại, tầng thứ nhất vẫn ẩn núp trước, chỉ có Bạch Liên có thể mở. Làm Diệp Thần thân thể không có vào cánh cửa kia sau đó, cửa liền biến mất, Bạch Liên hai tròng mắt có chút ửng đỏ, lẩm bẩm nói, ta tin tưởng, ngươi có thể sáng tạo kỳ tích. Đã từng là, hiện tại cũng vậy. Cùng lúc đó, làm Diệp Thần mở mắt ra lúc đó, nhưng là phát hiện mình đưa thân vào một tòa ngôi miếu đổ nát bên trong. Trong miếu đổ nát tượng Phật san sát, hoặc nho nhã, hoặc dữ tợn. Đây là cái gì kiếp? Diệp Thần có chút không biết làm sao, nhìn một cái chung quanh, vốn định bước ra cái này ngôi miếu đổ nát, nhưng phát hiện ngôi miếu đổ nát bên trong có một đạo cực kỳ cường đại cấm chế. Để cho hắn căn bản không có tư cách bước vào. Chẳng lẽ tầng thứ nhất ở nơi này trong miếu đổ nát tiến hành? Thật là buồn cười. Bạch Liên, ngươi ở vùng lân cận sao? Diệp Thần nghĩ tới điều gì, lên tiếng nói. Nhưng mà trả lời hắn chính là thật lâu bình tĩnh. Chẳng lẽ cái này một tầng cái gì nhắc nhở cũng không có, thì phải mình ngộ. Hoặc là nói mình phá. Thái Dương Thiên Hoàng Trảm, phá cho ta. Một đạo sáng chói như mặt trời kiếm ý ngay tức thì cuộn sạch đi. Nhưng chính là lớn mạnh như vậy kiếm ý, nhưng là đối với nơi này không có tạo thành một chút phá hoại. Thậm chí liền một đạo vết kiếm cũng không có. Diệp Thần lại rằng co một hồi, bất kể là hồn thể chuyển hóa, đạo linh lửa nhan tuyền nhi, cũng hoặc là tai nan thiên kiếm, cũng không có chút nào tác dụng, căn bản không phá nổi. Hiển nhiên điểm mấu chốt ở nơi này miếu bên trong. Diệp Thần đi tới chính giữa nhất một cái bồ đoàn bên trên, ngồi xếp bằng, hai tròng mắt đóng chặt. Lại trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện. Cuồng bạo linh khí ở đan điền bên trong phun trào. Lăng tiêu võ ý không ngừng hội tụ. Hồng mông đại tinh không tràn đầy toàn bộ miếu. Không phá nổi, chẳng qua liền một mực ở chỗ này tu luyện. Ban đầu, Diệp Thần trong lòng có lẽ có một chút sợ hãi cảm, khi bị khốn tại nhỏ hẹp như vậy không gian, ai cũng muốn tránh thoát. Nhưng Diệp Thần đạo tâm là biết bao vững chắc, cảm giác sợ hãi rất nhanh tiêu tán. Hắn thậm chí ở chỗ này không cảm giác được thời gian trôi qua,
tựa như mới qua một ngày, lại tựa như đi qua trăm năm. Mà giờ khắc này Diệp Thần ấn đường lại là lóe lên lục đạo luân hồi phù văn. Diệp Thần tâm tĩnh đáng sợ, hắn thậm chí không hy vọng lúc này đi ra ngoài. Bởi vì như vậy yên lặng hoàn cảnh, lại để cho hắn đối với võ đạo cảm ngộ cùng với đạo tâm vững chắc có kỳ hiệu. Trong đầu hắn khôi phục từng đạo ngày xưa chiến đấu hình ảnh. Long Uyên bí cảnh và Huyền Cơ Nguyệt Trung Cực đánh một trận, và Nho Tổ đánh một trận, và Hiên Viên Mặc Tà đánh một trận, và Lâm Tuyệt Long đánh một trận, và rất nhiều người đánh một trận. Mỗi một trận, mình cũng không hoàn mỹ, thậm chí đạo tâm trên đều có một chút nhỏ xíu sơ hở. Nếu không phải lúc ấy có luân hồi mộ địa và rất nhiều lá bài tẩy, hắn có thể sớm thất bại. Diệp Thần chỉ như vậy hồi tưởng mình cả đời, nhưng ngay khi hồi tưởng đến trước đây không lâu, hắn mơ hồ phát hiện cái gì, mở mắt ra. Chung quanh tượng Phật lại từng cái vỡ vụn, mà đây tòa không gian vậy văng tung tóe mở. Đồng thời, một cánh cửa xuất hiện. Diệp Thần khóe miệng phát họa một đạo độ cong, xem ra một kiếp này, mình coi là phá. Về phần tại sao phá, phải cùng đạo tâm có liên quan. Làm Diệp Thần bước vào cánh cửa kia thời điểm, nhưng là thấy được Bạch Liên một mặt kinh ngạc dáng vẻ. Diệp Thần cười một tiếng, đi qua mấy năm. Hắn tuy không biết ngoại giới thời gian như thế nào, nhưng chỉ ít hẳn mấy năm trôi qua. Nhưng mà Bạch Liên nhưng là chợt lắc đầu, mới qua 3 tiếng. Đây cũng là ta gặp qua nhanh nhất phá kiếp thứ nhất người, năm đó vị kia tồn tại, cũng tổn hao một ngày thời gian. Lần này, đến phiên Diệp Thần kinh ngạc, lại mới qua 3 tiếng. Vậy kiếp thứ nhất cũng không phải là ảo cảnh, mà là chân chân thiết thiết thời gian trôi qua. Ai có thể tùy ý như vậy thay đổi thời gian quy tắc? Cái này thập kiếp thần ma tháp sau lưng tồn tại rốt cuộc là lai lịch gì? Hắn thậm chí có chút cảm giác, có thể và luân hồi mộ địa xuất từ cùng một người. Bạch Liên, ta bây giờ là đưa thân vào tầng thứ 2 sao? Diệp Thần hỏi. Bạch Liên khẽ cắn môi đỏ mọng, gật đầu một cái, kiếp thứ nhất không tính là quá phức tạp, nhưng vậy ngăn cản rất nhiều thiên tài hạng người, có thể cái này kiếp thứ 2, sẽ rất nguy hiểm, hơi lơ là chính là tử vong. Còn nữa, không muốn ở bên trong tin tưởng người bất kỳ, thậm chí vậy không nên tin ta không xác thực định ta có thể hay không ở bên trong thấy ngươi. Dù sao tháp này rất tà môn, và thiên tinh vậy, tồn tại một khối thế giới, mà một phe này thế giới là thật là giả, không người biết. Diệp Thần đưa tay ra sờ một cái Bạch Liên đầu, tin tưởng ta. Lời nói vừa dứt, một miếng cửa quen thuộc xuất hiện. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp bước vào trong đó, như đi dạo sân vắng vậy, tựa như đối với cánh cửa này sau lưng nguy cơ không có chút nào lo lắng. Làm Diệp Thần mở mắt ra, nhưng phát hiện mình xuất hiện ở một chỗ khác. Mà cách đó không xa xuất hiện một đạo loáng thoáng bóng người, tựa hồ là Bạch Liên. Chỉ bất quá lúc này Bạch Liên bóng người có chút ảm đạm, hai tròng mắt cũng là trống rỗng. Bạch Liên, Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, la lên một tiếng. Nhưng mà Bạch Liên nhưng là không có chút nào trả lời, giống như một máy vậy hướng phía trước đi. Diệp Thần không biết làm sao, chỉ có thể đi theo Bạch Liên sau lưng đi sâu vào. Ừ, cái này kiếp thứ hai tựa hồ có loại nào đó nghịch thiên trận pháp gia trì. Diệp Thần đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn bầu trời bên trên tung bay hoa tuyết. Dưới chân là một loại không biết tên sát trận, nhưng ta tựa hồ đang đâu vào đấy an toàn thông qua. Diệp Thần cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh, ánh mắt cảnh giác vẫn không ngừng đánh giá chung quanh. Mới vừa rồi người phụ nữ thật là Bạch Liên sao, vẫn là nói là ta ảo tưởng, bất quá trước mắt tới xem, ta đi theo nàng tuyến đường, tài năng ở trận pháp này bên trong an toàn tạt qua. Diệp Thần nhìn phía trước vậy không đoạn bị chỉ dẫn xâm nhập Bạch Liên hình bóng, tựa hồ đang do dự có muốn tiếp tục hay không cùng đi xuống. Diệp Thần do dự vừa quay đầu lại, nhưng là tuyệt vọng phát hiện, hiện tại đã không có đường lui. Lúc tới đường đã không thấy. Đập vào mi mắt phía sau là vô tận một phiến mênh mông, sâu màu đen sóng lớn không ngừng cuồn cuộn. Bể khổ vô nhai, quay đầu cũng không bờ. Một hàng chữ lớn khác ở màu đen kia sóng lớn trung tâm một nơi cao vút như mây trên tấm bia đá. Nơi này, không gian chi lực vậy mơ hồ mất đi tác dụng. Trước khá dài như vậy 5 tháng lại chỉ trải qua 3 tiếng, muốn đến sáng tạo thập kiếp thần ma tháp tồn tại có thay đổi thời gian và không gian năng lực. Kết quả là ai? Diệp Thần cau mày. Hắn trong ánh mắt thoáng qua một đạo ánh sáng, cũng rất mau ảm đạm xuống, lẩm bẩm nói, vô cùng ma đồng vậy không thấy xuyên bờ bên kia.
hắn sử dụng nguyện vọng thiên tinh, lẩm bẩm nói, ta cầu nguyện, phá hết thảy hắc ám. Nhưng mà, nguyện vọng thiên tinh cũng không có chút nào tác dụng. Hôm nay nơi này lấy được kết luận là vô biên hắc ám. Diệp Thần trong mắt quay đầu thấy là vô tận hư không hắc ám, mãnh liệt màu đậm bể khổ. Thật là gặp quỷ. Vậy mà lúc này Bạch Liên còn đang lòng chỉ chú tâm hướng phía trước đi. Không tốt. Diệp Thần thầm kêu một tiếng gay gâu, vội vàng đuổi theo. Một khắc sau, Diệp Thần một bước bước ngang qua hư không hướng Bạch Liên chạy đi, làm Diệp Thần làm rung một cái phải, giữa bọn họ khoảng cách cũng không có rút ngắn, ngược lại đang không ngừng kéo lớn. Rõ ràng Bạch Liên là đang chậm rãi đi bộ, mình bên này đã mở hết hỏa lực tốc độ ánh sáng chạy vào. Làm sao cảm giác giống như là ở đây, dậm chân tại chỗ. Trong nháy mắt bất an xông lên Diệp Thần trong lòng, bất luận hắn thế nào kêu gọi, phía trước Bạch Liên đều là làm như không nghe, từng bước hướng vực sâu. Thẳng đến đạo thân ảnh kia biến mất ở chân trời cuối. Lại cũng không gặp, Diệp Thần lại cũng không cách nào giữ bình tĩnh, một cổ kinh khủng hủy diệt đạo ấn hơi thở từ Diệp Thần trong cơ thể bùng nổ, hắn hôm nay bước vào còn thật cảnh. Hủy diệt đạo ấn vậy cường thế rất nhiều, hắn muốn thử nghiệm hủy diệt cái này mảnh không gian. Vậy hủy diệt đạo ấn tựa như hóa thành một tôn trăm trượng cao cự nhân, hướng hư vô này hắc ám đụng đi. Ung ung, vô cùng vô tận nổ tung tiếng vang vọng ở đen nhánh trong thế giới. Diệp Thần khóe miệng một ngụm máu tươi tràn ra, hắn cũng không có buông tha. Hủy diệt đạo ấn, Thái Thượng Thiên Sư Đạo, mở. Diệp Thần gầm thét một tiếng. Trực tiếp mở Thái Thượng Thiên Sư nói, cả người linh khí bùng nổ, một bộ màu xanh ra trời đạo bào thêm thân, cả người tóe ra Long Hổ Thiên Sư tiên ra thở mạnh voi. Hắn đột phá tu vi đến còn thật cảnh sau đó, đã đem rất nhiều đạo pháp lần nữa dung luyện, không còn là chỉ tu ma nói, ngày xưa Thái Thượng Thiên Sư nói, giờ phút này thi triển ra, khí tượng hơn xa năm xưa, lại ngắn ngủi đem Diệp Thần tu vi tăng lên. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một cái phương diện tăng lên, nhưng đối với Diệp Thần khí vận, có cực lớn tăng thêm. Thiên sư trăm trượng, phá hết thảy. Chỉ gặp Diệp Thần biến ảo ra trăm trượng thiên sư, trên thân hình bắt đầu quanh quẩn ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi, mạch lạc bạo khởi, rõ ràng có thể gặp, tí ti kinh khủng đạo ý hóa thành tàn phá bừa bãi lôi mang quanh quẩn ở trên trời sư thân chung quanh, khổng lồ linh lực lần nữa xông ra, hóa thành khôi giáp dao nhọn, là thiên sư khu gia chỉ vô cùng lực lượng. Phá thiên. Theo Diệp Thần một tiếng quát chói tai, Thái Thượng Thiên Sư nhất kích phung ra, đúng mảnh không gian làm biến sắc, vô tận ánh sáng màu tím thắp sáng thương khung, đem vậy vô tận hắc ám lại miễn cưỡng cắn nuốt đi. Cảnh tượng như vậy, Diệp Thần diễn cảm nhưng có chút cổ quái, một kích này uy thế tựa hồ vượt qua trăm giả cảnh, có thể mình dưới mắt lực lượng không thể nào đạt tới trăm giả cảnh. Cổ quái, quá cổ quái. Bạch Liên nói không nên tin người bất kỳ, vậy bao gồm mình sao? Đột nhiên, trên bầu trời, rắc rắc, tiếng vỡ vụn vang lên, chỉ gặp vậy cao không thể leo tới ở chân trời, tí ti vết rách xuất hiện. Quả nhiên là trận pháp kết giới, bể, Thái Thượng Thiên Sư lại là nhất kích phung ra, hào hùng linh khí cuốn lên đúng mảnh không gian rên rỉ. Một kích này, thương khung đem không còn tồn tại. Chỉ gặp Diệp Thần dưới chân sâu màu đen bể khổ bắt đầu cuồn cuộn, ngàn trượng sóng lớn phóng lên cao, muốn đem một kích này chặn. Bể khổ vô nhai. Diệp Thần trong mắt sắc bén thoáng hiện, hôm nay, ta luân hồi chi chủ liền luyện hóa ngươi cái này bể khổ. Diệp Thần thiên sư hóa thân hóa thành đầy trời quang vũ tiêu tán đi, tương đối so mà nói miểu thân thể nhỏ đứng ở hư không, nhìn vậy ngàn trượng phiên trào màu đen sóng lớn. Hắn đạo nghĩa không cho phép chùn bước hướng sóng lớn phóng tới. Một trường đánh ra, phiên trào sóng lớn một lần, miễn cưỡng chỉ ở vạn trượng hư không, một màn này, quả thực quỷ dị. Diệp Thần khóe miệng vạch qua lau một cái độ cong. Mới vừa Thái Thượng Thiên Sư đạo vậy toàn lực nhất kích, đã đem cái này phiến kết giới bầu trời đập bể, không gian chi lực đã có thể sử dụng. Đạo linh lửa, Nhan Tuyền Nhi đi ra. Một giây kế tiếp, một cái bé gái hiện lên ở Diệp Thần trước mắt. Công tử, chính là Nhan Tuyền Nhi. Diệp Thần vung tay lên, một chút hàm chứa cực kỳ năng lượng kinh khủng ngọn lửa từ bàn tay hắn vung hướng mặt đất. Phong bi. Đem lan truyền. Luân hồi huyền bi thăng cấp sau đó, Diệp Thần ngược lại là phát hiện luân hồi huyền bi còn có một chút diệu dụng. Đối với cái này thập kiếp thần ma tháp không biết lai lịch tồn tại, tất nhiên muốn vận dụng luân hồi huyền bi. Diệp Thần con người đông lại một cái, chắp hai tay,
giữa trưởng lau một cái lưu quang trạng nén luồng khí xoáy không ngừng cuồn cuộn tàn phá, khi đạt tới điểm giới hạn lúc hắn đem ném hướng vậy chậm rãi rơi xuống đạo linh lửa. Luồng khí xoáy cùng đạo linh lửa đồng thời rơi vào cái này vô biên bể khổ. Một lát sau, phiên trào sâu màu đen sóng biển bắt đầu sôi trào, vậy bản một mắt nhìn không thấy bờ màu đen bể khổ biên giới lại giấy lên từng tia ngọn lửa ánh sáng, có hình cái vòng bao vây đúng phiến màu đậm bể khổ. Một vòng ánh sáng bay lên. Khổ hải vô biên, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, ta là luân hồi chi chủ, hôm nay liền luyện ngục biển lửa, độ cái này khổ sở. Theo Diệp Thần một tiếng quát chói tai, ánh lửa trùng tiêu, tạm thời tới giữa đúng phiến mênh mông bể khổ, miễn cưỡng bị hỏa quang kia đốt, sóng nhiệt cuồn cuộn, phát ra thử thử thanh âm. Bất quá chốc lát quang cảnh, vậy ban đầu không giới hạn bể khổ kể cả vậy không thể nhận ra bờ bên kia, lại bị bốc hơi hầu như không còn, chu vi vạn trượng, một phiến hoang vu đổ nát cảnh, nám đen là đúng mảnh không gian trước mắt duy nhất sắc thái. Bể khổ vô nhai, quay đầu cũng không bờ. Diệp Thần nhìn vậy vẫn như cũ là đứng sững ở cái này phiến trong thiên địa bia đá, từ vừa mới bắt đầu hắn cũng đã rõ ràng, một hàng chữ này hàm nghĩa, khổ hải vô biên, quay đầu không bờ. Rất ý tứ rõ ràng, đi về phía trước là vô tận hắc ám, xoay người không đường có thể lui. Ngay từ đầu nhắc nhở ngay tại tự mình nói, phải phá. Diệp Thần chậm rãi đi tới vậy cao vút như mây trước tấm bia đá. Hắn xoay người nhìn một chút bốn phía vậy bị biển lửa tàn phá sau một phiến hoang vu thảm cảnh, hắn hử nhẹ một tiếng, còn cùng ta chơi cái này một bộ. Diệp Thần môi khải hợp, hô thổi nhẹ một hơi. Chỉ gặp vậy cùng thiên cùng tồn tại chọc trời bia đá, giống như là bể nhứ vậy ầm ầm sụp đổ, bia thể hóa thành muôn vàn dị mang ở trong hư không không ngừng quanh quẩn, hóa thành một nhóm chữ. Mười cướp sống chết đưa ngoài suy tính, bảo tháp bên trong hiện nhân quả. Trong hư không chậm rãi hiện ra bắt mắt chữ to. Trời xanh thương hại, vạn vật có linh, thập kiếp thần ma tháp chỉ độ người có duyên, các hạ thu tay lại đi. Một đạo thanh âm lạnh như băng từ nơi này mảnh hư vô bên trong không gian truyền ra, không mang theo chút nào tình cảm chập chờn. Nơi đây trừ Bạch Liên và Chu Uyên vẫn còn có những người khác. Diệp Thần nghe vậy, hướng về phía trong hư không la lớn, kiếp thứ hai ta là hay không đã phá, kiếp thứ ba ở đâu? Bạch Liên ở đâu, Chu Uyên lại ở đâu? Bờ bên kia, đạo thanh âm kia đáp lại. Như thế nào đi, Diệp Thần quát lên. Trực diện bờ bên kia, vẫn như cũ là sạch sẽ gọn gàng hồi âm. Vậy đạo thanh âm lạnh như băng rơi xuống đồng thời, Diệp Thần trước mặt một cái nối thẳng chân trời kim quang đại lộ lộ vẻ hiện ra, thông hướng bờ bên kia. Trực diện bờ bên kia. Diệp Thần cười một tiếng, nói cách khác, bước qua con đường này. Là có thể thấy vậy ở bờ bên kia Chu Uyên. Diệp Thần bước nhanh chạy về phía vậy thông thiên đại nói. Nháy mắt tới giữa, một cổ cảm giác bất an vào tới, Diệp Thần vậy sắp bước lên bậc cấp chân, miễn cưỡng thu hồi lại, không đúng. Nhất định có một vòng tồn tại vấn đề, hết thảy các thứ này cũng quá thuận lợi. Bạch Liên trước cảnh cáo mình không nên tin người bất kỳ, vậy hư vô này thanh âm sau lưng tồn tại vậy tất nhiên không thể tín nhiệm. Bờ bên kia, là tấm gương sao? Trực diện bờ bên kia. Trong một cái chớp mắt này Diệp Thần rõ ràng liền trong hư không đạo thanh âm kia trực diện bờ bên kia kết quả là ý gì? Bể khổ vô nhai, quay đầu cũng không bờ. Không bờ, trực diện bờ bên kia. Ta chính là ta, bờ bên kia vô ngã. Diệp Thần con người đông lại một cái, nhàn nhạt nói. Lúc đầu ban đầu xuất hiện vậy được chữ viết chính là câu trả lời cuối cùng, vậy về sau tin tức. Học chung với nơi này, Diệp Thần buông tha vậy sán màu vàng kim thông thiên đại nói, hắn thu hồi bước chân, xoay người hướng sau lưng vậy vô tận hắc ám đi tới. Vậy đạo thanh âm lạnh như băng có chút bất ngờ, dẫu sao hắn cũng không biết Diệp Thần mới vừa rồi một loạt nội tâm hoạt động, cái này quấn quýt một lần, nghiêng đầu đi. Ngươi nghĩ xong, đạo thanh âm kia lần nữa hỏi. Ta nghĩ xong Diệp Thần đáp. Ngươi thông qua khảo nghiệm, cũng không nguyện đi gặp Chu Uyên. Đạo thanh âm kia có chút kinh ngạc hỏi. Diệp Thần nhún vai, đáp ta có ta lựa chọn. Tầng thứ ba lối vào có phải hay không ở đó? Ta đi trước, tầng dưới tạm biệt. Diệp Thần tiếp tục hướng vậy trong bóng tối đi tới. Đạo thanh âm kia một hồi không nói, sau một lúc lâu hắn đặt câu hỏi, ngươi là làm sao nhìn ra được? Luân hồi chi chủ. Diệp Thần đối với đối phương biết mình là luân hồi chi chủ cũng không ngoài suy đoán, nhàn nhạt nói, rất đơn giản. Ban đầu nơi này chính là ảo cảnh,
ta tuy có kinh khủng lá bài tẩy và võ đạo, nhưng Thái Thượng Thiên Sư đạo còn chưa tới hủy thiên diệt địa trình độ, ta thực lực càng còn không có tư cách đến trăm giả cảnh, nhưng cái này bên trong. Diệp Thần rất ý tứ rõ ràng, ở chỗ này nhận thức liền một cái trăm giả cảnh cảm giác, thoải mái là thoải mái, nhưng vậy khẳng định là giả. Vậy ngươi làm sao khẳng định đó là tầng thứ ba lối vào? Đạo thanh âm kia lần nữa đặt câu hỏi, thề phải phá nổi đất hỏi tới cùng, như thế người tuổi trẻ thú vị, nghìn năm tới nay, nhưng mà lần đầu gặp. Trước tới chỗ này không thiếu kỳ tài ngút trời, nhưng đều bị vậy cảnh tượng mê hoặc cặp mắt, lựa chọn đi lên vậy cái đại lộ, từ đây bước lên không đường về. Ta đoán, Diệp Thần trả lời, đơn giản thô bạo. Ngược lại là câu trả lời này, làm trong hư không đạo thanh âm kia một hồi kinh ngạc, sau đó phá lên cười, ha ha ha. Người cùng năm đó Khương gia nha đầu kia trả lời, ngược lại là như lúc ban đầu một triệt, thật là trời đất tạo nên một đôi con a. Ừ, năm đó người kia là ai? Diệp Thần dừng bước lại hỏi. Chẳng lẽ là Bạch Liên, dẫu sao Bạch Liên họ Khương, vậy xông qua thập kiếp thần ma tháp, đáng tiếc bị vĩnh viễn lưu ở nơi này. Chúc mừng ngươi thông qua tầng thứ hai khảo nghiệm. Diệp Thần nghe vậy, thở dài một cái, xem ra mình lần này thật sự là mông đúng rồi. Đợi một chút, ngươi nói Khương gia nha đầu kết quả là ai? Nhưng mà bên ngoài người dẫn đường, Diệp Thần hỏi. Nhiều năm trước, có một cái bé gái, cùng ngươi như nhau, thông qua khảo nghiệm, bất quá, hiện tại nàng bị vây ở tầng thứ ba trong không gian, không tìm được đường ra. Nàng bị vây hãm ở nơi đó bao lâu? Không biết, vậy đạo phân biệt không ra giọng của trai gái lần nữa trả lời. Diệp Thần một hồi không nói. Như thế nào, cân nhắc kỹ phải tiếp nhận kiếp thứ ba khảo nghiệm sao? Đạo thanh âm kia lần nữa đặt câu hỏi, giọng bên trong lại mơ hồ có chút mong đợi. Từ trước mắt tới xem, Bạch Liên rất có thể vây ở kiếp thứ ba bên trong. Diệp Thần có chút gặp khó khăn. Bất kể là vì chấp trưởng Long Uyên Thiên Kiếm, vẫn là vì Chu Uyên và Bạch Liên, cũng hoặc là Huyết Long và cái khác, hắn phải tiếp tục đi xuống. Dù là nhất định có tỷ lệ, mình sẽ chết trong đó. Mở kiếp thứ ba, ta tiếp nhận, Diệp Thần chắc chắn liền ý nghĩ trong lòng, không do dự nữa. Hoa Bỉ Ngạn mở, tiếp đón lúc. Đạo thanh âm kia dành cho Diệp Thần đáp lại. Diệp Thần lại tiếp tục, vậy vốn là sán màu vàng đại lộ trước, lại là một phiến vọng không giới hạn biển chết. Quả nhiên, ta còn lấy vì mình vượt cấp năng lực đến trăm giả cảnh. Muốn là mới vừa bước vào đi, sẽ như thế nào? Diệp Thần lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Hết thảy làm lại, đạo thanh âm kia bình tĩnh nói. Nếu như ta đánh vỡ vậy giới vách đá bầu trời đâu? Diệp Thần hỏi. Có thể đến tầng thứ ba, nhưng đem vĩnh viễn khốn tại tầng thứ ba. Ừ, vậy sẽ là cái gì tình huống? Diệp Thần tiếp tục truy hỏi. Không có phương hướng, vĩnh viễn bị lạc ở tầng thứ ba không gian. Chấm, đạo thanh âm kia đúng sự thật đáp. Cái đó ở ta trước khi cô gái đâu? Đến vậy một tầng, người thì biết, đỉnh phong gặp nhau, đừng nhường chúng ta quá lâu. Đạo thanh âm kia cuối cùng truyền tới một câu nói, liền vĩnh viễn biến mất. Diệp Thần chỉ cảm thấy thiên địa một hồi biến ảo, trong thoáng chốc vật chuyển tinh di. Hắn nhắm mắt lại cảm thụ bên người mất đi hết thảy, thẳng đến thời gian ngừng, lại nữa trôi qua. Mở mắt ra Diệp Thần giờ phút này đứng tại một phiến màu vàng kim hoa điền bên trong, nhỏ gió mạnh thổi phất qua hai gò má của hắn, xen lẫn từng cơn hoa thơm, cách đó không xa một vị ông già ngâm một bài thơ làm được Diệp Thần một hồi kinh ngạc. Một hoa một lá một tương tư. Luân hồi đều là một chàng mê. Ta đợi này tư rơi đầy. Tới tìm nửa đời mưa bụi tình. Chỉ mưu giao dịch, thanh tim khó khăn. Ông già cúi đầu thủy thán một phen. Một bên Diệp Thần nhưng là vô cùng khiếp sợ. Đây là mình tức phải đối mặt thập kiếp thần ma tháp kiếp thứ ba. Cùng trên một kiếp khổ hải vô biên so sánh, đây thật là thiên đường nhân gian liền nha. Diệp Thần đang muốn mở miệng, ông lão thân hình ở Diệp Thần nhìn chăm chú dưới, chậm rãi biến mất. Đến gần trăm giả cảnh cường giả. Diệp Thần trong lòng kinh ngạc vô cùng, một cái đến gần trăm giả cảnh cao thủ. Phải biết, ở vực ngoại, có thể đạt tới này cảnh giới, đều là trong một vạn không có một cao thủ. Xem ra cái này tầng thứ ba thực tập, không đơn giản à. Cũng không biết vậy thanh âm thần bí nói, bị kẹt cô gái ở đâu. Thời gian trôi qua, Diệp Thần đã nhớ không được từ mình đi bao lâu, từ mặt trời cao treo đến nắng chiều vô hạn. Mắt dòm màn đêm đánh đến nơi,
Diệp Thần bước chân không khỏi được tăng nhanh. Phía trước một tòa thành chỉ thật to in vào mi mắt. Võ Tổ Thành, chẳng lẽ và Võ Tổ cùng với Hồng Mông Đại Tinh không có quan hệ thế nào? Diệp Thần đánh giá thấp một tiếng, hướng vào phía trong đi tới. Tìm một chỗ lấp no bụng nói sau. Diệp Thần một đường ngửi mùi vị, đi tới một tòa trước tử lâu, đi thẳng vào. Tùy ý gọi liền mấy cái nhỏ món, liền bắt đầu lắng nghe những người còn lại nói chuyện, dẫu sao có thể hay không rời đi một kiếp này, tình báo là mấu chốt. Diệp Thần không ngừng nghe người chung quanh nói chuyện phiếm, đối với cái này trong tháp bên trong có Càn Khôn đại thế giới có một cái bước đầu biết. Đây là một khối không biết màn hình, bá tánh tốt võ, mạnh hiếp yếu. Vô số nhà giàu có quý tộc, tông môn đại phái, vương triều quyền tướng ở trong sông dài lịch sử mất đi lại quật khởi. Tiểu nhị, mang rượu lên. Một hồi tục tằng thanh âm truyền tới, chỉ gặp vậy cao cỡ nửa người trong quầy vèo đích một tiếng thoát ra một đạo thân ảnh, mặc vải bố hãn sam, một cái khăn lau khoác lên gáy gian, chạy chậm đến khách trước bàn đứng yên, A Dua nói. Vị gia này, ta cái này mới thêm đoạn trường đỏ, tư vị kia, băng sơn mỹ nhân tình ruột, cũng có thể hòa tan, một chữ mà, tuyệt. Vừa nói bên sở trường khoa tay múa chân còn nhân tiện táp ba liền mấy môi dưới. Vậy mặc áo lông, thiết tháp vậy người đàn ông cũng bị cái này không thức đếm mà tiểu nhị chọc cười, nói, người tới an bài, để cho ra vui vẻ, trùng trùng có thưởng. Dạ được. Quay đầu gân giọng hô, đoạn trường đỏ, linh tiêu tiệc, khách quý ba vị. Diệp Thần xoay chuyển ánh mắt, xem bộ dáng là tới nhân vật lớn, lần này tình báo có trông cậy vào. Tam gia, ngài đây là gần đây phát bút phát tài à, bỏ được dẫn chúng ta hai anh em tới giấu kim lầu cái này các nơi tiêu phí. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, trong ba người một cái gầy nhom nam tử hướng trung gian đại hán cười hắc hắc nói. Trên mặt đại hán tràn đầy vậy thuộc về duy nhất nhà giàu mới nổi nụ cười, gần đây giúp vị đại nhân vật bận bịu kiếm không thiếu. Chúng ta cũng biết, đi theo tam gia nhất định là có ăn thịt. Một người khác lấy lòng nói. Đại hán kia ánh mắt híp một cái, rất là hưởng thụ. Yên tâm, năm sau võ tổ bảng thi đấu, ta mang hai ngươi lại mò một khoản, thật tốt đi theo ta, chính xác có thịt ăn. Áo lông đại hán tham lam nói. Nói đến đây thi đấu, võ tổ thành thế chân vạc ba chân cách cục, đã rất nhiều năm không có đổi động đi, như quả không ra ngoài dự liệu, vẫn là Khương gia, Chu gia, cùng với Mộ gia trẻ tuổi một đời hoành tảo thiên quân đi, còn như ai đoạt đứng đầu bảng, ai lần. Gầy nhom nam tử chặc chặc miệng, lắc đầu thở dài nói, khó mà nói. Võ tổ thành những gia tộc khác trẻ tuổi một đời, có thể đứng hàng thi đấu trước 20 tên đều là tổ tiên bốc khói xanh. Khương gia tiểu thư, cứ nghe đã đang bế quan đánh vào cuối cùng đột phá, nếu là thành công, vậy cũng không được. Diệp Thần nhướng mày một cái, Bạch Liên sao? Dẫu sao Bạch Liên vậy họ Khương? Cái này thập kiếp thần ma tháp như ảo cảnh, nhưng cũng không phải là ảo cảnh. Bất kỳ khảo nghiệm định trước và bản thân có liên quan. Chỉ nghe mấy người kia tiếp tục nói. Khương gia chính là gia như thế cái tiểu yêu nghiệt, mới đè những gia tộc khác không ngóc đầu lên được, lần này nếu như. Vậy gầy nhom nam tử hung hăng nói. Chu gia và Mộ gia vậy hai người cũng không thể khinh thường. Một người khác bổ sung nói. Lần này có đáng xem rồi, không quá ta vẫn là coi trọng Khương gia. Gầy nhom nam tử ánh mắt hung ác, hạ định quyết tâm. Vậy áo lông đại hán vội vàng nói, không thể đặt Khương gia, bởi vì. Diệp Thần không có lại tiếp tục nghe tiếp, hắn xoay người rời đi. Khương gia tiểu thư, võ tổ bảng thi đấu. Diệp Thần trong mắt chớp mắt, đoạt được hạng nhất, tầng thứ ba khảo nghiệm đã vượt qua. Hẳn không có như thế đơn giản chứ. Diệp Thần trong lòng nghĩ qua một cái như vậy hoang đường ý tưởng, nhưng bất kể như thế nào, cái này cái gọi là Khương gia tiểu thư, mình phải gặp mặt một lần. Đến trước mắt mới ngưng, cái này thập kiếp thần ma tháp tầng thứ ba, làm sao tài năng xông qua, vẫn là cái mê. Khương gia phủ đệ. Diệp Thần nhiều lần trăn trở hỏi thăm, rốt cục thì xác định Khương gia vị trí, ở đó thành bắc một góc, một tòa chiếm đất bát ngát, cảnh sắc rất khác biệt sân đập vào mi mắt. Nói là sân, vậy chỉ là mấy chục trượng có thừa cửa màu đỏ loét, thì cho Diệp Thần một loại cường đại cảm giác bị áp bách. Nơi đây lại có như vậy trận pháp cường đại. Cái này đoàn người lui tới sắc mặt đều là nghiêm túc như vậy, chẳng lẽ Khương gia tiểu thư bế quan, lại dẫn được cả gia tộc giới nghiêm. Diệp Thần có chút nghi ngờ. Diệp Thần còn chưa đến gần,
bên trong phủ một đám cường giả gào thét ra, trong phút chốc đem Diệp Thần vây quanh bao vây. Ngươi là làm cái gì? Dẫn đầu vậy người mặc màu bạc khôi giáp canh phòng hỏi, vậy kim loại chất liệu mặt nạ bao trùm hạ, không thấy rõ hắn hình dáng. Diệp Thần căn cứ hơn là một không bằng thiếu cùng một nguyên tắc, mở miệng nói ta. Ta chính là đi ngang qua, xem như vậy khí phái phủ viện, quả thực có chút say mê, lúc này mới. Nói xong ngượng ngùng gãi đầu một cái. Mắt gặp canh phòng lại nữa nhìn thẳng nhìn hắn, Diệp Thần xoay người đang muốn rời đi, cái này cùng dưới tình huống nếu là dám mạnh xông, đó mới là không muốn sống nữa, trước hay là rút lui làm tiếp cái khác dự định. Đứng lại. Lúc này một đạo lười biếng thanh âm vang lên, một bộ màu đen ăn mặc nam tử từ vậy khí phái cửa sau đi ra, hắn gọi lại Diệp Thần. Ngươi là lần thứ nhất tới đến cái này. Vậy dường như so Diệp Thần tuổi tác còn nhỏ hơn trên có chút thanh niên áo đen ánh mắt toát ra nghiền ngẫm. Ừ, Diệp Thần thần sắc lãnh đạm, nói. Ta Khương gia gần đây hiếu khách, bất quá hôm nay có thể không cách nào chiêu đãi ngươi, những thứ này đạo tinh và linh thạch ngươi cầm đi. Xem ngươi dáng vẻ, rất yêu cầu. Thanh niên liếc mắt một cái Diệp Thần, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng xóa bỏ, vứt cho Diệp Thần một phần chia phẩm chất không tính là quá cao đạo tinh cùng với linh thạch. Hắn nhìn Diệp Thần vậy dãi gió dầm xương hình dáng, tạm thời tới giữa cầm hắn coi thành ăn mày. Bất quá cũng khó trách, Diệp Thần thời khắc này dáng vẻ đích xác có chút chật vật. Hắn biết thanh niên này cũng không ác ý, nhận lấy đồ, chậm rãi rời đi. Hắn thực lực mặc dù có mạnh sông tư cách, nhưng vậy không cần phải, cái này thập kiếp thần ma tháp tuyệt không phải mạnh sông là có thể phá cuộc. Bước chậm ở võ tổ thành đầu đường Diệp Thần, tả hữu quan sát tòa thành trì này hết thảy, đây là một cái hoàn toàn ngăn cách với đời thế giới. Không giống với trái đất, không giống với vực ngoại. Ngay tại lúc này, một hồi động tĩnh hấp dẫn Diệp Thần chú ý. Đi mẹ ngươi lão bất tử, cả ngày ở chỗ này xin cơm, thật xui. Một nhà tử lầu điếm tiểu nhị một cước đem một vị hoa phát đều là trắng, quần áo lam lũ cụ già đạp lộn mèo, cút cút cút, cầm bánh màn thầu cút nhanh lên, nếu không phải xem ngươi còn có tên ăn mày nhỏ phải chiếu cố, lão tử ngày hôm nay không đem chân ngươi cắt đứt không thể, còn dám trộm thực. Điếm tiểu nhị kia cũng không có quá nhiều quá khích hành vi, chỉ là lời nói bên trên nhục mạ mấy câu, đem cụ già đạp ra ngoài cửa, nhân tiện ném mấy cái bánh bao. Phố lớn trên đám người không thèm chú ý đến hết thảy các thứ này, không một người tiến lên. Thế giới của võ giả vốn là mạnh hiếp yếu, tầng dưới nhất người đã là như vậy đãi ngộ. Chỉ gặp lão kia người chậm rãi bò dậy, ở đó bụi đất bên trong nhặt lên vậy đã áo não bánh màn thầu, dùng miệng thổi thổi, giờ phút này trong góc một cái ghim bím tóc sừng dê mà, mặt đầy bẩn thỉu đất bé gái xông về cụ già trong ngực. Hai ông cháu cười vui vẻ. Diệp Thần ánh mắt rơi vào trên người cô bé. Hơi thất thần, chẳng biết tại sao, trong một cái chớp mắt như vậy, hắn lại cảm thấy cái này bé gái có chút giống Bạch Liên. Chợt, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tất nhiên là mình suy nghĩ nhiều, Diệp Thần nhìn một màn này lòng hơi chua xót, thời khắc này hắn nhớ lại Gia Gia mình. Từ trước mắt đầu mối tới xem, Gia Gia bản thể hẳn còn sống. Hơn nữa Gia Gia cũng là người bầy bố một trọng yếu hơn chính là Nhâm Tiền Bối chắc biết. Nhưng Nhâm Tiền Bối tại sao không tự mình nói? Chắc hẳn có nguyên nhân trọng yếu. Diệp Thần con người đông lại một cái, thẳng đi về phía đi trước, nói cái đó. Ông già mắt gặp có người xa lạ đến gần, đem bé gái kéo xuống sau lưng, cảnh giác ánh mắt nhìn Diệp Thần, ngươi là ai? Có lời dễ thương lượng, cái này bánh màn thầu, người gặp có phần, không quá ta cái này cháu gái được ăn trước, nàng còn ở thân thể cao lớn. Ông già nhìn trước mắt thần sắc lãnh đạm thanh niên, mở miệng nói. Diệp Thần cười khổ một tiếng, một bên bé gái tránh thoát ra ra cánh tay, đi tới Diệp Thần phụ cận, dắt ống quần của hắn, nước mắt giàn giụa nói, người không muốn khi dễ ra ra ta, ăn ngươi lấy đi, hàn hàn không ăn. Nói xong vẫn không nhịn được nuốt liền một ngụm nước miếng. Diệp Thần nửa ngồi xuống sờ một cái hàn hàn đầu, người hiểu lầm ca ca, ta cũng không phải là tới cướp các ngươi thức ăn. Bé gái nghe vậy, kinh ngạc ánh mắt nhìn Diệp Thần. Ở nàng trong trí nhớ, tất cả người xuất hiện, đều là tới đánh nàng và Gia Gia, không một ngoại lệ. Diệp Thần đứng dậy, nhìn một mắt vẫn đang cảnh giác cụ già, hắn đưa tay vào trong ngực, cụ già gặp hắn muốn móc đồ, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Cái này một túi đồ, là bạn ta cũng không có ích gì, người cầm đi. Diệp Thần ném ra lau một cái độ cong,
vậy túi đạo tinh và linh thạch vững vàng rơi vào lão nhân thủ bên trong. Hắn run rẩy liếc một lời, còn người phóng đại, chợt nói, người tuổi trẻ, ta tin tưởng ngươi cũng không ác ý, chỉ là cái này vô công bất thụ lộc, ta ông cháu hai người không thể bắt ngươi đồ. Cụ già nội tâm mấy độ vùng vẫy, cuối cùng mở miệng nói. Hắn rõ ràng người tuổi trẻ trước mắt là muốn giúp hắn, hắn cũng biết vật này có thể cho cháu gái cuộc sống tốt hơn. Nhưng hắn vẫn là cự tuyệt. Như vậy đi, lão nhân gia, ta cũng là lần thứ nhất tới cái này võ tổ thành, hiện tại ngay cả một chỗ đặt chân cũng không có, tử lâu lại quá mắc, ngài thu nhận ta mấy ngày, để cho ta có cái chỗ ở, vật này coi như là qua đêm mất. Diệp thần cười nói, cái này, được rồi, cụ già cuối cùng vẫn đáp ứng. Dưới trời chiều gió nhẹ lướt qua ngoại ô núi sâu, vậy phất qua Diệp thần mi gian. Ca ca, ngươi là tới từ thế giới bên ngoài sao? Hàn Hàn lớn nháy mắt một cái nháy mắt, nhìn trước mặt cái này xa lạ nhưng lại cảm thấy thân mật Diệp thần. Đúng vậy, cùng Hàn Hàn trưởng thành, cũng có thể đi thế giới bên ngoài xem một chút, người biết có rất nhiều bằng hữu, cùng nhau trải qua quá nhiều có ý nghĩa chuyện. Ta có người bạn và ngươi tuổi tác chênh lệch không nhiều, kêu Kỳ Lâm, đến lúc đó có lẽ các ngươi có thể gặp một lần. Diệp thần cười nói, vậy Hàn Hàn lúc nào mới có thể trưởng thành nha? Rất hiển nhiên, đối với Diệp thần miêu tả kế hoạch xây dựng, bé gái vậy động lòng. Ca ca là ta người bạn thứ nhất. Ánh mắt đã khốn không mở ra được Hàn Hàn, mơ mơ màng màng cảm giác được Diệp thần thay nàng đắp chăn lên, trên mặt nàng tràn đầy hạnh phúc, yên ổn chìm vào giấc ngủ. Đêm đã khuya, Diệp thần hướng về phía mặt trăng một mình ngẩn người. Một kiếp này kết quả nên như thế nào rời đi? Người tuổi trẻ, trên mình ngươi có một cổ khí chất đặc biệt. Để cho ta tựa như nhìn thấy luân hồi. Cụ già khoác một kiện rách dưới áo quần, ngồi vào Diệp thần bên cạnh. Diệp thần ngẩn ra, cái này nhìn như thông thường ông già lại liếc mắt liền nhìn ra mình thân phận, xem ra cái này thập kiếp thần ma tháp người bất kỳ đều có thể không bình thường. Đã trễ thế này, ngài còn không nghỉ ngơi. Diệp thần cười một tiếng, mắt gặp cụ già ngồi xuống, hắn xốc lên một bên bình trà, đi vậy thiếu một góc đổ sứ trắng chén bể bên trong, rót một chén nước trong, đưa cho cụ già. Ra rồi, rác vậy thiếu. Cụ già nhận lấy chén, nhấp một miếng thủy đạo. Nhắm mắt đều là cái này nha đầu tương lai, cũng không biết ta bộ xương già này còn có thể cùng nàng đi bao lâu. Cụ già lo lắng nói. Diệp thần cũng không biết như thế nào lên tiếng an ủi, tạm thời tới giữ im miệng. Người, cũng phải có cái niệm tưởng, tài năng đi về phía trước, nếu không sao, vô luận làm gì đều là dậm chân tại chỗ thôi. Cụ già than nhẹ một tiếng, hắn niệm tưởng, bất quá cháu gái này liền đi. Có chút thời điểm, trải qua cả đời mới rõ ràng. Điểm cuối chính là khởi điểm, kết thúc cũng là bắt đầu. Cụ già lời nói thành khẩn nói, ha ha ha, người đã già, khó tránh khỏi có chút cảm khái, các ngươi những người tuổi trẻ này có thể sẽ cảm thấy dài dòng, bất quá sao, vẫn là có câu muốn tặng cho ngươi, coi như là báo đáp. Cụ già cười ha hả nói, ngài nói đùa, vãn bối rửa tai lắng nghe, Diệp thần đôi mắt nhìn thẳng cụ già. Cụ già đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, đi vào trong nhà. Chỉ du du lưu lại một câu nói. Thiếu niên xa muốn được sơn điền, mời đuổi ở mặt trời lặn xuống núi trước. Một lời ở giữa, Diệp thần trong lòng run lên. Mặt trời lặn xuống núi trước, kết thúc cũng là bắt đầu, điểm cuối chính là khởi điểm. Chỉ mưu giao dịch, thanh tìm khó khăn. Thì ra là như vậy, ta rõ ràng đường ở nơi nào. Diệp thần đứng dậy, hướng về phía nhà lá bên trong cung kính một bái, đứng dậy hướng ra phía ngoài chạy đi. Bên kia hoa điền, vậy ban đầu gặp phải thần bí ngâm thơ cụ già, nơi đó, là điểm cuối. Diệp thần bóng người hướng bên ngoài thành chạy đi. Tà dương dưới, vậy biển cánh hoa đã sớm không có ở đây, thay vào đó, là dày đặc xương trắng trải liền biển người. Không có từng cơn hoa thơm, cách đó không xa vậy ngâm du thi nhân, một bộ áo gai, đứng yên. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã tới rồi, ta ở chỗ này nghìn năm, mỗi một cái hoàng hôn. Đều ở đây cái này nhìn tà dương tây hạ, lặng lẽ đợi hoa nở. Lại tới người vội vã, cũng mê chủ tâm, đường về cũng thủ đồ. Ông già áo gai bình tĩnh nói. Người tuổi trẻ, tâm tính năng lực đều có thể, nhưng muốn đi ra cái này thập kiếp thần ma tháp tầng thứ ba, còn là được thực lực nói chuyện. Diệp thần khom người một bái, mong rằng tiền bối, không tiếc dạy bảo. Ông già áo gai nghe vậy, xoay người nhìn một mắt Diệp thần, nhẹ khẽ gật đầu.
chợt trên mình khí thế không ngừng thay đổi, lại và Diệp Thần vậy, còn thật cảnh nhất tầng thiên. Nhưng cố nhiên đối phương là còn thật cảnh nhất tầng thiên, nhưng quanh thân khí thế nhưng là không kém chút nào quá thật đỉnh cấp cường giả. Ngươi cho rằng ngươi còn thật cảnh nhất tầng thiên rất mạnh. Cùng đều không có địch, mới khá phá cuộc. Ông già áo gai nhẹ giọng nói. Ông già áo gai thân hình chớp mắt, dẫn đầu làm khó dễ, gần như quỷ dị vậy thân hình trong thoáng chốc chạy đến Diệp Thần mắt bên cạnh, một chưởng đánh ra, cần phải một lần hành động bắt giữ Diệp Thần. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, phong bi sử dụng, thân ảnh nhất thời biến mất ở tại chỗ, làm ông già áo gai một chưởng chụp không. Ồ, ông già áo gai tựa hồ là nhìn ra chút rất nhiều đầu mối. Một chưởng chụp không, hắn nhất thời cảm thấy không ổn, bóng người lập tức bạo lui, hắn phát hiện một cái kinh khủng sự việc, giống nhau tu vi, lại không cách nào phong tỏa Diệp Thần vị trí. Làm sao có thể, thằng nhóc này bất quá còn thật cảnh nhất tầng thiên mà thôi. Ông già áo gai trong lòng cảm thấy kinh dị. Diệp Thần cũng không có thu tay lại, đối mặt trước mắt thứ thiệt cao thủ, cho dù là áp chế thực lực, Diệp Thần vậy muốn thử một chút, mình bây giờ, phải chăng cùng cấp vô địch. Ám bia đi ra. Diệp Thần không dám khinh thường, trong cơ thể tuôn ra một khối cổ xưa bia đá, trên bia đá có khắc một cái to lớn ám chữ, mà ở nơi này ám chữ bốn phía, còn có rất nhiều thật nhỏ chặt chẽ ký tự, đều là tà sát võ điển ký tự. Khối này ám bia, dung hợp tà sát võ điển linh khí, một thả ra ngoài, nhất thời tới ám hơi thở, tràn ngập chư thiên, tà thiên sách khí tượng, nổi lên, ngay tức thì diễn hóa ra liền vực sâu vạn trượng. Cái này vực sâu, tuyệt đối hắc ám, vô cùng khủng bố, tựa như có thể đem người kéo nhập hắc ám hư không bên trong, vĩnh cướp xa vào. Vực sâu vạn trượng lại tựa như hóa là một đạo đầy trời hắc mưa. Vây khốn ông già. Nhưng mà ngoài dự đoán của mọi người phải, ông già áo gai lại không chút tổn hao nào đứng tại chỗ. Diệp Thần tim cảm không ổn. Chỉ gặp ông già áo gai ánh mắt hơi đông lại một cái, ổn định thân hình liền muốn lần nữa hướng Diệp Thần vọt tới. Diệp Thần khóe miệng vạch qua lau một cái độ cong, tà sát ám lồng. Chỉ gặp vậy đầy trời chưa tiêu tán hắc mưa, ở mình ám bia ra chỉ xuống không ngừng lan truyền, bện ra một đạo lại một đạo xiềng xích màu đen, xiềng xích quấn quanh xen lẫn ngay tức thì hóa thành lồng giam đem ông già áo gai khốn tại trong đó. Diệp Thần không khinh thường chút nào, lần nữa phát động thế công của mình, Nhan Tuyển Nhi, ra tay. Chỉ gặp quanh người hắn trong hư không thoáng hiện xuất đạo đạo hỏa diễm. Giống như hư ảnh vậy trôi lơ lửng ở Diệp Thần bên người. Tán, Diệp Thần quát to một tiếng, chỉ gặp vậy đạo linh lửa ngay tức thì lấy vượt qua tốc độ ánh sáng độ hướng ám trong lồng ông già áo gai tấn công tới. Nếu là bị cái này đầy trời đạo linh lửa đánh trúng, cả người đem sẽ lập tức trở thành một cái sàng. Nhưng Diệp Thần mục đích cũng không chỉ nơi này. Trước mắt ông già cũng không đánh lại, chỉ là một vị ở tiếp chiêu. Rất hiển nhiên chỉ là muốn xem hiện tại Diệp Thần thực lực kết quả như thế nào. Hủy diệt đạo ấn, mở. Diệp Thần đáy lòng nhất niệm. Chỉ gặp vậy nguyên bản hướng ông già áo gai có nhiều đốm lửa thế mà đến sát phạt hơi thở, trong phút chốc bị một cổ mang khí tức hủy diệt sóng nhiệt lật, vậy ban đầu đạo linh lửa, trong thoáng chốc hóa thành ngút trời biển lửa hướng ông già cuồn cuộn tới. Chính là vậy trước bốc hơi đúng bể khổ mạnh nhất thế công. Luyện ngục biển lửa. Nguyên bản vẻ mặt như thường ông già áo gai, ngay tức thì cảm thấy nguy hiểm hơi thở, quát to một tiếng tránh thoát Diệp Thần trói buộc, nhưng mà là lúc đã chậm, không tránh thoát. Hắc viêm hộ thể, ông già áo gai ngay tức thì thúc giục mình trong cơ thể hắc viêm phụ tự thân, tạo thành một bộ kiên cố khôi giáp, chuẩn bị chống cự Diệp Thần ngút trời biển lửa. Nhưng mà Diệp Thần thế công vẫn chưa xong đâu. Chỉ gặp Diệp Thần trong tay sắc bén chớp mắt, một chuôi mang tai nạn hơi thở thiên kiếm xuất hiện ở Diệp Thần trong tay. Tai nan thiên kiếm bên trên dày đặc sát khí lộ ra ngoài, chớp động một chút ác liệt tai mang, chỉ gặp Diệp Thần tay phải dùng sức nắm chặt, trong tay tai nan thiên kiếm tựa hồ bị đốt vậy, vậy sáng lên sàn ánh sáng màu vàng, tia sáng chói mắt kia ngay tức thì bao phủ trước vậy dày đặc tai mang, nhìn như vô cùng chói lọi, chỉ là ẩn chứa trong đó sát khí nhưng là chỉ tăng không giảm. Thằng nhóc này lại nắm giữ lớn mạnh như vậy hủy diệt đạo ấn cùng với tai nan thiên kiếm. Ông già áo gai kinh hô thành tiếng. Phá, Diệp Thần một lần nữa chợt quát, tay phải tai nan thiên kiếm vung ra, trong phút chốc thiên địa biến sắc, một cái màu vàng tím tai nạn phượng hoàng từ Diệp Thần thiên trong kiếm bay ra, thẳng tắp đánh tới vậy trước kia ngút trời biển lửa. Hết thảy các thứ này cũng chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt. Phượng hoàng dục hỏa biển.
trong phút chốc khí tức hủy diệt bao phủ đúng phiến bầu trời, tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ võ tổ thành bên ngoài bị ánh lửa thắp sáng. Trong võ tổ thành ba đại gia tộc lánh đời cường giả rối rít xuất quan. Thật là khủng khiếp hơi thở, ai đang chiến đấu? Cái này cổ hơi thở, để cho bọn họ vậy cảm thấy bất an. Giờ khắc này, ông già áo gai tránh thoát giam cầm, hắn hơi thở bắt đầu leo lên, ngay tức thì đột phá thái chân cảnh. Lại là hướng cảnh giới cao hơn đánh tới. Hắn ra tay can dự. Không động thủ nữa, thập kiếp thần ma tháp tầng thứ ba kết giới đại trận sắp xuất hiện vết rách, cho những người đó thừa cơ lợi dụng. Mà Diệp Thần đứng ở trong hư không, giống như thần minh, mắt nhìn xuống hết thảy các thứ này. Diệp Thần ánh mắt như đuốc, thẳng tắp ngưng mắt nhìn phía dưới vậy phiên trào biển lửa, trong lòng rung động có thể so với ông già áo gai còn phải tới mãnh liệt. Hủy diệt quy luật cộng thêm đạo linh lửa, lại phối hợp luân hồi huyền bi và thiên kiếm, quả nhiên. Mạnh mẽ. Nếu như Long Uyên thiên kiếm thức tỉnh, vậy sẽ kinh khủng dường nào. Ta hiện tại tay cầm ba chuôi thiên kiếm, có phải hay không ba chuôi thiên kiếm tới giữa còn có liên hệ gì? Diệp Thần tự lẩm bẩm. Hắn một chút đều không lo lắng phía dưới áo gai cụ già an nguy, cuối cùng, hắn vậy leo lên hơi thở đã nói cho Diệp Thần câu trả lời. Lần này tỷ đấu, Diệp Thần chỉ muốn xem mình trước mắt trình độ kết quả ở tầng thứ gì. Nếu là không có thiên kiếm và lá bài tẩy gia trì, Diệp Thần tuyệt không thể nào cùng ông già áo gai tranh phong. Cho dù là khỏe hẳn trạng thái Diệp Thần, đỉnh hơn bất bại mà thôi. Ông già thậm chí có thể thật là trăm già cảnh. Chân chính hồng câu, không thể vượt qua. Cho dù là Diệp Thần đã từng chĩa và uyêu nghiệt danh tiếng, vậy tuyệt không thể nào càng lớn như vậy cấp chiến đấu. Nhưng mà hôm nay hết thảy lẽ thường đều bị Diệp Thần đánh vỡ. Phía dưới nổ tung sinh ra dư âm từ từ khuếch tán ra, võ tổ thành rất nhiều cường giả cũng bị bất thình lình hủy diệt và tai nạn hơi thở sợ kinh động, rối rít nghe tin tới. Chỉ gặp Diệp Thần đứng ngạo nghễ tại hư không, tay phải nắm chặt tai nan thiên kiếm. Tai nan thiên kiếm chấp động đạo đạo tai mang, thậm chí tản ra quỷ bí dày đặc thanh quang. Dư âm dạo rực dậy bụi đất từ từ quay về rơi mặt đất, lấy áo gai cụ già làm trung tâm chu vi trăm trượng xuất hiện một cái vô cùng hố sâu to lớn, nám đen thổ nhưỡng như cũ tản ra nóng bỏng nhiệt độ, vậy hủy diệt vậy hơi thở làm nghe được tin mà đến rất nhiều tu giả trực tiếp tê liệt ngồi trên mặt đất. Chỉ là dư âm lưu lại hơi thở, cũng đã có thể dùng khó tin để hình dung. Liền liền vậy thời gian đầu tiên chạy tới ba gia tộc lớn người nói chuyện, nhìn cái này phiến kiếp sau chiến trường, cũng không nhịn được một hồi lòng rung động. Người đâu, rốt cuộc là thần thánh phương nào ở chỗ này ra tay? Chúng ta tới đây lúc đó, người đã không thấy. Võ tổ thành ngoại ô. Hai người lẫn nhau nhìn nhau, không nói. Cuối cùng vẫn là ông già áo gai dẫn đầu mở miệng trước, ta thua, cuối cùng ta cưỡng ép tăng lên cảnh giới. Diệp Thần thần sắc lãnh đạm, đứng tại chỗ lóng tai nghiêm túc lắng nghe. Kiếp thứ ba người coi như là thành công, nói chuyện chính là ông già áo gai. Diệp Thần nụ cười còn chưa đầy, một chậu nước lạnh liền lần nữa tạt xuống. Nhưng ngươi không cách nào rời đi, ông già áo gai tiếp tục nói. Vì sao, Diệp Thần không rõ ràng, không phải phá quan liền sao? Còn mang dở trò vô lại. Thập kiếp thần ma tháp có thể không đơn thuần là ảo cảnh. Không biết nhiều ít cái kỷ nguyên trước, nơi này đã từng cuộc sống một ít người bình thường, nhưng theo thời gian đẩy tới, bọn họ dần dần nắm giữ phương pháp tu luyện, rất lâu năm tháng tới, bọn họ đã có người không kém gì ta, nếu như cưỡng ép mở ra tầng thứ tư lối đi, những tên kia vậy sẽ mơ ước, dẫu sao, bọn họ vậy hiểu được một ít bí mật. Ba gia tộc lớn. Diệp Thần hỏi. Không sai, cái này võ tổ bảng thi đấu. Chính là ba đại gia tộc liên hiệp vậy phủ thành chủ chung nhau cử hành thịnh sự, năm gần đây bọn họ một ít tiểu bối đều đã mơ hồ đến gần trăm già cảnh, nếu như hợp nhau tấn công, nói không chừng thật có thể phá tầng này lối đi. Đây đối với 10 cướp thần ma đạp tháp, vẫn là táng thiên hải, cũng hoặc là vực ngoại, cũng không phải là chuyện tốt. Hậu quả đâu? Bọn họ cường đại kia mấy người, liền có thể đi tầng thứ tư, còn lại sinh linh, sẽ diệt tuyệt. Diệp Thần nghe vậy. Siết chặt lòng bàn tay. Tầng thứ tư chìa khóa, ta hiện tại giao cho ngươi. Ông già tay áo vung tay lên, một đoàn màu xanh năng lượng bay vào Diệp Thần bên trong đan điền. Đây là, Diệp Thần tâm trạng kích động nói. Tầng thứ tư chìa khóa, cũng gọi là, phong chi tim. Bên trong cơ thể ngươi tựa hồ có và phong thuộc tính tương quan một vật.
nếu như ta đoán không lầm, áo gai lão tử nhẹ giọng nói. Diệp Thần biết, đối phương trong miệng phong thuộc tính vật hẳn là luân hồi huyền bi ở giữa phong bi. Cái này phong chi tim, có thể để cho ngươi đối với nguyên tố gió nắm trong tay cao hơn một tầng lầu, đối với bên trong cơ thể ngươi vậy kiểu đồ cũng có chỗ tốt, ngươi cầm đi, tại ngươi mà nói là chí bảo, đối với người bình thường mà nói, giống như gân gà. Chìa khóa ngươi đã lấy được rồi, làm sao đi tầng thứ tư, chính là chuyện của chính ngươi, đi đi. Ông già áo gai bóng người chậm rãi tiêu tán. Diệp Thần nhìn mình bên trong đan điền, một màn kia màu xanh ánh sáng, rơi vào trầm tư. Được rồi, suy nghĩ nhiều không muốn, trước hay là hồi võ tổ thành, tìm được Bạch Liên làm tiếp dự định. Diệp Thần bước chân hướng bên trong thành đi tới. Nghe nói không, bên ngoài thành mới vừa có người chiến đấu, hấp dẫn ba người của đại gia tộc đi xem cuộc chiến, có thể hiện trường một mảnh hỗn độn, liền cái bóng người cũng không gặp được. Nói không chừng là ba đại gia tộc con em trẻ tuổi ở lịch luyện đâu, cái này không lập tức tỉ thí sao? Nói đến võ tổ bảng thi đấu, ta nghe nói, Khương gia tiểu thư bế quan thật giống như ra chút vấn đề, có thể vô duyên lần thi đấu này. Âu, còn có loại chuyện này đâu, người cũng chớ nói lung tung, ảnh hưởng ta đặt tiền cuộc. Tạm thời tới giữa toàn bộ võ tổ thành bên trong liền liền đầu đường trong hẻm nhỏ cũng tràn đầy mọi người nghị luận ầm ĩ thanh âm. Đi một chuyến nữa Khương gia, quyết định chú ý Diệp Thần, hướng quen thuộc kia phương hướng lần nữa đi. Khương gia phủ đệ, Diệp Thần đang muốn tiến lên. Vừa đi chưa được mấy bước Diệp Thần xa xa cảm giác được một hồi đất rung núi chuyển, liền dừng lại bước chân, nguyên bản 6 người biển người đại lộ trung ương thời gian đảo mắt liền chỉ còn lại có Diệp Thần một người. Một đám khách xem đã sớm tránh ở một bên, tựa hồ có việc lớn muốn phát sinh. Ung ung tiếng vang càng ngày càng gần. Chấn triệt chân trời, xa xa một nhóm giáp bạc chiến mã dần dần ép tới gần, rất nhanh Diệp Thần nghe được đầu lĩnh kia người một tiếng quát chói tai, phủ thành chủ canh phòng ở chỗ này làm việc, người không phận sự cùng nhất luật xôi. Đầu lĩnh kia người gặp trước mắt Diệp Thần đưa lưng về phía bọn họ một chi đại quân nhưng không chút nào nhượng bộ ý, nghĩ đến hôm nay là lần đầu tiên dẫn thành chủ khách quý tới cửa, căn cứ không thể để cho mấy cái rác rưởi quét tâm tình ý niệm, không có chút nào dừng lại, trong tay chiến kích vung lên. Hướng về phía Diệp Thần chặn ngang chém tới. Keng! Một tiếng giòn giã, không có trong tưởng tượng máu thịt văng tung tóe tình cảnh, chỉ gặp Khương gia trước cửa phủ đệ một thanh niên áo đen ngăn ở Diệp Thần trước người. Tại sao lại là ngươi? Lần này ta cũng không tiền cho ngươi. Người đàn ông đồ đen hướng về phía Diệp Thần mở miệng nói, sau lưng thiên quân vạn mã, chính là làm như không nghe. Cùng lúc đó, âm thầm một thương đâm tới. Diệp Thần thần sắc lãnh đạm. Lạnh thấu xương hơi thở phát ra, không dự định vận dụng tai nan thiên kiếm, con người đông lại một cái, phong tỏa kẻ địch tập kích vị trí, vẻn vẹn chỉ dùng hai ngón tay hướng về phía vậy vung tới đại kích nhẹ nhàng bắn ra, vậy mới vừa ở trên chiến mã ầm ĩ người liền bị đại kích liên quan to lớn quán tính bỏ rơi chiến mã, cắm vào trong đất. Thằng nhóc thúi, lại dám đối với ta động thủ. Người nọ chật vật đứng dậy, ngay tức thì phong tỏa Diệp Thần. Mới vừa muốn động thủ. Một cổ lực lượng vô hình phong tỏa hắn, nguyên nhân không phải hắn, chính là đứng ở đại lộ trung ương người đàn ông đồ đen, tuấn giật trên gương mặt hàn ý lạnh như băng lộ ra không thể nghi ngờ, trực câu câu nhìn chằm chằm hắn. Chiến mã xuống vị kia, mới vừa khí thế bàng bạc ngay tức thì biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hiện tại lại nhìn thấy người đàn ông đồ đen gương mặt đó ngay tức thì, trong tay nắm đại kích cũng run rẩy rũ xuống, nào còn có mới vừa rồi kiêu căng phách lối. Rất hiển nhiên, người đàn ông đồ đen cái này mặt mũi ở toàn bộ võ tổ thành, là trải qua danh nhân bảng, bất quá bảng danh sách này nhưng mà bắt người mệnh này đi ra ngoài. Kinh khủng hơn là hắn còn có một so hắn hơi lớn hơn mấy tuổi tỷ tỷ, tên là Gừng Cửu Lê, chính là cái này võ tổ thành quyền thế mạnh trẻ tuổi đồng lứa tài năng xuất chúng. Võ tổ bảng thi đấu đoạt cúp thí sinh hấp dẫn, cũng là cái này võ tổ thành đệ nhất mỹ nhân. Hơn nữa Khương Thanh thực lực bản thân vậy là đặc biệt liền được. Cái này võ tổ thành, không nhận biết hắn, ít chi lại càng ít. Trước mắt chiến mã xuống vị kia ở thấy cái này đôi tròng mắt lạnh như băng đang trực câu câu nhìn chằm chằm hắn, cả người cũng không tốt, ngay cả hô hấp cũng tự giác tạm thời che giấu. Một lá che mắt, Thái Sơn cũng có thể không gặp. Thế nhưng không ngừng lay động hai chân cuối cùng vẫn là bán đứng hắn, bập môi một tiếng, tê liệt ngã trên đất. Xanh công tử, tiểu nhân Trịnh Hải mù mắt, không biết là ngài. Mong rằng tha thứ, tha nhỏ một cái tiện mệnh.
được kêu là Trịnh Hải nam tử lắp ba lắp bắp cuống cuồng nói. Khương Thanh vẫn là nhìn hắn, không nói. Trịnh Hải nhìn Khương Thanh vẫn như cũ là tỉnh rụi vẻ mặt, tựa hồ là vì bảo vệ tánh mạng hạ định cái gì quyết tâm, nhướng mày một cái, tay trái nhắc tới đại kích hướng về phía mình cánh tay phải lột bỏ. Một hồi huyết quang ngất trời, Trịnh Hải hừ đều không hừ một tiếng, cùng trước kia tư thế, chừng như hai người. Khương Thanh lại nữa thở ơ, ngược lại nhiều hứng thú nhìn xem Trịnh Hải, lại nhìn xem một bên Diệp Thần, dẫu sao Khương Thanh mới vừa ra tay là vì cứu Diệp Thần tánh mạng. Diệp Thần thần sắc như cũ lãnh đạm, ý phải, hết thảy ngươi làm chủ. Cút đi, Khương Thanh thu hồi nhìn Trịnh Hải ánh mắt, xoay người nhàn nhạt nói. Như chút được gánh nặng Trịnh Hải vội vàng nâng lên mình cánh tay phải, hướng phía sau thối lui. Nhưng mà một giây kế tiếp, một đạo vầng sáng trắng thoáng qua. Trịnh Hải đầu người tích lưu lưu lăn xuống ở một bên, trước khi chết mở hai mắt thật to nhìn vậy chém hắn thủ cấp người, chết không nhắm mắt. Hừ, thật xui. Cái này cái gì chó má thành chủ an bài cho ta hộ vệ, xấu hổ mất mặt. Diệp Thần và Khương Thanh bị cái này một màn trước mắt dẫn được lần nữa dừng chân, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp chủ nhân của thanh âm kia là một vị tướng mạo xấu xí, cái đầu thấp bé người đàn ông. Người chính là Khương gia thế tử, Khương Thanh. Người nọ âm chắc chắc lần nữa hỏi, muốn hơn thô bỉ có nhiều thô bỉ. Cái tên kia, không đáng tội chết. Khương Thanh cũng không có trả lời thẳng đối phương. Ta kêu Văn Sửu, đối phương cũng không có trả lời thẳng Khương Thanh. Người cũng là từ bên ngoài đến người. Khương Thanh ánh mắt có chút hồ nghi, lần nữa nhìn một chút Diệp Thần. Thế nhưng Văn Sửu ánh mắt nóng bỏng nhưng là tuyên cáo cái gì tin tức. Một giây kế tiếp, một đạo thân ảnh hướng Khương Thanh chạy tới. Lại là vầng sáng trắng chớp mắt, Khương Thanh nhướng mày một cái, chợt một đạo màu đen tia chớp từ Văn Sửu bên người vạch qua, trong chớp mắt hai người giao thủ đã kết thúc. Nhìn lại Khương Thanh bên này, cánh tay phải bị vậy không biết tên vầng sáng trắng vạch qua, tổn thương đạt tới liền da thịt, giọt giọt máu tươi có hình đường thẳng từ bể quần áo nơi ống tay áo nhỏ xuống. Ngay trước mọi người người lần nữa nhìn về phía vậy Văn Sửu lúc đó, nhưng là không nhịn được vui vẻ cười to liền đi ra. Mặc dù không chảy máu, nhưng là hắn bị Khương Thanh sấm sét quy luật đánh trúng, cả người giống như là than cốc vậy đen tỏa sáng, hô đi ra ngoài khí cũng toát ra tí ti khói đen. Thằng nhóc thúi, ngươi tự tìm cái chết. Văn Sửu bị trêu đùa, lúc này giận dữ, chuẩn bị xuất thủ lần nữa hướng Khương Thanh chạy tới, lại bị một cái chợt lóe lên bóng người ngăn lại. Thi đấu sắp tới, Văn Sửu huynh, ngươi là ta mời tới khách quý, mong rằng bán ta ba phần mặt mỏng, hôm nay tạm thời xóa bỏ. Ngày sau còn sẽ gặp nhau. Ngăn Văn Sửu người nọ cười ha hả nói, chữ bên trong hành gian cho người một loại như mộc gió xuân vậy cảm giác, nhưng là cho dù ai đều nghe cho ra hắn trong lời nói bóng gió. Văn Sửu nghe vậy, nhìn xem ra người, vuốt tay, biểu thị không có dị nghị. Đến đây thì thôi. Diệp Thần hí mắt nhìn trước mắt cái này tao nhã lịch sự nam tử, ấn đường điểm một cái đỏ mụt ruồi càng cho hắn thêm liền mấy phần yêu dị hơi thở. Cả người giống như trên trời tiên giáng trần, chỉ bất quá nhưng là lộ ra mấy phần yêu khí. Ngược lại là và Đế Thích Thiên có mấy phần giống. Mộ Tinh Hà, hôm nay ngươi tới làm chi? Ta Khương gia có thể đợi không dậy nổi ngươi cái này khách quý. Khương Thanh chân mày một thốc, chất vấn nói. Ta là tới cầu hôn. Mộ Tinh Hà một lời ra, đám người kinh. Cầu hôn, Khương Thanh ánh mắt lạnh lẽo, bắn tán loạn sát ý. Khương Thanh ở Khương gia địa vị cực cao, thậm chí có thể nói là ở tính trung toàn cục, bất kể là trên mặt nổi vẫn là thầm ở giữa. Tất cả người thấy gương mặt này, cũng là muốn tránh lui một mét, nhiều người hơn chính là sẽ cung cung kính kính kêu một tiếng, xanh công tử. Dĩ nhiên, sau lưng mọi người càng muốn gọi hắn, sát thần. Không cần ở chỗ này đóng kịch, gừng cửu lê người bị thương nặng, lần này võ tổ bảng thi đấu đã sớm mất tiên cơ. Bất quá, ta có biện pháp có thể cứu nàng. Mộ Tinh Hà âm nhu thanh âm vang lên lần nữa. Chỉ cần nàng nguyện ý gả cho ta, ta mộ gia cửu chuyển thánh đan, chính là nàng. Ta lấy mộ gia thiếu chủ thân phận thề. Mộ Tinh Hà nhẹ nhàng phủi một cái đầu vai, thờ ơ nói, đúng rồi, ngươi nếu là dám động thủ, ta hiện tại liền giết ngươi. Cuồng bạo sát phạt hơi thở, từ hắn vậy ngả ngớn trong mắt bên trong lộ ra ra. Khương Thanh hai quả đấm nắm chặt, liền muốn động thủ. Nguyên lai là gặp phải tình địch, đúng dịp, ta cũng là tới cầu hôn. Nguyên bản ở một bên xem trò vui Diệp Thần,
biết rõ Khương Thanh động thủ khẳng định gặp nhiều thua thiệt, nắm trước còn vậy trước ân tình, hắn tuyệt sẽ không ngồi yên không để ý đến, huống chi, gừng cửu lê chính là Bạch Liên. Đời trước, hắn cha Bạch Liên, cái này nhất thế tuyệt sẽ không. Bất quá cái này thập kiếp thần ma tháp bên trong một kiếp này Bạch Liên, tựa hồ có chút không giống. Ngươi là ai, con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Một bên Văn Sử mắt gặp nhô ra một phá rối, liền muốn tiến lên khoe công. Diệp Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, thần sắc như cũ lãnh đạm. Làm sao, người cái này giống con cóc ghẻ cũng dám ra phố, ta tự nhận là, ta so ngươi khỏe quá nhiều. Diệp Thần lãnh đạm nói. Một bên Khương Thanh cười ra tiếng. Tự tìm cái chết, Văn Sử mắt gặp bị khiêu khích, thân hình giận dữ ra, hướng Diệp Thần tới. Trước một giây vẫn cười ha ha một mặt người vô hại Diệp Thần, một giây kế tiếp khí thế bén nhọn ngay tức thì bùng nổ, ở Văn Sử sững sốt một chút công phu, Diệp Thần đã đến phụ cận, giơ tay phải lên một cái tát hướng về phía Văn Sử mặt quạt tới, phản ứng lại Văn Sử vừa muốn làm ra động tác chống cự, nhưng phát hiện mình bỗng nhiên lúc này toàn thân nhúc nhích không được, trong một cái chớp mắt này Văn Sử cảm thấy chết mùi vị. Thật là mạnh, một bên Mộ Tinh Hà trong mắt sạch bóng chớp mắt. Ngay tại Văn Sử nhắm mắt lại chờ đợi tử thần cắt hết hầu thời điểm, cùng tới cũng không phải lưỡi hái tử thần, mà là một cái thật dày bàn tay. Không mang theo chút nào linh lực cùng quy luật, đơn thuần một cái thuần dựa vào lực lượng bàn tay. Bót, kết kết thật thật phiến ở Văn Sử trên mặt, đem tát bay ra ngoài, rời đi Diệp Thần mấy chục mét khoảng cách sau đó, Văn Sử phát hiện mình bị đỉnh cách thân thể hành động lại khôi phục tự nhiên, vội vàng một cái lật qua một bên đứng vững bước chân. Lúc này Văn Sử, trong miệng máu tươi khạc ra, than cốc vậy mặt đen trên nhiều một đỏ đỏ dấu bàn tay, vô cùng gai mắt. Đó là nóng hừng hực sỉ nhục. Diệp Thần hai tay chắp sau lưng, liếc mắt một cái Văn Sử, xoay người vừa liếc nhìn Mộ Tinh Hà, cười híp mắt thuyết giáo, không có chuyện gì, vậy ta liền đi vào trước xin cưới. Nói xong cũng không quay đầu lại xoay người vào Khương ra cửa. Văn Sử đang muốn liều mạng, nhưng là bị Mộ Tinh Hà đưa tay ngăn lại, đi thôi, mục đích đã đạt đến. Dứt lời, hắn liếm môi một cái, chưa thỏa mãn nói. Khương phủ, bầu không khí ngưng trọng đến trình độ cao nhất. Ta muốn gặp Bạch Liên. Khương phủ bên trong Diệp Thần, nói thẳng sáng tỏ ý đồ. Khương Thanh cau mày, Bạch Liên là ai? Gừng cửu lê. Khương Thanh ngẩn ra, nói, đừng lấy vì ngươi giúp ta, ta liền sẽ đối với ngươi cảm đội ơn đức, muốn gặp tỷ ta, ngươi còn chưa xứng. Nàng tổn thương, ta có thể trị. Diệp Thần bước ra một bước, mở miệng nói. Ngươi, Khương Thanh vừa muốn mở miệng, chỉ gặp Diệp Thần bóng người đã đi ra ngoài, ta chỉ cho ba ngươi tức thời gian cân nhắc, qua lúc không chờ. Được, ngay tại Diệp Thần sắp bước ra phủ viện cửa thời điểm, Khương Thanh vậy cắn răng nghiến lợi thanh âm truyền tới. Sau một nén nhang, một tòa tinh xảo nhã yên tĩnh trong sân, đình đài hương tạ, cao sơn lưu thủy, ý cảnh phi phàm. Tỷ ta đang ở bên trong. Ngươi nếu như dám lộn xộn, ta tại chỗ đánh chết ngươi. Khương Thanh cảnh cáo nói. Diệp Thần bịt tai không nghe thấy, thần sắc lãnh đạm, đi thẳng vào. Chỉ gặp, một cô gái ngồi đàng hoàng ở nội đường, một bộ tố y, mặt mũi che sợi bông, nhưng lại vẫn không khó nhìn ra vậy làm sợi bông dưới sắc mặt ảm đạm. Cố nhiên che cho, nhưng Diệp Thần có thể nhìn ra, đối phương chính là Bạch Liên. Chỉ bất quá Bạch Liên ánh mắt khá là cổ quái. Có chút xa lạ. Bạch Liên, người tại sao sẽ ở chỗ này? Diệp Thần con người đông lại một cái, kinh ngạc nói. Nhưng mà Bạch Liên lại tựa hồ như căn bản không biết Diệp Thần, ngược lại nói ta không rõ ràng công tử ý. Diệp Thần ngẩn ra, người không nhận biết ta. Chúng ta ở thập kiếp thần ma tháp tầng thứ nhất gặp nhau qua, người nói ngươi là thập kiếp thần ma tháp người dẫn đường, bị khốn đốn này, Chu Huyên vậy bị vây ở chỗ này. Mà giờ khắc này Bạch Liên diễn cảm hơi đổi, nhưng thoáng qua rồi biến mất, như cũ tràn đầy giọng nghi ngờ nói, ta nghe không hiểu lời của công tử có thể nhận lầm người. Bất quá Bạch Liên hoa này, ta đây là vui yêu, kêu ta Bạch Liên cũng có thể. Diệp Thần thần sắc ngưng trọng, đột nhiên nhắm lại hai tròng mắt, bị nhiễm giờ phút này trên người đối phương nhân quả. Vậy từng cục luân hồi huyền bi mơ hồ có nổi lên dị tượng. Đột nhiên, hắn hai tròng mắt mở ra. Trên người người này không có bất kỳ Bạch Liên hơi thở. Ngay tại Diệp Thần nghi ngờ lúc đó, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên. Không phải người khác, là Huyền Hàn Ngọc.
Huyền Hàn Ngọc mở miệng nói, Diệp Thần, trên người đối phương có chút kỳ quái, ngươi không thể từ trên người nàng cảm nhận được Bạch Liên nhân quả, thậm chí ta cảm giác nàng cùng trước kia cái cô gái đó hoàn toàn khác nhau, thậm chí, ta cảm giác được có cái gì không đúng. Thật ra thì có chuyện ta không có nói cho ngươi, làm ngươi mới vừa bước vào thập kiếp thần ma tháp, nhìn thấy Bạch Liên, tựa hồ mất cái gì. Nàng thành tựu người dẫn đường, tựa hồ bị một vị cường giả tước đoạt một ít thứ. Diệp Thần có chút nghi ngờ, hiếu kỳ nói, Huyền tiên tử, người kết quả này là ý gì? Huyền Hàn Ngọc giải thích, thập kiếp thần ma tháp tồn tại, đối với vực ngoại mà nói có rất nhiều không hợp lý, mà không hợp lý lại là hợp lý, bởi vì hắn cũng không phải là vực ngoại sản vật. Người mới vào thập kiếp thần ma tháp nhìn thấy Bạch Liên, là không hoàn chỉnh Bạch Liên, nàng ít đi một món hồn phách. Mà đây tia hồn phách cũng không ở ngươi trước mặt trên người của cô gái. Diệp Thần ngay tức thì bừng tỉnh, vậy hết thảy đều giải thích thông. Có thể dưới mắt vấn đề duy nhất là, Bạch Liên vậy đạo hồn phách đi đâu? Còn như thập kiếp thần ma tháp kết quả tại sao đối đãi như vậy Bạch Liên, ta không hề biết. Cảm ơn Huyền tiên tử nhắc nhở. Diệp Thần cảm ơn Huyền Hàn Ngọc, ánh mắt lần nữa rơi vào trước mắt Bạch Liên trên mình. Hắn nhìn thiếu nữ trước mặt, do dự mấy giây. Vẫn là nói ta vì ngươi chữa trị đi. Coi như đối phương và Bạch Liên hơi thở không đồng nhất, nhưng hắn cũng không khả năng đối với người này thấy chết mà không cứu. Làm phiền Diệp công tử, Bạch Liên mở miệng nói. Không sao, Diệp Thần khẽ mỉm cười, thuận thế bắt mạch. Hơi thở rối loạn, kinh mạch câu liệt. Diệp Thần trong lòng dâng lên một chút cảm giác xấu, nếu như bế quan đột phá, gặp này tình hình, hoặc là tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết. Hoặc là bị người đánh lén. Kinh mạch câu bể, xem ra là người sau. Cái này Khương gia, không quá bình à. Diệp công tử có thể cứu trị phương pháp. Bạch Liên nhẹ giọng hỏi nói. Diệp Thần thu hồi khoác lên Bạch Liên mạch đập trên cánh tay, khẽ cười một tiếng, tuy có chút khó giải quyết, nhưng lại không ngại, ta cần chỗ an tĩnh một chút, luyện chế đan dược, thuốc đến hết bệnh. Vậy làm phiền công tử. Bạch Liên môi mỏng khẽ mở. Sau đó liền đối với người làm dặn dò, cho Diệp công tử chuẩn bị xong phòng khách. Diệp Thần không nhiều lời nữa, đứng dậy đi ra ngoài, vừa ra đến trước cửa, Diệp Thần dò xét hỏi một câu, Khương tiểu thư, ta mới vừa cùng ngươi ngon lắm mới gặp mà như đã quen từ lâu cảm giác, chúng ta thật không phải là ở nơi nào gặp qua. Diệp công tử nói đùa, ta cả đời thấm nhuần võ đạo, thế giới bên ngoài, nhưng là chưa từng gặp qua. Bạch Liên nhẹ giọng đáp, như vậy, là ta nhớ lộn. Cáo từ, Diệp Thần khóe miệng trải qua một chút cười nhạt. Cùng lúc đó, Khương gia, một căn mật thất bên trong. Thanh Nhi, thằng nhóc kia nhưng có khác thường. Một người đàn ông trung niên ngồi đàng hoàng ở trước bàn, tay phải rồng bay phượng múa, một khoản chữ to viết ý mà qua. Yên tâm phụ thân, hắn thân phận ta đã thẩm tra qua, đúng là cùng vậy nha đầu như nhau, là người ngoại lai, còn nhắc tới thập kiếp thần ma tháp mấy chữ, tỷ thuật dịch dung pháp. Thái chân cảnh cũng phát hiện không được, trước mắt đã lừa gạt hắn, hết thảy hết sức đang nắm trong tay bên trong. Khương Thanh gật đầu cung kính nói. Vậy người đàn ông trung niên ngừng bút, vậy nha đầu nhưng có tung tích. Có tung tích, chạy đã nhiều năm như vậy, thần hồn hiện tại tựa hồ ghé vào liền một cái bé gái trên mình. Mộ gia đã truy đuổi tung tích, tin tưởng lập tức sẽ có kết quả. Khương Thanh nhẹ giọng nói. Nhìn chăm chú chặt Diệp Thần là được. Bọn họ có thể là chúng ta rời đi nơi này duy nhất cơ hội. Người trung niên cuối cùng truyền tới một câu nói. Cùng lúc đó, Diệp Thần gian phòng. Xem ra ta dự liệu quả nhiên không sai. Diệp Thần tự lẩm bẩm. Cốc cốc cốc. Ngay tại lúc này, truyền tới từng cơn tiếng gõ cửa. Diệp đại ca, tỷ ta bệnh thế nào? Khương Thanh thanh âm gấp rút từ ngoài cửa truyền tới. Diệp Thần nhướng mày một cái, quả thực không biết cái này Khương Thanh muốn làm cái gì. Diệp Thần mở cửa phòng, một đạo thân ảnh vào bên trong. Không việc gì, người đi giúp ta chuẩn bị một ít dược liệu. Diệp Thần chỉ muốn cầm đối phương đuổi đi. Ngay tại Khương Thanh đang muốn mở miệng để gặp, một tên đầy tớ bẩm báo nói, công tử, mộ gia sai người đưa tới một phong thơ, nói là hôm nay vô lễ cử chỉ nói xin lỗi. Khương Thanh ánh mắt híp một cái, đem người mang đến. Một bên Diệp Thần nghe vậy không nói, hắn muốn yên lặng theo dõi kỳ biến. Xem cái này Khương gia rốt cuộc chuẩn bị cái trò gì. Mà bên kia Khương Thanh nhưng là diễn xuất lên đầu, nhìn vậy bị mang vào mộ gia truyền lời người, hắn hử nhẹ một tiếng, làm sao?
Cái này thì nhận sợ. Vậy Mộ Gia người nơm nớp lo sợ gật đầu, hai tay đem tin trình lên. Khương Thanh vạch trần phong thư, chỉ là liếc mắt một cái, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, nhưng chợt bị hắn lại ép xuống. Nhưng cái này một nhỏ xíu diễn cảm, cũng không có tránh được Diệp Thần pháp nhãn. Chuyển cáo nhà ngươi chủ tử, liền nói, ta biết, sẽ xử lý tốt sau này. Khương Thanh chân mày cau lại, phân phó người nọ mau rời đi. Ngay tại Mộ Gia vậy truyền lời người xoay người ngay tức thì, Diệp Thần cảm giác được trên người hắn vật kiện. Diệp Thần thần sắc ngẩn ra. Đây không phải là đưa cho Hàn Hàn túi đựng đồ sao? Tại sao lại ở đây người trên mình? Diệp Thần trong tối cả kinh, vậy ông cháu xảy ra chuyện. Mấu chốt những người này rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Thần nội tâm sóng lớn mãnh liệt, nhưng trên mặt nổi hí phải phụng bồi diễn xong. Diệp đại ca, Mộ Gia cầu hòa. Ta phải cùng phụ thân thương lượng một tí xử lý như thế nào chuyện này, cũng không đợi lâu. Khương Thanh ánh mắt biến ảo, tìm một lý do liền muốn rời đi. Diệp Thần khẽ mỉm cười, đưa cho Khương Thanh một tờ giấy, phía trên dược liệu ngươi giúp ta tìm đến, cái này mấy ngày ta muốn bế quan chuẩn bị chế thuốc, người bất kỳ không nên quấy nhiễu, nếu không. Khương Thanh ước gì Diệp Thần không rời đi, vội vàng nói tiếng khỏe, vội vã rời đi. Diệp Thần nhìn hắn rời đi hình bóng. Ẩn nặc hành tung, đi theo lên. Hắn bây giờ thực lực, muốn lừa gạt được thập kiếp thần ma tháp những người này, ngược lại không khó khăn. Hình ảnh quay về, Khương gia. Phụ thân, vậy nha đầu đã tìm được, hiện tại hóa thành một cái bé gái, đã nhốt ở Mộ Gia hầm giam, bất quá nàng tựa hồ phong ấn mình bộ phận trí nhớ, liên quan tới chìa khóa. Mộ Gia chắc có thủ đoạn đối phó, cái này Diệp Thần trên mình cũng có bí mật, ổn định hắn, lợi dụng hoàn. Liền động thủ. Khương Thanh cho phụ thân Khương Hổ mật đàm, lại bị một bên Diệp Thần nghe đi. Rất hiển nhiên, Khương gia căn bản không cam tâm trở thành thập kiếp thần ma tháp ở giữa một phần chia, Khương gia lại muốn mượn mình và Bạch Liên thần hồn, rời đi nơi đây. Nếu như bọn họ thành công, mình và Bạch Liên vậy đạo thần hồn tất nhiên trở thành máu rầm rề đá lót đường. Mộ gia, thật là sâu tính toán. Diệp Thần trở lại gian phòng. Xem ra mình thân phận đã sớm bị khám phá, hiện tại phải tìm phương pháp phá cuộc. Mộ Gia, ta đây là muốn thăm các ngươi ở tính toán gì? Diệp Thần bóng người tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, Mộ Gia hầm giam. Hắc ám, ẩm ướt, lại lạnh như băng. Giống như cửu u địa ngục vậy. Cô gái nhỏ, nói cho ta, rời đi cái này một tầng thập kiếp thần ma tháp chìa khóa ở đâu? Mộ Tinh Hà tà mị nụ cười đọng trên mặt, ôn nhu nói. Bé gái Hàn Hàn đầu đong đưa giống như là trống lắc vậy, sắc mặt nhợt nhạt nàng, khóe miệng lau một cái vết máu dòng nước chảy. Nhìn như chân thực có chút lo lắng. Mộ Tinh Hà mắt gặp chuyện không thể là, sắc mặt trầm xuống, trở tay một bàn tay vung ở Hàn Hàn trên mặt. Không biết điều đồ, người đến, chuẩn bị luyện hồn đại trận, ta không tin ngươi không mở miệng. Thứ ta mong muốn, cho tới bây giờ không có được. Mộ Tinh Hà mới vừa rời đi không bao lâu, chung quanh hư không đột nhiên biến dạng, Diệp Thần bóng người xuất hiện ở bé gái trước mặt. Khi thấy Hàn Hàn như vậy, Diệp Thần hai tròng mắt ngay tức thì ứ máu. Hàn Hàn, tỉnh lại đi. Diệp Thần nhẹ nhàng vuốt ve cô gái gò má. Thế nhưng đã hôn mê bất tỉnh cô gái, cũng không có làm ra bất kỳ đáp lại. Mộ Gia, thật là ác độc tim. Diệp Thần siết chặt quả đấm, cơn giận đốt trời cháy, luyện hồn đại trận. Đã như vậy, ta đây là muốn biết ta phệ hồn thông thiên có phải hay không thích hợp các ngươi. Sau một nén nhang, thanh âm huyên náo vang lên, Mộ Tinh Hà các người lại lần nữa trở lại hầm giam. Diệp Thần bóng người ẩn núp ở trong hư không, nhìn chăm chú hết thảy các thứ này. Mộ Tinh Hà tròng mắt bên trong hung quang đại thịnh, chắp hai tay, khí tức bàng bạc phún ra ngoài. Sau lưng hắn chậm rãi xuất hiện một cái tay cầm lưỡi hái thảm trắng quỷ ảnh. Quỷ kia ảnh tay trái đem Hàn Hàn cổ bóp, tay phải nhẹ nhàng ụp lên ở trên đầu nàng, đem thần hồn trừ ly ra. Cái này thần hồn lại là Bạch Liên. Chắc hẳn đây chính là huyền tiên tử trong miệng Bạch Liên thiếu hụt vậy một đạo thần hồn. Cái này thần hồn lại bị vây ở một kiếp này bên trong. Mà Khương gia vị kia gừng cửu lê, chỉ sợ sẽ là giả. Cái này ba gia tộc lớn không cam lòng trở thành thập kiếp thần ma tháp một phần chia, muốn rời khỏi. Mà mình và Bạch Liên thành tựu sông thắp người, tất nhiên là mấu chốt. Hết thảy ngay tức thì rõ ràng. À,
Một đạo tê tâm liệt phế thanh âm truyền tới. Mộ Tinh Hà liếm môi một cái, ba gia tộc lớn tìm ngươi tìm ít năm như vậy, ngươi thật là có thể tránh. Bạch Liên thần hồn yếu ớt vô cùng, hung hãn nhìn chằm chằm Mộ Tinh Hà. Ngươi không nói, ta tự nhiên có biện pháp để cho ngươi mở miệng. Mộ Tinh Hà trước ngực sáng lên lau một cái ánh sáng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ ngạch gian nhỏ xuống, một chiêu này, hắn thần hồn vậy được vết thương. Chỉ gặp sau lưng quỷ ảnh trong mắt bên trong sạch bóng lớn hiện, nhìn thẳng Bạch Liên. Bạch Liên giống như là được vô hình khống chế, con người bên trong mất đi thần sắc, ta kêu gừng cửu lê, lại kêu Bạch Liên, xông vào thập kiếp thần ma tháp, muốn tìm được trong truyền thuyết. Mộ Tinh Hà khóe miệng vạch qua một chút sát ý, mở miệng nói đi, đem người biết đều nói cho ta. Nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, người không nên đối với nàng động thủ. Mộ Tinh Hà ngẩn ra, chợt xoay người, ngay tức thì phát hiện vô căn cứ xuất hiện Diệp Thần. Mà Diệp Thần trong tay đang nắm một chuôi tràn đầy vô tận sát ý kiếm. Phệ hồn thông thiên, cho ta chết. Diệp Thần ánh mắt lãnh khốc, hung hăng hướng Mộ Tinh Hà đi. Một đạo tay cầm trường kiếm, ngọn lửa lượn quanh cự nhân hư ảnh, ngay tức thì xuất hiện ở Mộ Tinh Hà trước người. Mộ Tinh Hà hồn phách còn phản ứng không kịp nữa, ngay tức thì tiêu tán ở giữa trời đất. Diệp Thần xoay người nhìn Bạch Liên vậy đạo hồn phách, nói, như thế nào? Bạch Liên suy yếu thần hồn liếc mắt một cái Diệp Thần, người rốt cuộc đã tới. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Thần hỏi. Năm đó ta xông thập kiếp thần ma tháp thất bại, vốn nên vĩnh viễn trấn áp, thế nhưng người đưa ra hai cái yêu cầu, thứ nhất, muốn ta thành tựu người dẫn đường, thứ hai, muốn ta một đạo thần hồn trấn thủ cái này kiếp thứ ba. Cái này mảnh không gian người, muốn phải phá giới vách đá đi ra ngoài, năm đó ta tới chỗ này, cũng đã bị người theo dõi, ngay tại ta hiểu đến tầng thứ ba rời đi phương pháp sau đó, bọn họ đối với ta ra tay. Người ít không đánh lại đông. Ta một người đành phải thương hoảng hốt chạy trốn, bất đắc dĩ, phong ấn trí nhớ, chờ đợi cơ hội. Bạch Liên hơi thở có chút yếu ớt. Ta đại khái đã rõ ràng, ba gia tộc lớn muốn mượn lần so tài này, quang minh chánh đại hợp lực kích phá thập kiếp thần ma tháp giới vách đá. Diệp Thần như có điều suy nghĩ nói. Xem ra thập kiếp thần ma tháp người sau lưng tựa hồ ở chờ ta phá cuộc. Đây có lẽ là cái này kiếp thứ ba, cũng hoặc là thứ tư cướp khảo nghiệm. Nếu cái này ba gia tộc lớn muốn chơi, ta liền cùng bọn họ vui đùa một chút. Bạch Liên ngươi về trước đến Hàn Hàn trong cơ thể, giữ ta tiếp theo an bài làm. Diệp Thần đối thoại Liên nói. Giao phó xong hết thảy, nhìn một bên đã rơi xuống Mộ Tinh Hà, Diệp Thần lắc mình một cái, liền là trở thành Mộ Tinh Hà, hướng hầm giam đi ra ngoài. Sau một nén nhang, Mộ ra. À, vậy nha đầu đã nhận tội. Mộ Kiến Nghiệp kinh hô thành tiếng. Nhìn nhi tử mình Mộ Tinh Hà trong con ngươi trải qua một chút mừng như điên. Đúng vậy, mặc dù vậy nha đầu nhiều lần vùng vẫy, nhưng vẫn là tự phạm. Mộ Tinh Hà nơi đan điền thanh quang lưu chuyển, tiếp tục nói, phụ thân, chìa khóa ở trên người ta, nhưng mở ra giới vách đá, cần trợ lực. Ha ha ha, thiên hữu ta Mộ ra, Mộ Kiến Nghiệp vẻ mừng rỡ như điên giật tại bày tỏ. Bằng vào ta Mộ ra khó mà được việc, hơn nữa, như ta phi thăng đi. Mộ gia nhất định sẽ gặp phải ngoài ra hai đại gia tộc vây quét, ta kế hoạch là. Mộ Tinh Hà nói ra mình ý tưởng. Liên hiệp Khương gia, người sẽ cùng một cùng phi thăng, như vậy thứ nhất, cho dù là sau võ tổ thành, Khương gia cùng Mộ gia liên thủ, cũng có thể ổn áp Chu gia một đầu, đến lúc đó. Chờ ngươi trở lại, hết thảy các thứ này, đều là ta Mộ gia. Mộ Kiến Nghiệp suy nghĩ một chút cũng vui vẻ, nhìn mình con trai cục cưng, càng xem càng thuận mắt. Tương lai thành liền không thể giới hạn. Là cha sẽ cho đến người trợ lực lớn nhất, hiện tại liền liên hiệp Khương gia. Mộ Kiến Nghiệp vừa dứt lời, liền lại có chút khó khăn, làm sao tài năng lặng yên không một tiếng động đâu. Phụ thân, người quên hai ngày trước, ta đi Khương gia cầu hôn. Mượn này hài hước, chuyện xưa nặng sách. Mộ Tinh Hà khẽ cười một tiếng. Kế này quá mức hay. Mộ Kiến Nghiệp thần sắc vui mừng. Bất quá. Thành tựu trao đổi điều kiện, ta đáp ứng mang vậy nha đầu cùng nhau rời đi. Mộ Tinh Hà thừa dịp Mộ Kiến Nghiệp mừng rỡ để gặp, đưa ra mình ý tưởng. Chuyện này không ổn, vậy nha đầu cuối cùng là một mối họa. Mộ Kiến Nghiệp mặc dù mừng rỡ vạn phần, nhưng còn chưa đến nỗi thất thần chí. Chỉ là kế hoãn binh thôi, phi thăng bữa trước,
làm chút ngoài ý muốn diệt trừ là được. Mộ Tinh Hà nhàn nhạt nói. Mộ Kiến Nghiệp nghe vậy, trong mắt híp một cái, nhẹ khẽ gật đầu. Khương gia phủ đệ. Khương Hổ nhìn Mộ Kiến Nghiệp truyền mà đến mật thư, hắn nhẹ giọng hỏi nói, Thanh Nhi, ngươi thấy thế nào? Chu gia cùng Mộ gia từ trước đến giờ không cùng, nếu Mộ gia lấy được chìa khóa, mình lại không nuốt nổi, chỉ có thể tìm ta Khương gia hợp tác, mưu cầu lợi ích chung, tỉ tỉ mượn này cơ hội phi thăng, gừng Mộ hai nhà thông gia, ngược lại cũng không mất là một cọc đẹp nói. Lui 10.000 bước nói, gặp trận diễn trò thôi, chỉ cần tỉ tỉ rời đi nơi này, bằng thiên phú của nàng, ít ngày nữa liền sẽ áp đảo vậy Mộ Tinh Hà bên trên, kế này, có thể được. Khương Thanh chắc chắn nói. Chúng ta có thể giả vờ thả ra tiếng gió, Khương gia cùng Mộ gia không hợp, chuyện đám hỏi đại khái trước tiên xóa bỏ, như vậy đính hôn cùng ngày, Chu gia liền sẽ làm trên vách xem, rất lớn trong trình độ sẽ không xuất hiện ở hiện trường, chúng ta hợp lực đem giới vách đá mở ra, giúp hai người phi thăng. Khương Thanh suy tính nửa ngày, nghĩ ra một cái sách lược vẹn toàn. Ngươi đi tổ chức, Khương Hổ nhẹ khẽ gật đầu, đáp ứng. Vậy Diệp Thần có thể có khác thường? Khương Hổ hỏi. Khương Thanh cười một tiếng, phụ thân yên tâm, hắn chưa từng bước ra qua cửa phòng, chỉ cần đan dược tới tay, lập tức đem xóa bỏ. Tỷ tỷ cùng vậy chân chính gừng cửu lê đánh một trận nội thương, cũng có thể mượn cái này Diệp Thần tay, được để khôi phục, một mũi tên hạ hai chim. Cái này gừng cửu lê tuy họ Khương, nhưng đáng tiếc không phải người Khương gia, chỉ có thể trở thành ta Khương gia địch. Khương Thanh trong lòng có dự tính. Tạm thời tới giữa. Võ Tổ Thành rất nhiều thế lực làm run run, đầu đường hẻm nhỏ lời đồn đãi rối rít. Nghe Khương gia cùng Mộ gia muốn đám hỏi, ba đại gia tộc Chu gia phải bị đá ra. Nói bậy nói bạ, Khương gia có thể không đồng ý. Ngươi có chứng cớ sao? Ta vậy chú bà nương, ngay tại Khương gia lập tức người, nàng nhưng mà nghe lén được Khương gia lão gia tử đối với chuyện này cầm 10.000 cái phản đối ý kiến, yên tâm đi, không thành được. Cùng lúc đó, Chu gia. Chu gia cao tầng lúc này chuyện kiện tổ chức hội nghị khẩn cấp, buôn bán cát, cho ra nhất trí kết luận. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Một vòng trừ một vòng, Diệp Thần kế hoạch đang làm từng bước liền ban đẩy tới bên trong. Hai ngày sau, đính hôn cùng ngày. Vô số cặp mắt nhìn chằm chằm Khương gia phủ đệ, hôm nay, nơi này đem phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng Mộ công tử cùng Khương tiểu thư vui kết liền cành, trăm năm tốt hợp. Từng tiếng chúc mừng bên tai không dứt, tân khách đầy nhà. Khương Hổ cùng Mộ Kiến Nghiệp thì ở cửa đón khách. Khương Thanh bóng người từ đầu tới đuôi cũng không có xuất hiện ở hội trường. Diệp đại ca, đan dược có từng luyện tốt. Khương Thanh vẻ mặt lo lắng viết ở trên mặt, tiếng gõ cửa bên tai không dứt. Dẫu sao hôm nay chính là tỷ tỷ phi thăng ngày, cái này nội thương, cần phải giải quyết. Diệp Thần duỗi người. Mở cửa không nhịn được nói, sáng sớm sẽ tới thúc giục. Khương Thanh nghe vậy, trong con người sát ý chớp mắt rồi biến mất, chợt mở miệng nói, ngày hôm nay không phải ngày đại hỷ mà, tỷ ta vậy sắc mặt ảm đạm. Hắn ấp úng nói, sợ các tân khách xem cười nhạo đúng không, ta biết, đan dược đã luyện chế xong rồi. Diệp Thần từ trong ngực móc ra một cái tím mộc cây đàn hương hộp, cách hộp gỗ thì có nhàn nhạt mùi thuốc tràn ra. Khương Thanh đưa tay thì phải nhận lấy. Diệp Thần nhưng là đem hộp thu về, mang ta đi gặp tỷ ngươi, đan dược này không thể trực tiếp uống, có chút dặn dò ta được cho nàng mang tới. Diệp Thần người vô hại cười nói. Khương Thanh duỗi ở giữa không chung tay hơi có vẻ lúng túng rụt trở về, khẽ gật đầu một cái, cùng ta đi thôi. Đi theo Khương Thanh, ở dọc theo đường đi mọi người chúc mừng trong tiếng, đến gờ Bạch Liên phủ viện. Một bên thị vệ nhỏ chạy tới, ở Khương Thanh bên tai nói nhỏ. Mộ công tử đem cái đó nhà đầu đặt ở Khương gia hầm giam, hiện tại không an phận. Diệp Thần giờ phút này nhưng là xen vào nói, một khối mang tới đi, dược liệu vừa vặn cần một cái đồng nữ âm lực bên trong hợp. Còn có cái này cùng giải thích, Khương Thanh kinh ngạc nói, trong ánh mắt trải qua một chút hồ nghi. Mang đến là được, chẳng qua ta ngay trước ngươi mặt, giúp tỷ ngươi chữa trị. Diệp Thần lời vừa nói ra, Khương Thanh gật đầu một cái, không nhiều lời nữa. Xoay người rời đi. Người ta cũng để cho mình học hỏi, còn có cái gì dễ nói. Vẫn là tòa kia hương tạ đình đài sân, trong không khí tràn ngập hoa thơm mùi vị. Thời khắc này Diệp Thần đứng ở ngoài cửa, nhẹ giọng nói, Khương tiểu thư, Diệp Thần cầu gặp.
Một hồi gió nhẹ lướt qua, cửa chậm chạp mở ra. Làm phiền Diệp công tử, Khương Thanh tỷ tỷ thanh âm vang lên. Diệp thần nghe vậy, thân hình vào bên trong, không sao, viên đan dược này, xin Khương tiểu thư lập tức ăn vào, kinh mạch bị tổn thương, sẽ ở mấy giờ bên trong dần dần khép lại, ở thời gian này, ngưng thần vận chuyển tâm pháp là được. Khương Thanh tỷ tỷ nhận lấy Diệp thần trong tay hộp gỗ, cầm ra đan dược nuốt vào, quả nhiên là thần dược, đa tạ Diệp công tử. Che giấu giác quan thứ 6, chứ không thể phân thần. Diệp thần dặn dò. Bạch Liên cảm nhận được trong cơ thể kinh mạch sao động, một hồi tâm hỉ, đối với Diệp thần buông xuống phòng bị, ngưng khí định thân bắt đầu vận chuyển tâm pháp. Một bên Diệp thần nhếch miệng lên, tính một chút thời gian, Khương Thanh cũng nên đến. Bất quá chốc lát quang cảnh, Khương Thanh một người xách một cái dãy giụa bé gái, đi vào bên trong nhà. Cô bé kia ở thấy Diệp thần trong nháy mắt, bắt đầu hướng về phía hắn nháy nháy mắt, bất quá Khương Thanh lại cũng lơ đễnh, hắn ánh mắt đều đặt ở tính tọa tỷ tỷ trên mình. Khương Thanh mắt gặp tỷ 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 sắc mặt dâng lên đỏ ửng vẻ, ngay sau đó toàn thân màu đỏ như máu hơi nước bay lên, khóe miệng một chút máu tươi tràn ra. Cái này, hắn quay đầu nhìn Diệp thần. Đan dược lực lượng quá bá đạo, mau. Diệp thần gặp Khương Thanh sững sờ tại chỗ, đem Hàn Hàn nhận lấy, quanh thân linh lực hiện lên đem bọc, thẳng đập về phía Bạch Liên. Cũng không có trong tưởng tượng va chạm phát sinh. Cô gái ở đụng phải Bạch Liên thân thể trong nháy mắt, hóa thành lau một cái lưu quang dung vào Bạch Liên trong cơ thể. Diệp thần thấy vậy, hiểu ý cười một tiếng. Tỷ ta thế nào? Hắn một cái tiến lên bắt Diệp thần cổ áo, chất vấn nói. Dạ. Diệp thần chỉ là một ánh mắt tỏ ý, chỉ gặp sau lưng Bạch Liên đã khôi phục lại bình tĩnh, mí mắt nhẹ lay động. Ta đã không việc gì. Mở mắt ra Bạch Liên, hướng về phía Diệp thần nói một câu nói. Diệp thần nhẹ khẽ gật đầu. Tỷ, ngươi. Khương Thanh hưng phấn tiến lên, nắm Bạch Liên cánh tay thì phải hỏi lung tung này kia, nhưng mà một giây kế tiếp, hắn sắc mặt âm trầm. Ngươi không phải tỷ ta, ngươi là. Khương Thanh một cái bước dài bạo lui, nhưng làm sao kia có thể đỡ nổi Diệp thần cùng Bạch Liên giáp công. Bất quá một chiêu, liền bị dậm ở dưới chân. Hết thảy các thứ này đều là mưu kế của các ngươi. Khương Thanh cuồng loạn hô. Diệp thần không nói, chỉ gặp Bạch Liên đầu ngón tay linh lực thoáng qua, Khương Thanh thân thể lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại, ngay chớp mắt biến thành bé gái đó mà hình dáng. Hàn Hàn, Diệp thần nhìn cái này kỳ dị một màn, cũng có chút không nghĩ ra. Bạch Liên tức giận trừng mắt một cái Diệp thần, cái này biện pháp che mắt chỉ có một lúc, hành động nhanh một chút. Diệp thần kẹp bé gái bóng người, lắc mình một cái, đi ra ngoài. Quảng trường lớn như vậy bên trên, đám người nghiêm túc mà đợi. Người của Chu gia mắt gặp tình huống không đúng, đã lặng lẽ chạy đi đi báo tin. Ngụy trang thành Mộ Tinh Hà Diệp thần mang bé gái bóng người xuất hiện ở đây trên quảng trường, một lát sau, Bạch Liên vậy tuyệt đẹp dáng người thướt tha vậy trôi giạt đứng. Phía dưới Khương Hổ không gặp Khương Thanh bóng người, rất có vẻ lo âu. Phụ thân, Diệp thần đã bắt lại, Khương Thanh hắn ở bên kia. Bạch Liên mắt gặp Khương Hổ có nghi ngờ, tự giác mở miệng nói. Khương Hổ thần sắc tràn vào chậm, nhẹ khẽ gật đầu. Hóa là Mộ Tinh Hà Diệp thần cho mình phụ thân nháy mắt, tỏ ý hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, có thể bắt đầu. Mộ Kiến Nghiệp cùng Khương Hổ liếc nhau một cái, hai người quanh thân hào hùng quy luật lực và linh khí phún ra ngoài, tạm thời tới giữa, thiên địa làm biến sắc. Còn lại người đem quanh thân linh lực tụ vào cái này đan vào lưới trời bên trên. Chu gia cao tầng thời gian đầu tiên nhận được tin tức, tập thể điều động hướng Khương gia tới. Ngân Hà, chìa khóa. Mộ Kiến Nghiệp hô to một tiếng, Diệp thần con ngươi đông lại một cái, nơi đan điền, một cổ màu xanh năng lượng xông lên hướng bầu trời, ở đó đạo lực đan vào lưới trời bên trên, văng tứ tán. Bị vậy màu xanh năng lượng ảnh hưởng, đúng mảnh không gian bắt đầu rung rung, Mộ Kiến Nghiệp cùng Khương Hổ lộ ra một chút mừng như điên thần sắc, lại thêm sức lực. Phòng ấn muốn nứt ra. Theo hai người đồng loạt phát lực, bầu trời bên trong vậy linh khí đan vào lưới trời chậm rãi thu thập, họa làm hai con to lớn thú móng, hung hăng hướng vậy phòng ấn kết giới một trường vỗ tới. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất đều bị vậy lực lượng khổng lồ dư âm tung lên một cổ sóng nhiệt, toàn bộ Khương phủ ở trong phút chốc sụp đổ làm tan rã, hóa thành bụi bặm. Uy lực này, Diệp thần cùng Bạch Liên trợn mắt há mồm nhìn hết thảy phát sinh trước mắt. Thảo nào nàng bị kẹt ở đây sao lâu,
như vậy mấy cái lão quái vật canh giữ, có thể chạy ra ngoài mới tính yêu nghiệt. Nứt ra, lại tới. Gừng Mộ hai người lần nữa thúc giục lực lượng, vô tận quy luật vần quanh, lại là một chưởng hung hăng vỗ xuống. Oanh! Nửa tòa võ tổ thành đất rung núi chuyển, một đá kích thích thiên tầng lãng. Cuối cùng một chưởng, bàn tay khổng lồ lần nữa vỗ xuống, bầu trời bên trong thanh âm tan vỡ vang lên, đùng đùng phong ấn kết tinh bắt đầu vỡ vụn, một cái to lớn hang ở trên trời hiện lên. Hai người, mau! Mộ Kiến Nghiệp cùng Khương Hổ gào thét nói. Diệp Thần cùng Bạch Liên bóng người cực nhanh lên, vượt qua hắc động, đứng ở một giới khác một góc, nhìn phía dưới phát sinh hết thảy. Diệp Thần một chưởng cầm trong tay bé gái đẩy xuống, Mộ Kiến Nghiệp thấy vậy, cười lạnh một tiếng, một chưởng đánh ra. Bé gái đó mà thân thể giống như là đoạn tuyến con diều vậy bay ra, trùng trùng đập xuống đất, ngã xuống đất không dậy nổi. Mấy tức gian, biến thành Khương Thanh hình dáng. Cái này, Khương Hổ cùng Mộ Kiến Nghiệp hai người, tại chỗ mắt choáng váng. Bị người bày một đạo. Hai người vội vàng hướng trong hư không ngay lập tức khép lại chỗ vết rách nhìn lại. Diệp Thần đã khôi phục nguyên dạng, đồng thời Bạch Liên thẳng ngay bọn họ khẽ ngoắc một cái hỏi thăm. Tổn thương tính chừng mực, làm nhục tính cực mạnh. Khương Hổ phát như điên vậy hướng trên bầu trời chạy tới, tốc độ nhanh, làm người ta chắt lưỡi, hắn muốn ở vết rách khép lại trước, đem Diệp Thần bắt tới bắt lại. Loại cấp bậc này cường giả, một cái tay là có thể nghiền chết bọn họ, Bạch Liên không khỏi siết chặt Diệp Thần vạt áo, cầu nguyện kết giới này lỗ hổng nhanh lên khép lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, khác một cổ động trời khí thế nổ bắn ra lên, đem Khương Hổ ngăn lại, chính là Chu Mỗi gia chủ. Lão Chu, đừng cản ta. Một bên Mộ Kiến Nghiệp gia nhập chiến cuộc, nghe chúng ta giải thích. Diệp Thần thu hồi tầm mắt, lại nữa quản vậy phía dưới loạn thành một nồi cháo ba gia tộc lớn, cái này một sóng, không liều mạng cái ba bại câu tổn thương có thể thật xin lỗi hắn bày mưu lập kế. Bạch Liên quay đầu nhìn Diệp Thần, cái này cũng ở ngươi kế hoạch bên trong. Cũng không đều là, chỉ bất quá vừa vặn đụng phải mà thôi. Diệp Thần cười một tiếng. Nhìn Bạch Liên, Diệp Thần tựa hồ nghĩ tới điều gì, bận bịu mở miệng hỏi nói, chúng ta hiện tại cũng nên đến thứ tư cướp, cùng phá năm kiếp, ta liền dẫn ngươi trở về đến bản thể. Dẫu sao trước mắt Bạch Liên bất quá là Bạch Liên thân thể bên trong một đạo hồn phách. Đúng rồi. Ngươi hẳn so bản thể của ngươi càng rõ thập kiếp thần ma tháp, năm kiếp sau đó, kết quả có cái gì? Bạch Liên trầm tư chốc lát, nói ta cũng chỉ liền hiểu rõ một cách đại khái, cái này thập kiếp thần ma tháp nói là có 10 tầng, nhưng thực tế có nhiều ít tầng chưa chắc có thể biết, từ cổ chí kim người, còn không còn có thể thông thiên người xuất hiện. Hơn nữa, cái này sau lưng người chấp trưởng, ở thái thượng thế giới cũng là một vị nhân vật truyền kỳ. Hắn có thể nghịch chuyển thời gian và không gian. Nắm trong tay người khác sống chết, bất quá hắn tồn tại đối với người bình thường tựa hồ cũng không ác ý. Trọng yếu hơn chính là, người này cực kỳ để ý quy tắc. Đây là tầng thứ tư không gian sao? Bạch Liên quay đầu nhìn cái này một mảnh hư vô hắc ám, rơi vào trầm tư. Diệp Thần con người đông lại một cái, gật đầu nói, hẳn là. Chỉ là tiếp theo nên như thế nào phá cuộc, ta không có đầu mối chút nào. Đột nhiên, Bạch Liên phát hiện cái gì? Đưa tay ra nói, xem, bên kia có ánh sáng. Ở nơi này đen nhánh nhìn không thấy biên giới thế giới bên trong, quang đối với bọn họ, chính là đại biểu hy vọng. Nó đang động, truy đuổi. Hai người tăng thêm tốc độ, nhanh chóng về phía trước lao đi. Vậy điểm sáng mắt gặp Diệp Thần hai người điên cuồng đuổi theo, giống như là mở ra linh trí vậy thương hoảng hốt chạy trốn. Thẳng đến không thể lui được nữa. Diệp Thần một bước tiến lên. Nói, ngươi là ai? Chỉ gặp vậy điểm sáng chớp mắt, truyền ra tuyệt vọng ý niệm. Đột nhiên, vậy điểm sáng phát ra một giọng nói, ngươi trên người có hủy diệt đạo ấn mùi vị, chính là ngươi. Ta cùng ngươi liều mạng. Vậy điểm sáng mà mắt gặp không chỗ có thể tránh, bị người đưa vào tuyệt lộ, không phân chia phải trái đúng sai bắt đầu thi triển tự bảo. Nháy mắt tức thì, điểm sáng mà toát ra chói mắt bạc ánh sáng màu trắng, đem đúng phiến thương khung thắp sáng. Đây là, Diệp Thần cùng Bạch Liên nhìn cái này luyện ngục vậy thảm xem, đúng phiến mặt đất sức sống diệt hết, tản mát ra một loạt mùi khét mà. Toàn bộ, bị diệt tuyệt. Diệp Thần khó có thể tin nhìn phát sinh hết thảy, nơi này vốn nên cùng tầng thứ ba không gian như nhau, là một tòa thành hoặc là một phiến thế giới độc lập. Nhưng hôm nay, vì sao là cảnh tượng như vậy?
không có trong tưởng tượng hài cốt chất đống như núi, biển máu chạy chảy thành sông. Có chỉ là vô tận hoang vu. Nám đen lại mất đi sinh cơ bừng bừng mặt đất bên trên, chính là thương khung. Ta cùng ngươi liều mạng, căn nguyên lôi hóa, 3000 lôi diệt. Vậy trên bầu trời điểm sáng mà bắt đầu phát lực, đùng đùng sấm sét xen lẫn tiếng vang tận mây xanh. Này, ngươi hiểu lầm, chúng ta không phải tới. Diệp Thần cuống cuồng kêu lên, thế nhưng trong hư không nổi điên thanh âm nơi nào nghe được vào nửa điểm nói nhảm. Từ vậy hạch tâm điểm sáng chung quanh, tầng tầng lôi sóng bắt đầu lan truyền. Một bên Bạch Liên thấy vậy, im lặng không lên tiếng, không biết đang suy nghĩ gì. Tầng thứ nhất lôi sóng cướp tới, mặt đất bắt đầu tung lên sóng nhiệt. Diệp Thần dựng thân tại hư không, ánh mắt bình tĩnh nhìn cái này mang sấm sét hơi thở sóng gợn. Trần Bia, đi ra. Nháy mắt tức thì, Trần Bia hóa là một tòa đồ sộ thuẫn bảo vệ Diệp Thần và Bạch Liên. Đồ sộ thuẫn bọc, giúp Diệp Thần ngăn trở bên ngoài kinh thiên lôi kiếp. Lấy thuẫn tránh đi mang. Diệp Thần đầu óc bên trong nhanh chóng vận chuyển, hắn ở nghĩ thế nào phá cuộc. Một bên Bạch Liên chau mày, không nói một lời. Tầng thứ hai lôi sóng cướp tới, không khí bên trong cũng ẩn chứa từng tia lôi pháp tắc, Diệp Thần chỉ là hô hấp, thân thể thì có chút tê dại. Hắn nhìn thẳng vậy lôi tầng trung tâm điểm sáng mà, không biết đang làm cảm tưởng gì. Tầng thứ ba lôi sóng cướp tới, trên bầu trời mây khói phân bố, tích tí tách lịch tiểu vũ bắt đầu làm sấm sét, giọt giọt rơi xuống. Vậy vỗ vào ở Diệp Thần cũi trên chấm nhỏ mưa. Lại đem vậy không gì phá nổi thậm chí có thể ngăn được thái chân cảnh cường giả đỉnh phong một kích toàn lực Trần Bia thuẫn phá vỡ. Diệp Thần vẫn như cũ là một hơi một tí. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một bên Bạch Liên lại nữa yên lặng, nàng tay áo vung tay lên, liền muốn tiến lên ngăn trở. Diệp Thần kéo lại tay nàng. Người bất quá là một đạo hồn phách, còn chiếm cứ người khác thân xác, vốn là có thiếu, thần hồn chưa ổn. Băng liệt ta có thể liền đồng minh cũng bị mất. Nhan Tuyền Nhi, đi ra. Nháy mắt tức thì, Diệp Thần quanh thân ngọn lửa hơi thở hiện lên, muốn đem vậy lôi mưa bốc hơi. Tầng thứ tư lôi sóng cướp tới, mưa to mưa như chút nước mưa như chút nước, lôi nguyên tố tụ tập từ vậy trong hư không tụ tập, hóa thành một chuôi kiếm sắc bén, mưa to rơi vào thân kiếm, hóa thành vô tận cự lực gia trì. Thậm chí mơ hồ có đến gần không không võ đạo ý vận. Một kiếm ngang trời bổ tới. Trần Bia bảo vệ hoàn toàn lên tiếng đáp lại tan vỡ. Mưa to tích tích rơi vào Diệp Thần cùng Bạch Liên trên mình, thời gian đảo mắt hai người cũng đã thấm ướt toàn thân. Sấm sét vờn quanh quanh thân, thời khắc này Diệp Thần cùng Bạch Liên, liền đầu ngón tay cũng không ngẩng lên được. Diệp Thần con người đông lại một cái, kiên quyết ý bùng nổ, hủy diệt đạo ấn trôi lơ lửng ra. Đồng thời lục đạo luân hồi hơi thở bộc phát ra. Hủy diệt đạo ấn, lục đạo luân hồi quyền. Diệp Thần ngửa mặt lên trời một tiếng gầm thét, lục đạo luân hồi bàng bạc hơi thở, toàn bộ hội tụ đến trên nắm tay, bỗng nhiên một quyền như muốn phá trời, vô cùng mãnh liệt đánh phía trên bầu trời. Đây là Diệp Thần một kích mạnh nhất, trước đối kháng huyền cơ nguyệt thời điểm thi triển, bất quá hôm nay tăng thêm hủy diệt đạo ấn. Diệp Thần quanh thân khí huyết cuồn cuộn, vành mắt hết sức nứt ra, tóc kích dương, vậy trên nắm tay sáu đạo khí tượng huy hoàng. Sáng chói ma mang kịch liệt lóng lánh, tựa như hàm chứa chư thiên địa ngục thần uy, đơn giản là không thể ngăn cản. Thế giới vào giờ khắc này yên tĩnh. Nhưng mà, Diệp Thần đột nhiên phát hiện cái gì, chợt thu tay lại. Hết thảy tiêu tán. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần mở hai mắt ra, một bên Bạch Liên cũng là nhìn hắn, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Giờ phút này, hai người bóng người ở đó vô tận lôi quang chiếm đoạt bên trong, đứng ngạo nghễ. Hủy diệt đạo ấn, ta đúng là có. Nhưng ta có thể không chỉ có hủy diệt đạo ấn. Một tiếng quát to rung động vòng vũ. Một lát sau, Diệp Thần cùng Bạch Liên bóng người từ hư vô kia trong bóng tối lại lần nữa hiện ra. Hết thảy các thứ này cũng là ảo giác. Bạch Liên kinh ngạc hỏi. Cũng không phải. Diệp Thần nắm chặt một cái hai tay, vậy cảm giác tê dại vẫn không có hoàn toàn biến mất, linh lực tiêu hao vậy như cũ chân thực. Ta lấy là cuối cùng, người biết vận chuyển hủy diệt đạo ấn chống cự lôi kiếp. Vậy trong hư không điểm sáng mà lại lần nữa hiện ra, chớp mắt, ý niệm truyền nói. Ta ban đầu liền nhắc nhở qua ngươi, hủy diệt đạo ấn, có thể phá ta lôi kiếp, ngươi vì sao không làm chống cự? Vậy lôi linh lóe lên,
hỏi. Đích xác, ta vốn có thể hết sức chống cự, thế nhưng ngay từ đầu thảm xem, không phải là ta chống cự đi qua kết quả sao? Ta bất quá là trước thời hạn thấy được kết cục. Diệp Thần trầm giọng nói. Vậy ngươi vì sao cuối cùng thu tay lại? Lôi Linh chất vấn đạo. Bởi vì, ngươi không có sát ý. Diệp Thần một lần, đáp. Trong hư không ảo ảnh ngay từ đầu xác thực nhiễu loạn thần trí của ta cùng phán đoán, ta thậm chí không biết lúc nào mình lâm vào ảo ảnh, theo sát mà đến lôi kiếp, cũng để cho ta thể xác cảm thấy nguy hiểm, nhưng cuối cùng ta buông tha chống cự, là bởi vì là, bá tánh. Diệp Thần suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói. Ha ha ha, quả nhiên, thập kiếp thần ma tháp sẽ không xem nhìn sót, rất ý tứ trả lời, bá tánh. Nhưng mà Diệp Thần đang u mê tại mới vừa ảo cảnh, cũng không có phát hiện. Có lẽ ngươi hiện tại còn không rõ ràng cái này hai chữ hàm nghĩa, chờ ngươi chân chính có một ngày ngộ, lại tới nơi đây đi, ta sẽ đưa ngươi một phần cơ duyên. Lôi Linh lóe lên, một đạo quang huy rắc vào Diệp Thần trên mình, tầng thứ tư ý chí ngươi đã nắm giữ, chúc mừng ngươi, phá bốn kiếp, có thể tiến thêm một bước. Ta có thể đi tầng thứ năm. Diệp Thần kinh ngạc, cái này thì kết thúc. So tưởng tượng dễ dàng rất nhiều. Cái gọi là bá tánh là vì sao, ta muốn ngươi chung sẽ rõ, ngươi có thể đi tầng thứ năm. Lôi Linh nhất tránh chớp mắt nói. Làm ngươi phá năm kiếp, ngươi liền sẽ có năm kiếp thần văn. Ngươi như trở thành năm kiếp thần văn người có, ngươi chính là vực ngoại có người thứ nhất. Diệp Thần ngẩn ra, mơ hồ suy đoán, năm kiếp thần văn chính là thân đồ thiên âm muốn tự cầm đồ. Cái này năm kiếp thần văn rốt cuộc lai lịch gì? Diệp Thần hỏi. Lôi Linh nhàn nhạt nói, và kiếm có liên quan. Ta từ trên mình ngươi cảm giác được thiên kiếm nhân quả, vậy cảm giác được kiếm thế trần đất nhân quả. Xem ra ngươi có cao nhân chỉ điểm, dính những thứ này nhân quả tồn tại, cần năm kiếp thần văn. Diệp Thần ngẩn ra, đối phương biết được thiên kiếm, hắn không ngờ bên ngoài, vì sao liền địa tâm vực huyết ngưng thiên bảo vệ kiếm thế trần đều biết. Có lẽ đoán được Diệp Thần phải tiếp tục truy hỏi. Lôi Linh trực tiếp ngắt lời nói, biết quá nhiều đồ đối với ngươi tới không thể nói. Mau đi đi, năm tầng không gian đã đả thông, lại sinh cơ đã đứt, đi về phía trước, đường cuối là hủy diệt, vẫn là sống lại, chính là ngươi kế tiếp khảo nghiệm. Đúng rồi, bên cạnh ngươi người, ta muốn mang đi. Diệp Thần nghe vậy, thân hình chấn động một cái. Hắn quay đầu nhìn một mắt Bạch Liên, nghiêm túc nói, Bạch Liên, ngươi không thể mang đi. Lôi Linh nhàn nhạt nói, ban đầu cái này thần hồn chóc, là ta tham dự, hôm nay ta bất quá là để cho hắn trở về bản thể. Ngươi xác định còn muốn ngăn cản ta. Diệp Thần lúc này mới buông tay ra, gật đầu một cái, đối phương còn chưa đến nỗi lửa gạt hắn. Lôi Linh nghĩ tới điều gì, đột nhiên trầm giọng nói, nếu như nói trước là khảo nghiệm nói, kế tiếp đường, chính là sinh tử. Diệp Thần lại nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, Chu Uyên ở tầng thứ mấy. Lôi Linh do dự mấy giây, vẫn là nói, hắn đối với võ đạo cảm ngộ cực kỳ khủng bố, có người cần hắn, hắn nhưng ở phản kháng. Còn như hắn ở tầng thứ mấy, hắn có chút đặc thù, là bị vị kia chỉ đích danh đạo hiệu muốn, cho nên, hôm nay ở tầng thứ 9. Diệp Thần ngẩn ra, vốn là lần này muốn cứu Chu Uyên rời đi, hôm nay xem ra, tầng thứ 9 chân thực quá mức xa xôi. Dưới mắt chỉ có thể tận lực phá thứ 5 kiếp đi. Rất nhanh. Diệp Thần bóng người biến mất. Làm Diệp Thần lần nữa mở mắt ra, nhưng là phát hiện mình đưa thân vào một ngọn núi dưới. Bất quá, làm nhìn trước mắt đỉnh núi, Diệp Thần con ngươi không khỏi co rúm một cái. Đây là một tòa thật mệt mỏi đống xương trắng triệt vạn trượng cự phong. Cái này phải chết đi bao nhiêu người tài năng đống triệt. Mấy chục ngàn, mấy chục triệu, vẫn là trăm triệu. Cho dù Diệp Thần đạo tâm vững chắc, nhưng vào giờ khắc này, sau lưng cũng có chút lạnh mồ hôi. Hắn có thể cảm giác được chung quanh tràn đầy cấm chế, cái này thập kiếp thần ma tháp thứ 5 kiếp, chỉ sợ sẽ là ở nơi này cự phong đỉnh. Diệp Thần con người đông lại một cái, không do dự nữa, bước vào vậy thật mệt mỏi xương trắng, từng bước một hướng đỉnh núi đi. Ước chừng xài 2 tiếng, Diệp Thần rốt cuộc lên đỉnh. Quỷ dị chính là, đỉnh núi nhưng là một phiến máu hồ. Máu hồ bên trên, đứng một cái cả người quần áo trắng nam tử ôm trước kiếm, trong mắt đóng chặt, tựa hồ đang đợi cái gì. Chẳng lẽ người này chính là đào tạo cái này thật mệt mỏi xương trắng tồn tại? Có thể trên người quần áo trắng không có dính một chút máu, đây là kiếm đạo trình độ cao nhất,
Diệp Thần chau mày, không chỉ như vậy, hắn thậm chí không có từ trên người của đối phương cảm giác được một chút sát ý. Có thể đào tạo như vậy thật mệt mỏi xương trắng tồn tại, có thể nói là thảm tuyệt nhân hoàn hạng người, thậm chí và ban đầu thế gian cấm kỵ như nhau, loại người này làm sao sẽ không có sát khí. Ngay tại Diệp Thần suy tư để gặp, vậy người đàn ông đồ trắng đột nhiên mở mắt ra, một cổ vô hình uy áp ngay tức thì bao phủ Diệp Thần. Diệp Thần thậm chí cảm giác mình không cách nào cử động nữa một tí. Thật lâu không có ngửi được người sống hơi thở, loại cảm giác này thật tốt à. Vậy người đàn ông đồ trắng đột nhiên mở miệng nói, khóe miệng lại là có một đạo quỷ dị mỉm cười. Diệp Thần thần sắc ngưng trọng, đối phương rất mạnh, thậm chí có thể nói là mạnh ngoại hạng. Nếu đây là thứ năm kiếp, thật có người có thể vượt qua. Ngay lập tức tới giữa, người đàn ông đồ trắng liền xuất hiện ở Diệp Thần bên người, như cũ hai tay ôm kiếm, nhàn nhạt nhìn Diệp Thần, ta là giả, bị trấn áp nơi này đã 97 vạn năm, mà đây thật mệt mỏi xương trắng, chính là cái này năm tháng làm chứng. Ta năm đó kiếm đạo vấn đỉnh, chưa từng thua trận, bất ngờ xông vào thập kiếp thần ma tháp, tu được vạn thế kiếm quyết, nguyện vĩnh viễn trấn thủ thứ năm kiếp. Ngươi như muốn phá vỡ một kiếp này, được năm kiếp thần văn, liền muốn đánh bại ta. Có thể ngươi hôm nay bất quá còn thật cảnh nhất tầng thiên, thật có thể sao? Tên kia là giả nam tử nhàn nhạt giễu cợt nói. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, không do dự nữa, trực tiếp sử dụng tai nan thiên kiếm. Có thể tai nan thiên kiếm mới vừa mới xuất hiện, một cổ lực lượng vô hình liền để cho tai nan thiên kiếm tránh thoát tay mình. Ngay lập tức tới giữa, tai nan thiên kiếm lại xuất hiện ở giả trên tay. Hư con ngươi híp lại, nhìn tai nan thiên kiếm, cười lạnh một tiếng, kiếm ngược lại là kiếm tốt, đáng tiếc cầm kiếm người, không được. Một giây kế tiếp, tai nan thiên kiếm chính là bị hư ném ra ngoài, thật sâu rơi vào dày đất bên trong. Diệp Thần biết không cách nào vận dụng thiên kiếm, không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp đem tai nan thiên kiếm thu hồi luân hồi mộ địa bên trong. Hư hai tay chắp sau lưng, hai ngón tay cũng là kiếm chỉ, nhàn nhạt nói, người ta hai ngón tay là kiếm, kiếm đạo hỏi tôn. Còn chưa cùng Diệp Thần phản ứng, hư liền là xuất hiện ở trước người của hắn, vô cùng quy luật vần quanh, hai ngón tay tới giữa kinh thiên kiếm ý cuốn tới. Cố nhiên đối phương không có động kiếm, nhưng giờ khắc này, Diệp Thần tựa như thấy được một cái kiếm thế giới. Vạn đạo kiếm ý cuốn tới. Xích Trần thần mạch, mở. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần quát to một tiếng, Xích Trần thần mạch mở, trên thân thể bao trùm ra một bộ hoàng kim chiến giáp. Hoàng kim cương khí vẩn quanh toàn thân. Có thể làm giả kiếm chỉ chạm tới hoàng kim chiến giáp, lại rất miễn cưỡng phá vỡ. Diệp Thần trên mình ngay tức thì xuất hiện một cái lỗ máu, cuồn cuộn máu tươi chảy ra. Không chỉ như vậy, cuồng bạo đợt khí rất miễn cưỡng đem Diệp Thần chấn động bay. Giờ khắc này, Diệp Thần tựa như cảm giác quanh thân đều phải tiêu tán. Thật là mạnh. Hư nhìn không chịu nổi một kích Diệp Thần. Lắc đầu một cái, bảo vệ ngươi vậy hoàng kim chiến giáp ngược lại không tệ, nếu không ngươi đã sớm chết rồi. Đáng tiếc hết thảy đã kết thúc, ngươi không có sức đánh một trận. Xem ra, như cũ không thú vị. Muốn không được bao lâu, ngươi liền sẽ trở thành là vậy xương trắng ở giữa một tòa. Ngay tại hư chuẩn bị xoay người rời đi lúc đó, một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên từ phía sau vang lên. Hư, còn không kết thúc đâu, nhanh như vậy liền muốn rời đi. Giả thân thể ngẩn ra, chợt xoay người, nhưng là phát hiện Diệp Thần đang đứng ở cách đó không xa. Thời khắc này Diệp Thần quanh thân máu tươi tiệm nhiễm, nhưng hai tròng mắt như cũ kiên nghị. Mấu chốt, hư phát hiện, Diệp Thần thương thế lại không ngừng khôi phục. Bị kiếm của mình xuyên thấu thân thể, lại vẫn có thể sống sót. Ngắn ngủi thất thần, hư cười, hắn khóe miệng phác họa một đạo nụ cười, có chút ý tứ, nếu như vậy, ta liền thật tốt cùng ngươi chơi đi. Nháy mắt tức thì, Diệp Thần tựa như bị một cái kiếm thế giới bao phủ. Cố nhiên Diệp Thần thương thế hồi phục cực nhanh, nhưng ngắn ngủi hai tiếng, Diệp Thần trên mình trải rộng vạn đạo vết kiếm. Nhìn thấy mà đau lòng. Cuồn cuộn máu tươi từ Diệp Thần trong vết thương chảy ra, nhìn thấy mà đau lòng. Diệp Thần lại là ngã xuống một phiến sông máu bên trong. Mà giờ khắc này hư, trên mặt lại xuất hiện một chút mồ hôi hột, hai tròng mắt vậy mơ hồ chập chờn. Hắn giết quá nhiều người, nhưng chưa bao giờ có một người sẽ để cho hắn xuất hiện như vậy tình trạng. Đây là còn thật cảnh nhất tầng thiên. Cái này ở đâu ra yêu nghiệt? Ngay tại hắn lấy là Diệp Thần hoàn toàn chết, không
không thể nào lại lúc đứng lên, sông máu kia ở giữa thanh niên, ngón tay lại có thể động. Giờ khắc này, hư lại nữa vân đạm phong khinh, nội tâm lại là như sóng gió kinh hoàng vậy. Mà giờ khắc này Diệp Thần, tựa như tiến vào một cái huyền nhi hữu huyền thế giới. Đây là một phiến đỏ tươi thế giới. Đột nhiên, cái thế giới này, xuất hiện một đôi mắt. Một đôi tựa như nhìn thấu trần thế ánh mắt. Đây là thiên yêu ánh mắt. Thằng nhóc, tuyệt đối không nghĩ tới ngươi lại có thể tiến vào cái này thập kiếp thần ma tháp, hơn nữa còn lần đầu tiên đi tới thứ năm kiếp. Nhìn dáng dấp, ta như cũ xem thường ngươi. Bất quá trạng huống của ngươi cũng không tốt à, nói không chừng, sẽ chết tại đây một tầng. Bất quá, nếu như ngươi chết, sự việc liền không dễ chơi, dẫu sao ngươi nhưng mà ta bàn cờ này bên trong trọng yếu nhất con cờ, nể tình lần trước ngươi giúp ta địa tâm vực làm một chuyện. Hôm nay, ta giúp ngươi cầm năm kiếp thần văn đi. Một khắc sau, ngã trong vũng máu Diệp Thần chợt mở hai mắt ra. Cặp mắt kia yêu dị đến trình độ cao nhất. Đó là thiên yêu khí thế. Diệp Thần chỉ như vậy đứng lên, khóe môi nhếch lên một đạo nụ cười thần bí, hắn nhìn về phía cách đó không xa hư, không nói gì. Mà giờ khắc này hư nhưng là theo bản năng lui về sau một bước, hắn phát hiện thằng nhóc kia thay đổi. Giờ phút này hắn cảm giác nhạy cảm đến đối mặt mình không còn là thằng nhóc kia, mà là một tôn. Một tôn kinh thế yêu. Ngươi là ai? Thiên yêu nhập vào người Diệp Thần, cũng dậy một đạo kiếm chỉ, nhàn nhạt nói, ta ghét nhất cái loại này lịch luyện, cái này thập kiếp thần ma tháp sau lưng lão ra hẳn không để ý ta tốc chiến tốc thắng đi, đây có thể không xấu xa quy củ. Lời nói vừa dứt, Diệp Thần động. Ngay tức thì tới giữa, Diệp Thần liền xuất hiện ở giả trước mặt. Không chỉ như vậy, Diệp Thần sau lưng còn tựa như xuất hiện vô số yêu tộc cầm kiếm hình ảnh. Mỗi một kiếm, đều là vượt qua chủng tộc và đạo cực hạn kiếm. Muôn vàn kiếm ý hội tụ ở hai ngón tay bên trên. Giờ khắc này, giả hai ngón tay vậy bộc phát ra kinh thiên kiếm đạo. Có thể kiếm đạo còn chưa thành hình, nhưng là bị rất miễn cưỡng xé nát. Một giây kế tiếp, giả hai ngón tay chặn. Rất miễn cưỡng chặn. Võ giả chặt ngón. Cũng có thể dễ như trở bàn tay khôi phục. Có thể đây đối với kiếm đạo vi tôn hư mà nói, cũng không nghi ngờ là máu rầm rề sỉ nhục. Giả thân thể chỉ như vậy đứng tại chỗ, hai tròng mắt lại là có chút vô thần. Mà giờ khắc này Diệp Thần trong đầu lại truyền tới một giọng nói, thằng nhóc, ngày hôm nay giúp ngươi, là cần ngươi ở không lâu tương lai, sẽ giúp ta làm một chuyện. Lần kế tỉnh lại, chính là ngươi giúp ta làm việc lúc. Thiên yêu ngay tức thì rời đi Diệp Thần thân thể, mà Diệp Thần vậy thu được nắm trong tay thân thể năng lực, hắn nhìn cách đó không xa hư, mới vừa muốn mở miệng, hư nhưng là ngẩng đầu lên, cười. Quả nhiên, nói là vĩnh bất tận. Cảm ơn. Sau đó, không cùng Diệp Thần nói chuyện, hư chính là đi tới Diệp Thần trước người, đưa tay ra, chỉ điểm một chút ở Diệp Thần ấn đường. Một cái cổ xưa phù văn ở Diệp Thần ấn đường lóe lên. Ngay lập tức tới giữa. Diệp Thần cảm giác mình tựa như mình đối với kiếm đạo hiểu mạnh hơn. Thậm chí, hắn và Hoang Ma Thiên Kiếm, Tai Nan Thiên Kiếm, thậm chí còn vậy mới vừa lấy được Long Uyên Thiên Kiếm, liên lạc cũng càng chặt chẽ. Cái này nhìn như nhỏ xíu khác biệt, ở chiến trường bên trong ảnh hưởng đều là to lớn. Thậm chí hôm nay đang đối mặt Huyền Cơ Nguyệt, mình cũng sẽ không giống hôm đó như nhau chật vật. Cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là năm kiếp thần văn? Hắn biết thứ năm kiếp rất khó phá, có thể tuyệt đối không nghĩ tới sẽ khó như vậy phá, nếu là không có thiên yêu, hắn có lẽ thật muốn ngã ở chỗ này. Còn như còn dư lại năm tầng, Diệp Thần cũng không dự định lại đi sông. Kể từ lúc này tin tức xem, Chu Uyên cũng không có mạng sống an nguy. Còn như thập kiếp thần ma tháp người sau lưng tại sao phải cầm Chu Uyên mang tới tầng thứ 9, cái này cũng không biết. Hư buông tay ra, mở miệng nói, chúc mừng ngươi. Thứ năm kiếp, đã phá. Ngươi tiếp theo hẳn đi thứ sáu kiếp, nhưng ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi, ngươi hiện tại đi không thể nghi ngờ là chịu chết. Nhưng ta cũng không có biện pháp đưa ngươi rời đi, ngươi có thể lựa chọn ở chỗ này tu luyện vạn năm, có lẽ vạn năm sau đó, ngươi có điều chỉnh tư cách. Diệp Thần tự nhiên không thể nào ở lại chỗ này vạn năm, hắn nghĩ tới điều gì, vội vàng câu thông hoang lão, ngươi trước nói có biện pháp mang ta rời đi, là biện pháp gì? Yên tĩnh nhất thời sau đó, hoàng lão mở miệng nói, chỉ có một cái biện pháp, mượn luân hồi mộ địa chịu đựng, muốn phá vỡ thập kiếp thần ma tháp cái này thần vật, vậy chỉ có vật kia.
Diệp Thần trong tay ngay tức thì xuất hiện một viên màu đen đá, chính là luân hồi mộ địa chịu đựng. Hoàng lão, phải làm sao? Hoàng lão thanh âm tiếp tục vang lên, đem người tất cả lực lượng hội tụ ở đó trên đá, mà ta ở luân hồi mộ địa vậy bố trí một tòa đại trận. Đại trận một khi trao đổi ngoại giới lực lượng, liền sẽ từ bên trong tới bên ngoài bộc phát ra một cổ phá hoại tầng thứ 5 quy tắc lực lượng. Đến lúc đó chính là ngươi cơ hội. Không quá ta cũng không cách nào bảo đảm, cái này sẽ đối với thập kiếp thần ma tháp cùng với luân hồi mộ địa sinh ra dạng gì ảnh hưởng. Thậm chí ngươi sẽ gặp nguy hiểm, nhưng không đến chết. Diệp Thần suy nghĩ sâu xa chốc lát, mở miệng nói, được. Một giây kế tiếp, Diệp Thần liền nhắm mắt lại, lục đạo luân hồi hồi huyền bia, cùng với rất nhiều lực lượng ngay tức thì bùng nổ, Diệp Thần hơi thở xông lên trời. Ngay tại Diệp Thần phải đem lực lượng dẫn dắt đến thần bí đá lúc đó, một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên ở trong hư không nổ vang. Thằng nhóc thúi, ngươi dám đối với thập kiếp thần ma tháp động thủ. Ngươi có thể biết hậu quả. Ngươi lấy được năm kiếp thần văn, ta đưa ngươi đi ra ngoài chính là. Có thể ngươi nếu dám đối với lần này tháp động thủ, không chỉ ngươi biết chết, bạn ngươi cũng đều sẽ chết nơi này. Diệp Thần ngẩn ra, biết đây là thập kiếp thần ma tháp sau lưng tồn tại. Còn chưa cùng hắn kịp phản ứng, chung quanh không gian biến dạng. Một giây kế tiếp, hắn mở mắt ra, lại phát hiện mình xuất hiện ở thập kiếp thần ma tháp ra. Mà bên cạnh thần Uyên Thái Hư hoàn toàn bối rối. Diệp Thần, ngươi, đi ra. Thần Uyên Thái Hư hai tròng mắt cực độ kinh hoàng. Hắn vốn cho là Diệp Thần sẽ chết ở bên trong, dầu gì cũng là bị kẹt ngàn năm. Có thể lúc này mới bao lâu, Diệp Thần lại thành công đi ra. Diệp Thần nhìn một cái chung quanh, thở ra một hơi, xem ra, liền thập kiếp thần ma tháp người sau lưng cũng sợ hãi luân hồi mộ địa bùng nổ lực lượng. Nếu là sau này ta có nguy cơ sinh tử, phải chăng có thể tự bạo luân hồi mộ địa chịu đựng? Ngay tại lúc này, Hoàng lão thanh âm đột nhiên vang lên, thằng nhóc, ngươi suy nghĩ nhiều quá, cái này mười cướp thần ma tháp xa không có ngươi nghĩ như thế đơn giản. Thật ra thì, tự bạo vậy đá kết quả có hay không tác dụng ta cũng không biết, ta ban đầu nghĩ rời đi thủ đoạn, chính là vậy người sau lưng tự mình đưa ngươi đi ra. Diệp Thần, cảm tình Hoàng lão đây là dùng lừa gạt uy hiếp. Cái này cũng quá mạo hiểm đi. Suy nghĩ của hắn bên trong, Hoàng lão bùng nổ một kích mạnh nhất, biến dạng mười cướp thần ma tháp quy tắc, đem đưa ra. Kết quả là tới dùng trí. Hơn nữa còn là thử vận khí dùng trí. Hoàng lão, nếu như người sau lưng không nhúc nhích thân đâu? Diệp Thần hỏi. Thời khắc này hắn vẫn là cảm giác sau lưng có chút lạnh cả người. Hoàng lão cười lạnh một tiếng, vậy thì thử vận khí một chút. Diệp Thần. Hoàng lão hiển nhiên không dự định nói nhảm, nói thẳng, ta khuyên ngươi vẫn là mau sớm đi xem đấu thần bí giới đi, muốn chấp trưởng Long Uyên Thiên Kiếm, có thể cần bước cuối cùng này. Hơn nữa ta mơ hồ cảm giác, chỗ đó xảy ra đại sự. Diệp Thần ngẩn ra, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước mặt mười cướp thần ma tháp, nhàn nhạt nói, Bạch Liên, đợi ta trở lại. Chủ Uyên, coi như ngươi ở tầng thứ 9, ta cũng sẽ nghĩ đủ phương cách đem ngươi cứu ra. Không do dự nữa, Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía thần Uyên Thái Hư, nói ta còn có việc, giúp ta hướng thần Uyên chi chủ hỏi thăm sức khỏe. Một giây kế tiếp, không cùng thần Uyên Thái Hư phản ứng, Diệp Thần liền hướng một phương hướng đi. Cùng lúc đó, mười cướp thần ma bên trong tháp. Bạch Liên ngồi xếp bằng, nàng dưới người là một cái cổ xưa trận pháp. Trận pháp chữ viết cổ xưa quanh quẩn trong đó, tựa như dưới người là một cái vòng xoáy to lớn. Mà vòng xoáy bên trong, chính là Bạch Liên ở trong đó một kiếp ở giữa hồn phách. Hồn phách không ngừng đến gần Bạch Liên thân thể, cuối cùng một giọt máu tươi hội tụ, tựa như hóa là một sợi dây thừng, đem hồn phách cùng Bạch Liên nối liền với nhau. Thiên hồn trở về cơ thể. Một giọng nói vang khắp. Một giây kế tiếp, vậy đạo hồn phách dung vào Bạch Liên thân xác. Bạch Liên hai tròng mắt chợt mở ra, nhẹ nhàng thở ra một ngụm chọc khí. Cảm ơn. Hồi lâu sau, nàng hướng về phía hư không nói. Mà trong hư không, lại truyền tới một đạo thanh âm đạm mạc. Ngươi không cần cảm ơn ta, ta bất quá là lợi dụng luân hồi chi chủ. Luân hồi chi chủ, nếu giúp ta giải quyết vậy đạo phiền toái, ta cũng nên đem cái này hồn phách giúp ngươi trở về cơ thể. Bất quá, ngươi như cũng không phải người tự do. Luân hồi chi chủ gọi ngươi là Bạch Liên, ta cũng không kêu ngươi tên thật. Bạch Liên.
ta hiện tại muốn ngươi giúp ta làm một chuyện. Bạch Liên ngẩn ra, nhưng biết thời khắc này mình như cũ thân bất do kỷ, liền nói, làm gì? Thanh âm kia dừng lại chốc lát, mở miệng nói, ta cần ngươi giúp ta thuyết phục Chu Uyên. Bạch Liên mắt đẹp trợn to, vì sao không để cho Luân Hồi Chi Chủ đi làm chuyện này, ta và Chu Uyên cũng không quen biết. Thanh âm kia cười lạnh một tiếng, nếu để cho Luân Hồi Chi Chủ đi thuyết phục, Luân Hồi Chi Chủ tất nhiên sẽ phát hiện sau lưng ta mục đích, đến lúc đó, mười cướp thần ma tháp có thể hay không tồn tại vẫn là vấn đề. Luân Hồi Chi Chủ, ta tuy không sợ, nhưng Luân Hồi Thiên Quốc cùng với thằng nhóc kia chấp trưởng thần vật, cũng không phải là trò đùa. Cho nên, ta cần ngươi đi làm chuyện này. Chu Uyên hẳn có thể từ trên mình ngươi cảm giác ngươi và Luân Hồi Chi Chủ nhân quả. Bạch Liên biết mình không có lựa chọn, chỉ có thể gật gật đầu nói, được, ta chỉ có thể thử một chút. Không quá ta còn muốn hỏi, tại sao lựa chọn Chu Uyên? Thanh âm kia nhưng là nhàn nhạt nói, ta nhất định hy vọng là Luân Hồi Chi Chủ, bất quá Luân Hồi Chi Chủ định trước không thể nào trở thành con cờ, mà Chu Uyên, hắn rất đặc thù, hắn cũng là một viên cực kỳ thích hợp con cờ. Bất quá, hắn là một quả chết cờ. Nghe được câu này, Bạch Liên thân thể mềm mại run lên. Nói cách khác, Chu Uyên sẽ chết. Cái này hoặc giả chính là mười cướp thần ma tháp không để cho Diệp Thần thấy Chu Uyên nguyên nhân. Mà mình nếu là thuyết phục Chu Uyên, không thể nghi ngờ là ở đem Chu Uyên đẩy xuống vực sâu vạn trượng. Chỉ cần Chu Uyên không đáp ứng, hắn là có thể tiếp tục còn sống. Có thể mình phải nên làm như thế nào man thiên quá hải đâu. Không cùng Bạch Liên suy tư, thân thể của nàng liền là xuất hiện ở tầng thứ 9. Một ngày sau, thiên nhân vực. Diệp Thần dọc theo bản đồ chỉ dẫn, nhanh chóng đi vậy đấu thần bí giới. Hư không biến dạng, Diệp Thần đi tới thiên nhân vực phía tây, một chỗ bí ẩn trong bí cảnh. Cái này bí cảnh trôi lơ lửng ở trên bầu trời, còn quấn tầng tầng khí thức cổ xưa, tựa hồ xuất xứ từ hoang cổ, chung quanh vĩnh hằng còn quấn ngàn vạn tầng đám mây. Nếu như không phải là có thân đồ thiên âm cho bản đồ, Diệp Thần tuyệt đối không thể nào phát hiện. Nơi này chính là đấu thần bí giới sao? Diệp Thần trong lòng động một cái, bước vào trong bí cảnh. Nhưng gặp bí cảnh bên trong, là một phiến loạn thạch thế giới, không có cỏ cây tồn tại, chỉ có từng cục hoang vu đá, phân bố từ vạn dặm. Diệp Thần cầm bản đồ, dọc theo bản đồ chỉ thị, không ngừng đi tới trước. Trên bản đồ này, vậy ẩn chứa có đấu thần bí giới nhân quả. Lúc đầu trong truyền thuyết đấu thần Thiên Châu, là ngày xưa thái thượng thế giới pháp bảo, có thể phụ trợ phạm thiên thần công bên trong, đấu chữ quyết tu luyện. Thái thượng thế giới cựu Nhật chi chủ, sợ đấu thần Thiên Châu bị Vũ Hoàng Cổ Đế đạt được, cho nên trước thời hạn đem viên này Thiên Châu, đánh rớt đến thiên nhân vực, lấy át chế Vũ Hoàng Cổ Đế đấu chữ quyết huy lực. Ở thiên nhân vực bên trong, như vậy giá trị tồn tại giống như lông phượng và sừng lân vậy tồn tại, đặc biệt thưa thớt, cái này đấu thần Thiên Châu giá trị, tự nhiên không cần nói cũng biết. Nếu quả thật có thể bắt được đấu thần Thiên Châu mà nói, lấy thần uy, đủ để phá hỏng Huyền Cơ Nguyệt lưu lại vết máu. Diệp Thần một đường đi tới trước, bí cảnh bên trong có không thiếu hung thú, nhưng đối với Diệp Thần mà nói, cũng không tạo thành uy hiếp gì. Rất nhanh, Diệp Thần liền độc hành ngàn dặm, đi tới đấu thần bí giới chỗ sâu, nhưng gặp một viên to lớn đồng thau hạt châu, trôi lơ lửng ở trên trời bên trong, khắc một cái đấu chữ, chính là trong truyền thuyết đấu thần Thiên Châu. Mà ở đấu thần Thiên Châu bên cạnh, thì có tất cả kim giáp canh phòng, đang lẳng lặng trấn thủ. Đó chính là đấu thần Thiên Châu sao? Diệp Thần ngửa mặt trông lên trên bầu trời đồng thau hạt châu, chỉ cảm thấy từng trận minh mông bá đạo đấu sát khí tức, cuồn cuộn gào thét tới, làm người ta nghẹt thở. Nếu là có thể bắt được đấu thần Thiên Châu mà nói, nhất định có thể tan biến Huyền Cơ Nguyệt vết máu. Vậy rất nhiều kim giáp canh phòng, tựa hồ cảm giác được khác thường hơi thở. Từng cái rút ra đao kiếm. Những thứ này kim giáp canh phòng, cũng không phải là người sống, chính là vậy đấu thần Thiên Châu, linh khí diễn hóa ra tới hộ vệ, dùng để bảo vệ tự thân, không bị người ngoài cướp lấy. Lấy Diệp Thần thực lực, phổ thông canh phòng không ngăn được hắn, hắn rút ra tai nan thiên kiếm, liền muốn cướp lấy đấu thần Thiên Châu, nhưng gặp phương xa đỏ ửng xương máu phun trào, một cái tóc trắng ma nữ vậy yêu dị cô gái, phá không biến dạng tới, lại là Tiêu Khinh Nhan. Tiêu Khinh Nhan, là ngươi. Diệp Thần thấy Tiêu Khinh Nhan xuất hiện, nhất thời thất kinh. Thần đồ thiên âm nói nơi này sẽ có biến cố, Diệp Thần lại không nghĩ rằng, cái này biến cố chính là Tiêu Khinh Nhan.
Luân hồi chi chủ, là ngươi sao? Ngươi cướp đi Long Uyên Thiên Kiếm, bổn tọa đang muốn tìm ngươi, lập tức đem Long Uyên Thiên Kiếm giao ra, nếu không bổn tọa giết ngươi. Tiêu Khinh Nhan thấy Diệp Thần, trong suốt máu đỏ trong con ngươi, nhất thời nổ lên máu tanh sát khí, mặt đầy vẻ dữ tợn. Lúc đầu ngày hôm qua đoạt kiếm tranh, nàng đuổi theo giết Đế Thích Thiên, nhưng không đuổi kịp, sau đó mau chóng tỉnh ngộ, trở về muốn tranh đoạt Long Uyên Thiên Kiếm, nhưng đoạt kiếm đã kết thúc, Long Uyên Thiên Kiếm bị Diệp Thần lấy đi, nàng nội tâm vô cùng thương tiếc thống hận. Lần này tới đấu thần bí giới, Tiêu Khinh Nhan là muốn cướp lấy đấu thần Thiên Châu, đền bù tổn thất, nào nghĩ tới lại gặp được liền Diệp Thần. Suy suy suy, vừa thấy mặt tới giữa, Tiêu Khinh Nhan lại là trực tiếp ra tay, 10 ngón tay cương phong gào thét, xương trắng móng nhọn hướng Diệp Thần đánh tới. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, chỉ cảm thấy Tiêu Khinh Nhan thực lực, đã đến nửa bước trăm gia cảnh, quả thực khó đối phó. Nàng bởi vì đỏ ửng ngọc tủy, tu vi tiến nhiều, nhưng linh trí cũng thay đổi được hỗn loạn, lại nữa cho rằng Diệp Thần là bạn, mà là coi là cửu nhân, ra tay không có một chút lưu tình. Nếu đối phương muốn động sát thủ, Diệp Thần tự nhiên không dám thờ ơ. Tai nạn hoang ma, giết! Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, tai nan thiên kiếm cùng hoang ma thiên kiếm, song kiếm hợp bích, đồng thời giết ra. Chỉ là một cái thiên kiếm, Diệp Thần lo lắng không địch lại Tiêu Khinh Nhan, cho nên song kiếm hợp bích. Cuồn cuộn ma sát kiếm khí, cùng tai nạn hơi thở, ngay tức thì hòa chung một chỗ, không chút lưu tình chém về phía Tiêu Khinh Nhan hông. Diệp Thần không dám nương tay, bởi vì một khi lưu tay, hắn tùy thời có thể bị Tiêu Khinh Nhan giết chết, đối phương cũng không sẽ nói cái gì tình cảm. Ồ, Tiêu Khinh Nhan thấy hai đại thiên kiếm hợp bích, cũng là khá là giật mình, lập tức cũng không dám đón đỡ, rút người ra bay ngược. Đỏ ửng yêu sương mù, lên. Tiêu Khinh Nhan lại vung tay lên, từng luồng đỏ ửng sương mù phun ra, biến ảo thành một cái yêu sương mù kết giới, đem Diệp Thần khốn khóa đi vào. Diệp Thần chỉ cảm thấy một hồi nóng rực, cái này đỏ ửng yêu sương mù, liền uyển như núi lửa nổ lớn vậy, mỗi một viên sương mù bụi bặm đều mang nham thạch nóng chảy vậy nóng bỏng nhiệt độ, không ngừng cháy ra, nếu như hơi lơ là, sợ là phải bị trực tiếp đốt chết. Thiên tiên cẩm lý sao, cho ta lọc sạch. Diệp Thần mang trên mặt vẻ ngưng trọng, bàn tay vung lên gian, thiên tiên cẩm lý sao thả ra, từng cái thiên tiên cẩm lý, đem chung quanh sương mù đỏ xua tan hết. Suy suy suy, hạ một sát, hoang ma thiên kiếm cùng tai nan thiên kiếm, liền như một cái hắc long, một cái rồng xám, từ cá chép trong thủy triều bay chém ra, lần nữa giết hướng Tiêu Khinh Nhan. Kỳ lân thần thụ, lên. Tiêu Khinh Nhan như cũ không dám đón đỡ, rút người ra bay ngược tới giữa, trong miệng một tiếng ngâm sướng, gọi ra kỳ lân thần thụ, ngăn cản Diệp Thần thiên kiếm sát phạt. Bình bịch bịch, Diệp Thần từng kiếm một chém ở đó kỳ lân thần thụ trên. Chặt đứt điều điều chạc cây, vậy thiên kỳ lân nghiêm nghị gầm thét, nhưng cũng để không chịu nổi kiếm khí đánh vào. Tiêu Khinh Nhan hơi biến sắc mặt, kỳ lân thần thụ đã sớm mất đi nội hạch, rõ ràng không cách nào kháng ngự hai đại thiên kiếm chém chết. Người dựa vào binh khí lợi hại, coi là bản lãnh gì? Tiêu Khinh Nhan giận dữ, chỉ có thể không biết làm sao thu hồi kỳ lân thần thụ, né tránh Diệp Thần kiếm chém, chờ cơ hội tìm giết ngược cơ hội. Diệp Thần nói, người dựa vào tu vi lợi hại, cơ duyên đột phá, ỷ mạnh hiếp yếu, lại coi là bản lãnh gì. Hắn biết Tiêu Khinh Nhan cường hãn, cho nên không có chút nào buông lỏng, hai đại thiên kiếm từ đầu đến cuối giữ liên hiệp, bên trái truy đuổi bên phải giết, kiếm quang đĩa bay lần lượt thay nhau, không cho Tiêu Khinh Nhan thở dốc cơ hội. Mà hai đại thiên kiếm, lẫn nhau đồng tình va chạm tới giữa, hơi thở dung hợp, nhưng mơ hồ sản sinh ra một cổ dị thường biến cố. Có một món không trọn vẹn linh hồn thể, từ hai cây thiên kiếm chỗ sâu bay lên ra, lẫn nhau dung hợp với nhau, biến thành hình một người. Đó là một người mặc đế hoàng trường bào, đầu đội quan miện, mắt như ưng chuẩn, eo như lang báo nam tử, rất có bạo quân dung mạo khí phách, nhưng vẻ mặt lộ vẻ được đờ đẫn mờ mịt, tựa hồ là thất hồn lạc phách vậy. Linh hồn này thể, liền trôi lơ lửng ở thiên trên thân kiếm không, theo gió chập chờn, tựa hồ tùy thời có thể tán loạn. Diệp Thần thấy thiên kiếm bên trong, lại có thể đột nhiên bay ra một cái linh hồn thể, nhất thời bị sợ hết hồn. Tiêu Khinh Nhan thấy một màn này, cũng là lớn kinh, kêu lên, à, cựu Nhật chi chủ. Diệp Thần nghe được cựu Nhật chi chủ bốn chữ, cũng là bộ dạng sợ hãi chấn động phố, nói cái này cái linh hồn thể, chính là cựu Nhật chi chủ. Cựu Nhật chi chủ,
là thái thượng thế giới của thời đại đại chủ tể, bởi vì niên đại chân thực quá mức rất xưa, đã không người biết cựu Nhật chi chủ tên thật. Tóm lại, cựu Nhật chi chủ là ngày xưa đại chủ tể, cuối cùng gặp thảm thập đại lão tổ liên thủ tiêu diệt, hồn phách bị dùng để rèn luyện tám đại thiên kiếm. Giờ phút này, Diệp Thần song kiếm hợp bích, lại có thể hiển hóa ra cựu Nhật chi chủ hồn thể. Tiêu Khinh Nhan liên tiếp lui về phía sau, trầm giọng nói, truyền thuyết tám đại thiên kiếm, lấy cựu Nhật chi chủ hồn phách rèn luyện, gom đủ tám đại thiên kiếm, là được làm cựu Nhật chi chủ lần nữa hồi phục, lời đồn đãi này quả nhiên không giả. Nếu như ta đạt được tám đại thiên kiếm, Tiêu gia tất nhiên sẽ lần nữa quật khởi. Cựu Nhật chi chủ hồn phách, hàm chứa thiên đại khí vận cùng năng lượng, nếu như ai có thể chiếm đoạt, ai liền có thể cướp lấy hắn hết thảy. Năm đó cũng mới thời đại đại chiến, cựu Nhật chi chủ dự cảm đến chết, trước thời hạn đem trọn đời cất giữ thiên tài địa bảo, các loại công pháp, toàn bộ cất giấu vật quý giá phong ấn. Trong truyền thuyết thiên võ ngọa long kinh, nghe nói liền núp ở cựu Nhật chi chủ bảo tàng bên trong. Còn nếu như có thể chiếm đoạt cựu Nhật chi chủ hồn phách, liền có thể mở ra hắn bảo tàng, đạt được thiên võ ngọa long kinh. Thiên võ ngọa long kinh, phần này chân quý nhất hồng mông cổ pháp, thế gian từ đầu đến cuối không được hiện lên, liền thượng vị giả đều không gặp qua, truyền thuyết chính là bởi vì núp ở ngày cũ bảo tàng bên trong, cho nên cũng không ai có thể dòm ngó gặp. Mà cắn nuốt cựu Nhật chi chủ hồn phách sau đó, có thể được hắn trí nhớ, tự nhiên biết mở ra bảo tàng biện pháp. Năm đó chu diệt cựu Nhật chi chủ sau đó, vạn khư lão tổ, kiếm thần lão tổ các người, vốn là cũng là muốn chia cắt cựu Nhật chi chủ hồn phách, lại cướp lấy hắn bảo tàng. Nhưng làm sao, lúc ấy thiên địa quy luật sắp tan vỡ, vạn khư lão tổ bất đắc dĩ, chỉ có thể mời kiếm thần lão tổ ra tay, hy sinh cựu Nhật chi chủ hồn phách, dùng để đúc tám đại thiên kiếm. Mà hôm nay, thái thượng thế giới thiên địa, đã hoàn toàn vững chắc, cựu Nhật chi chủ hồn phách, có thể tùy ý cướp lấy săn giết, chiếm đoạt luyện hóa, từ đó nắm giữ sau lưng thần bí bảo tàng. Chỉ là, muốn biết bảo tàng bí mật, phải luyện hóa cựu Nhật chi chủ hoàn chỉnh hồn phách, nói cách khác, phải gom đủ tám đại thiên kiếm, mới có thể làm cho hồn phách nguyên vẹn. Tám đại thiên kiếm đã sớm phân tán, coi như là vạn khư lão tổ, cũng không có năng lực gom đủ, cho nên cướp lấy ngày cũ bảo tàng, nắm trong tay thiên võ ngọa long kinh, chính là thế gian thứ nhất đẳng vấn đề khó khăn, không người nào có thể làm được. Lúc này Diệp Thần song kiếm hợp bích, hiển hóa ra cựu Nhật chi chủ bộ phận tàn hồn, coi như là mãi mãi không thấy tạo hóa. Dẫu sao, tám đại thiên kiếm phân tán, vạn cổ tới nay, còn không người thử qua song kiếm hợp bích. Cái này cựu Nhật chi chủ tàn hồn vừa xuất hiện, Diệp Thần lập tức cảm giác được, bầu trời bên trong, tựa hồ có vô số cặp mắt, đang ngó chừng mình, cho hắn mang đến một loại to lớn nặng nề áp lực. Ừ! Diệp Thần rên lên một tiếng. Một đầu gối nhuyễn đảo, cơ hồ phải quỳ xuống. Cựu Nhật chi chủ tàn hồn tái hiện, kinh động thái thượng thế giới. Diệp Thần mặt liền biến sắc, đã đoán được nguyên do, lập tức rút lui hết song kiếm hợp bích trạng thái. Hô! Vậy cựu Nhật chi chủ tàn hồn bóng người, cũng là lập tức tiêu tán. Diệp Thần thiếu chút nữa muốn hộc máu, mới vừa tới từ thái thượng áp lực, đích thực quá đáng sợ, nếu như hắn động tác chậm nửa điểm, rất có thể đã bị người phong tỏa khí cơ. Trực tiếp xóa bỏ. Thái thượng thế giới bên trong, vạn khư thần điện, kiếm thần thế gia, thần đồ thế gia, hồng gia, nhâm gia vân. Vân, đều là một hồi chấn động kịch liệt. Rất nhiều cường giả ánh mắt, xuyên phá hư không, tựa hồ muốn tìm cái gì. Bởi vì, cựu Nhật chi chủ hồn phách tái hiện, đại biểu một tràng đáng sợ gió bão, sắp đến. Cựu Nhật chi chủ bảo tàng, dĩ nhiên là người người cũng có hứng thú. Cũng muốn đi cướp lấy truyền thuyết kia ở giữa thiên võ ngọa long kinh. Hắc ám cấm hải bên trong, mà tổ vô thiên cảm ứng được cựu Nhật chi chủ hồn phách tái hiện hơi thở, gương mặt cũng là hơi biến hóa. Sư huynh ta mệnh không nên tuyệt, sắp hồi phục. Mà tổ vô thiên nơi xây dựng cựu Nhật minh, trong đó một cái mục đích, chính là gom đủ tám đại thiên kiếm, hồi phục cựu Nhật chi chủ. Người khác hồi phục cựu Nhật chi chủ, là muốn trực tiếp cắn nuốt hết ngày cũ hồn phách, mở bảo tàng. Mà ma tổ vô thiên, nghĩ chính là sống lại sư huynh, xây lại ngày cũ trật tự, tắm máu vạn khư thần điện, chém cắt hết thảy cừu hận nhân quả. Đây là cựu Nhật chi chủ hồn phách tái hiện, đại biểu sống lại có hy vọng. Đấu thần bí giới bên trong, Tiêu Khinh Nhan thấy Diệp Thần một mặt khó chịu, thiếu chút nữa hộc máu hình dáng, cũng không có nhân cơ hội ra tay. Bởi vì, nàng không có nắm chắc tất thắng,
cao nhất thiên kiếm mũi nhọn, thật sự là quá mức ác liệt, liền nàng cũng không dám khinh thị. Thằng nhóc, chờ ta luyện hóa đấu thần Thiên Châu, chính là ngươi ngày rỗ. Tiêu Khinh Nhan hừ một tiếng, rút người ra bay đến bầu trời, đi cướp lấy đấu thần Thiên Châu. Nàng kiêng kỵ nhất, chính là Diệp Thần hai cây thiên kiếm. Muốn giết chết Diệp Thần, tu được trước nghĩ biện pháp, đối kháng hắn thiên kiếm mũi nhọn. Mà đấu thần Thiên Châu, chính là 33 thiên thái thượng thần khí, đủ để ngắn ngủi đối kháng thiên kiếm sát phạt. Giờ khắc này, Tiêu Khinh Nhan chỉ muốn cướp lấy đấu thần Thiên Châu, sau khi luyện hóa, có tự vệ lá bài tẩy, lại khiêu chiến Diệp Thần, trực tiếp xóa bỏ. Vậy cứ như vậy, tai nạn, hoang ma, Long Uyên, ba cây thiên kiếm đều là của nàng, đủ để làm nàng tiêu gia chấn hưng. Leng keng chanh. Tiêu Khinh Nhan hai tay cua múa, thon dài móng tay giống như lợi kiếm, thổi ra một hồi sắc bén kiếm khí gió bão, đem bảo vệ ở đấu thần Thiên Châu cạnh hộ vệ, toàn bộ chém bể. Rồi sau đó, nàng tay trắng thon thon, nhẹ nhàng một chảo, liền đem vậy đấu thần Thiên Châu, nắm ở trong tay. Diệp Thần cảm thấy được dị biến, đột nhiên mở mắt ra, bát quái thiên đan thuật thoáng một điều tức, trong cơ thể khí huyết sôi trào nhất thời bình tĩnh lại. Thiên Châu lưu lại. Diệp Thần thấy Tiêu Khinh Nhan muốn cướp lấy đấu thần Thiên Châu, nhất thời kinh hãi, quát lên một tiếng lớn. Ha ha, người có thể đuổi kịp ta nói sau. Tiêu Khinh Nhan cười lạnh một tiếng, nắm Thiên Châu, tung người bay vút chui đi. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, lập tức xách hoang ma thiên kiếm, đuổi giết lên. Cái này đấu thần Thiên Châu, không cho sơ thất, nếu như mất đi, hắn không thể xông phá Huyền Cơ Nguyệt vết máu, không cách nào chấp chưởng Long Uyên thiên kiếm. Vậy đoạt kiếm thì có ích lợi gì? Hai người một truy đuổi một chui, ngay chớp mắt rời đi đấu thần bí giới. Tiêu Khinh Nhan một đường bay vút, cũng không biết muốn đi chỗ nào. Diệp Thần mơ hồ tới giữa, cảm thấy đối phương tựa hồ có trọng đại mưu đồ, nhưng đương thời giây phút, tổng cũng không thể lui về phía sau. Truy kích hơn nửa ngày, đã đến nửa đêm, sáng trong ánh trăng tung rơi xuống, khoác lên Tiêu Khinh Nhan trên mình, giống như là nàng phủ thêm một tầng lụa mỏng y.